Bí thư Trùng Sinh, Vương Tử Quân. Chương 1356, một người thân của anh và của tôi. Giọng nói khiêu khích của người này là không lớn thế nhưng lại rất có tác dụng, người đồng sự kia lập tức dùng giọng không phục nói, vụ án ở thành phố Lâm Hồ rõ ràng là hàm oan, thật sự có chút đáng tiếc, hôm nay cục công an thành phố Đông Hồng tổ chức lễ truy điệu cho đồng chí kia. Đoạn Văn đống ngày hôm qua đã đến đây một chuyến, mời bí thư Lý tham gia coi như an ủi cho thuộc hạ. A, à, cục trưởng đoạn cũng xem như thương cảm cho cấp dưới, ý nghĩ này là rất tốt. Mặc dù là chuyện của người khác, thế nhưng đám tiểu nhân vật công tác trong cơ quan lâu năm nói về vấn đề này mà vẻ mặt vẫn không biến đổi, có người chợt hỏi bí thư lý có đồng ý không? Nếu như đồng ý thì cục trưởng đoạn văn đống còn phải chạy đến đây sớm vậy sao? Người đồng sự bên cạnh dùng ánh mắt khinh thường người người vừa lên tiếng rồi nói. Vì sao bí thư Lý không đồng ý? Đây cũng không phải là chuyện gì xấu, một viên đồng sự trẻ tuổi không nhịn được phải lên tiếng. Những cán bộ lớn tuổi lúc này căn bản không muốn bàn luận, thậm chí đã có người hiên ngang ưỡn ngược tách nhóm đi nhanh về phía trước. Khi viên cán bộ trẻ kia có chút khó hiểu, chợt một người đồng sự công tác trong văn phòng ủy ban nhân dân thành phố vỗ vỗ lên vai nói, "Tiểu Hầu, chuyện này liên quan đến lãnh đạo thị ủy, cậu không nên nói nhiều." như vậy lần này cục trưởng đoạn lại đến rồi về tay không sao tiểu hầu nhìn một người quen bên cạnh rồi khẽ hỏi dù tiểu hầu cho ra câu hỏi nhưng người kia cũng không cho ra đáp án nhưng nhìn vẻ mặt của người ta thì hắn giống như hiểu được vài vấn đề giống như những gì mà đám nhân viên công tác đang suy đoán lúc này lý hồng phẳng thật sự có chút khó xử khi mà lãnh đạo thị ủy không muốn tham gia lý hồng phẳng căn bản cũng không muốn tham gia nhưng đoạn văn đống trầm ngâm dây lát rồi nói, anh nên chú trọng nghi thức truy điệu đồng chí Tiểu Khương, cho ra một quy cách cao, cũng làm cho người nhà Tiểu Khương thấy chính quyền có sự quan tâm cao độ. Hơn nữa bí thư lý ngài là lãnh đạo hệ thống tư pháp của thành phố Đông Hồng, nếu ngài tham gia lễ truy điệu thì nhất định sẽ. Anh đoạn, tôi hiểu tâm tư của anh, thực tế tôi cũng rất tình nguyện tham gia lễ truy điệu của đồng chí Tiểu Khương, nhưng anh cũng đừng chém tôi thành hai khúc được đoạn văn đống nhìn cái đầu hói của lý hồng phảng mà không khỏi cười lạnh thế nhưng hắn vẫn cố gắng tranh thủ bí thư lý anh xem công tác kêu gọi đầu tư có nên để cho vị lãnh đạo nào khác tham gia hay không cục trưởng văn đống công tác không thể qua loa được thế này đi tôi sẽ gọi điện thoại cho phó bí thư đặng để anh ấy đại diện tham gia lý hồng phảng giống như cũng không muốn dây dưa với đoạn văn đống hắn cầm lấy điện thoại nhanh chóng gọi đi đoạn văn đống nhìn lý hồng phẳng sắp xếp cho phó bí thư đặng của ủy ban tư pháp thị ủy đến tham gia lễ truy điệu của tiểu khương mà tâm tình không khỏi ảm đạm hắn cũng không phải cảm thấy cấp bậc của phó bí thư đặng là thấp hơn mình thực tế đối với hắn thì cố gắng làm một lễ tang long trọng và có quy cách cao cho một cảnh sát trẻ tuổi cấp dưới căn bản là một câu trả lời thỏa đáng cho người thân thủ hạ của mình nhưng chuyện này gặp không ít khó khăn đoạn văn đống nhìn lý hồng phẳng nâng ly trà lên nhấp một ngụm thế là cũng không nói gì khác mà lên tiếng, thôi thì tôi đi trước đây. Lý Hồng Phảng đang ước gì Đoạn Văn Đống đi cho mau, thế là hắn nhanh chóng đứng lên nói, "Cục trưởng Văn Đống, lần này thật sự có lỗi, cậu cũng đừng nên đặt nặng trong lòng. Sau này nếu có cơ hội thì hai anh em ta sẽ uống vài ly, xem như tôi bồi tội cho cậu ở sự kiện này." Đoạn Văn Đống cười cười, sau đó bắt tay rồi rời khỏi phòng làm việc của Lý Hồng Phảng. Đoạn văn đống là một cảnh sát lâu năm, hắn có tố chất vượt qua thử thách, nhưng dù thế nào thì lúc này trong lòng cũng sinh ra xúc động muốn chửi chó má. Làm cái quái gì vậy? Đoạn văn đống thở dài một hơi, hắn xoay người đi xuống lầu, nhưng vừa đi được hai bước thì có chút trần chờ. hình bóng của bố mẹ và vợ của Khương Tồn Minh chợt hiện lên trong đầu hắn. Điều này làm hắn đang cất bước chợt dừng chân lại. Nếu như không tìm được lãnh đạo tham gia lễ tang, như vậy sẽ không có được vài phần cảnh tượng. Tuy người thân của Khương Tồn Minh sẽ không quan tâm, thế nhưng mình có thể làm tốt công tác sẽ là an ủi lớn cho bọn họ. Đi tìm Lý Hồng Phảng nữa sao? Đoạn Văn Đống chợt lắc đầu, hắn cũng không tiếp tục đến tìm Lý Hồng Phảng, nhưng bây giờ nên tìm ai đây? Chẳng lẽ lại yêu cầu Trần Gia Hòa đi tham gia lễ truy điệu của Khương Tồn Minh? Tuy Trần Gia Hòa không nói gì ở sự kiện này, thế nhưng trong quan trường có đa số người giỏi suy đoán ý nghĩ của lãnh đạo. Những suy đoán này căn bản không có chứng cứ khoa học để xác minh sự thật, nhưng lại được nhiều người trong quan trường cực kỳ chú trọng. Cục trưởng đoạn, thế nào rồi? Vị phó chủ nhiệm văn phòng Cục Công an thành phố Đông Hồng là Trần Tiêu Danh đi đến bên cạnh đoạn văn đống rồi khẽ hỏi. Đoạn văn đống lắc đầu rồi nói, anh ấy sắp xếp cho phó bí thư đặng đến tham gia. Trần Tiêu Danh căn bản không xa lạ gì phó bí thư đặng của Ủy ban Tư pháp Thị ủy, biết rõ đây là một người ba phải trong hệ thống tư pháp, vị trí của người này căn bản kém qua xa lý hồng phẳng. Cục trưởng, nếu không chúng ta mời trưởng phòng vương tham gia một chút. Trần Tiêu Danh biết lãnh đạo của mình có quan hệ mật thiết với trưởng phòng vương, thế là hắn dùng giọng không yên xin chỉ thị của đoạn văn đống. Đoạn văn đống thật sự cũng rất muốn trưởng phòng vương đến tham gia, nhưng hắn lại lắc đầu nói, chúng ta không nên gây thêm phiền toái cho trưởng phòng vương, dù sao thì sự việc cũng không liên hệ đến trưởng phòng vương được. Trần Tiêu Danh cũng cảm thấy lời nói của mình có chút lỗ máng, thế nhưng gương mặt hỏa ái dễ gần của trưởng phòng vương khi đến Cục Công an thành phố, hắn cảm thấy lãnh đạo có thể tham gia. Nhưng trưởng phòng vương là lãnh đạo tỉnh ủy, nhìn từ phương diện nào cũng không thể tham gia lễ truy điệu này. Được rồi, chúng ta đi đến chỗ của Chủ tịch Đào, nếu chủ tịch Đào đến thì quá tốt." Đoạn Văn Đống quay sang nói với Trần Tiêu Danh. Trần Tiêu Danh nghe Đoạn Văn Đống nói muốn đi tìm phó chủ tịch chủ quản khối tư pháp trong thành phố Đông Hồng là chủ tịch Đào, hắn há miệng định ngăn cản, thế nhưng lại nuốt lời xuống bụng. Trần Tiêu Danh đợi trong xe 20 phút nhưng không thấy Đoạn Văn Đống đi xuống, trong lòng biết rõ lần này có lẽ lãnh đạo sẽ phải về tay không, nhưng hắn lại thật sự cảm động vì hành vi của lãnh đạo vào lúc này. Đoạn văn đống có thể vì bộ hạ của mình mà đi cầu người ta, điều này làm cho hắn cảm động. Hơn nữa đoạn văn đống là người không thích cầu cạnh người khác, bây giờ căn bản ném thể diện của mình để đi tìm mệt mỏi, chua sót trong đó là thế nào thì Trần Tiêu Danh căn bản là hiểu khá rõ. chương 1356, 2, Người thân của anh và của tôi. Trần Tiêu Danh nghĩ đến những người mà đoạn văn đống đến cầu cạnh, hắn cảm thấy tâm tình mỏi mệt. Hắn lấy ra một điếu thuốc, đang định châm lửa thì chợt nghe lái xe nói, chủ nhiệm Trần, anh xem đó có phải là chủ tịch đào không? Trần Tiêu Danh chợt kinh hoàng, thiếu chút nữa thì làm rơi điếu thuốc xuống đất. Nếu như là trước kia thì hắn nhất định cho tên lái xe một bài học, nhưng bây giờ ánh mắt hắn lại nhìn về phía bên kia. Trần Tiêu Danh thấy một người đàn ông trung niên đi ra khỏi khu văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, sau lưng người này còn có ba người khác. Tuy khoảng cách khá xa, thế nhưng nhìn vào dáng người, Trần Tiêu Danh có thể xác định đó là phó chủ tịch đào chủ quản công tác tư pháp. Phó chủ tịch đào, vậy cục trưởng đoạn đâu? Tuy trong lòng có đáp án nhưng Trần Tiêu Danh vẫn bước xuống xe, sau đó đi về phía văn phòng ủy ban nhân dân thành phố Đông Hồng. Khi đi đến bậc cầu thang thì Trần Tiêu Danh thấy Đoạn Văn Đống đang đi xuống lầu, lúc này bộ dạng của Đoạn Văn Đống là cực kỳ hưu quạnh. Hắn muốn tiến lên nói với lãnh đạo vài câu, thế nhưng lại sợ cắt ngang dòng suy tư của Đoạn Văn Đống. Lúc này kịch bản cũ lại lặp lại với đoạn văn đống, khi hắn đi đến bậc cầu thang cuối cùng thì Trần Tiêu Danh cũng đi đến bên cạnh. Trần Tiêu Danh khẽ đỡ đoạn văn đống rồi nói, cục trưởng đoạn, ngài không sao chứ? Không có gì, chỉ là nghĩ đến một số việc mà thất thần thôi. Đoạn văn đống nhìn Trần Tiêu Danh rồi khẽ nở nụ cười. Cục trưởng đoạn, vừa rồi đội trưởng niên nói anh khi nào thì đi đến hiện trường lễ truy điệu. Trần Tiêu Danh nhìn vẻ mặt của đoạn văn đống, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, sau đó nói với đoạn văn đống. Đoạn văn đống có chút trần chờ, sau đó hắn sờ lên đầu nói, tôi đi quá lâu rồi, anh Nhiên cũng thấy cấp bách mà gọi điện thoại thúc giục. Chúng ta đi về thôi, cũng không nên để người nhà bọn họ chờ lâu. Trần Tiêu Danh lên xe rồi hỏi một câu, vừa rồi tôi thấy chủ tịch đào, tôi có hỏi vài câu, chủ tịch đào rất xem trọng chuyện này. Nhưng hôm nay có một hội nghị quan trọng cần tham gia, thế cho nên sắp xếp cho thư ký trưởng triệu đến tham dự lễ truy điệu. Thư ký trưởng triệu chính là một trong các vị phó thư ký trưởng văn phòng ủy ban nhân dân thành phố Đông Hồng, công tác chủ yếu là phục vụ cho chủ tịch đào. Có thể nói đây là đại thư ký của chủ tịch đào, nhưng độ nặng của thư ký trưởng Trần là quá kém so với chủ tịch đào. Cục trưởng đoạn, như vậy cũng tốt, có bí thư đặng đại biểu cho ủy ban tư pháp, thư ký trưởng triệu đại biểu cho ủy ban nhân dân thành phố, hai người bọn họ đến cũng xem như an ủi cho tiểu khương tuy trần tiêu danh hiểu ý nghĩa của nó là thế nào nhưng vẫn mở miệng nói với đoạn văn đống đoạn văn đống gật đầu nói coi như không tệ khi xe đi vào trong nhà tang lễ lúc này nhân viên công tác đang bận rộn qua lại niên trí tân đứng ở vị trí chỉ huy trung tâm ở nhà tang lễ với vẻ mặt hơi tái sau khi sắp xếp nhiều công tác tương quan hắn đi lên đón đoạn văn đống cục trưởng đoạn ngài đến rồi. Đoạn văn đống đối diện với gương mặt chờ mong của Niên Chí Tân, rõ ràng là đang rất hy vọng với mình. Nhưng hắn lại căn bản không thể cho thủ hạ của mình một kết quả thích đáng. Được rồi anh Niên, không cần phải chờ người núa, anh nói người ta chuẩn bị một chút đi. Đoạn văn đống nhìn về phía Niên Trí Tân rồi khoát tay áo dùng rộng chân thật đáng tin nói. Tuy Niên Trí Tân là người có tính tình cứng nhắc, nhưng cũng phải xem người đối diện là ai lúc này người đó là đoạn văn đống, hắn cũng khó thể nào phát tính tình của mình ra được. Hắn nhìn vẻ mặt của đoạn văn đống, sau đó đồng ý, lại nói với Trần Tiêu Danh ở bên cạnh đoạn văn đống, tiểu Trần, anh đi sắp xếp dùm tôi. Sau khi Trần Tiêu Danh đi xa thì Niên Trí Tân mới nói với đoạn văn đống, cục trưởng đoạn, những người kia thật sự đúng là. Được rồi, anh cũng không nên oán trách người khác, bọn họ cũng có cái khó của mình, ai cũng không thể đắc tội được, đặc biệt là đắc tội với cấp trên cũng không phải chuyện gì hay. Sau khi nói hai câu thì đoạn văn đống kéo niên chí tân đi về phía người nhà của Tiểu Khương. Bố mẹ của Khương Tồn Minh đều là những người hơn 60 tuổi, lúc này nhìn qua rất tiểu tụy, bây giờ người xử lý sự vụ chính là anh của Khương Tồn Minh. Khương gia cực kỳ cảm kích đoạn văn đống và niên trí tân, dù sao với thân phận của đoạn văn đống và niên chí tân mà chạy tới chạy lui vì việc của Khương Tồn Minh, bản thân nó cũng làm cho gia đình bọn họ có thể diện cục trưởng đoạn đội trưởng niên các anh đã bận rộn cả ngày cũng nên nghỉ ngơi một chút nếu không sẽ mệt chết người bố của tiểu khương nói hai câu với đoạn văn đống và niên trí tân sau đó run rẩy lấy từ trong túi áo ra một gói thuốc đoạn văn đống và niên trí tân cũng không biết nói gì hơn với một ông bố kiên cường như vậy hai người bọn họ nhận thuốc sau đó đoạn văn đống nói ra vài sắp xếp với lễ tang Bố của Tiểu Khương lúc này chợt nói, cục trưởng đoạn, cảm ơn anh đã quan tâm. Sau khi nói vài câu thì đoạn văn đống đi ra, Niên Trí Tân đi theo bên cạnh, hắn nhìn gương mặt của đoạn văn đống, không khỏi đấm một cái lên cây cột trong nhà tang lễ. Đoạn văn đống hiểu rõ tâm tình của Niên chí Tân vào lúc này, hắn lên tiếng, anh nhất định phải nhớ kỹ, dù thế nào cũng phải làm tốt công tác của lễ truy điệu lần này. Niên Trí Tân có liên hệ với đoạn văn đống nhiều năm, rất ít khi thấy cục trưởng đoạn nói lời cứng rắn như vậy, thế là gật đầu tỏ vẻ đã hiểu lời nói của lãnh đạo. 30 phút sau lễ truy điệu bắt đầu, khi tiếng nhạc buồn vang lên, ảnh của Khương Tồn Minh được treo lên, lúc này người thân đứng ở hai bên bắt đầu mặc niệm. Đoạn văn đống, Niên Trí Tân và những vị lãnh đạo cục công an thành phố đứng im ắng bên dưới, bọn họ đưa mắt nhìn Khương Tồn Minh đang mỉm cười trong tấm ảnh, cả đám người đều cúi đầu làm mặc niệm. Đoạn Văn Đống là người chủ trì lễ tang của Khương Tồn Minh. Hắn nhìn gương mặt của Khương Tồn Minh trong hình mà không khỏi thầm nghĩ. Cậu ra đi thanh thản, oan sai của cậu đã được rửa sạch, máu của kẻ thù cũng đã đổ, những kẻ hiểm nghi sẽ bị đưa ra xét xử, người nhà của cậu cũng nhất định sẽ. Lúc này Đoạn Văn Đống cũng không thể nghĩ thêm được điều gì khác. Hắn nhìn gương mặt sáng lạn với nụ cười của Khương Tồn Minh. Đối với Khương Tồn Minh bây giờ thì tất cả đều đã muộn. Mong mọi người bớt đau thương. Đoạn Văn Đống dù đau lòng nhưng vẫn phải nói ra sáu chữ này, những lời này hắn không phải chỉ nói cho bố mẹ Khương Tồn Minh ở bên cạnh, còn nói cho Tiểu Mộ đang run rẩy ở sát bên. Tiểu Mộ là một người phụ nữ kiên cường, mặc dù nàng cũng không xinh đẹp, thế nhưng trong mắt Đoạn Văn Đống thì cô gái này căn bản cực kỳ bội phục và đáng kính trọng. Không phải là vì nàng đã cố gắng bỏ qua tất cả để giải oan cho chồng, hơn nữa còn là vì tình yêu cao cả của nàng. Một người tốt như vậy sao không nhận được báo đáp tương xứng chứ? Chương 1357, trùng hợp. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Đoạn Văn Đống cảm thấy nhói lòng, nhưng hắn cố gắng áp chế suy nghĩ của mình, vì có một số việc dù sao cũng đã xảy ra, mình nên giữ vững tinh thần mới được. Tiếng nấc đau thương vang lên trong lễ đường, đám người trong cục công an khẽ cúi người chào chiến hữu của mình. Khi tất cả được tiến hành đâu vào đấy thì Trần Tiêu Danh đang duy trì trật tự ở bên ngoài chợt đi đến. Vẻ mặt của Trần Tiêu Danh có vài phần lạnh lẽo, Đoạn Văn Đống thấy vậy mà sinh ra cảm giác xấu. Chủ nhiệm La đến. Người đến là chủ nhiệm La, Đoạn Văn Đống nghe vậy mà không khỏi sững sờ. Tuy hắn không phải là không biết người này, thế nhưng không ngờ người này lại đến. Chủ nhiệm La chính là chủ nhiệm văn phòng ủy ban tư pháp thị ủy đoạn văn đống có chút quan hệ với người này, cũng xem như là người quen. Nhưng đây chỉ là chủ nhiệm văn phòng ủy ban tư pháp thị ủy, Trần Tiêu Danh nói rằng chủ nhiệm la đến, cũng không nói là bí thư đặng đến. Trong đầu chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, đoạn văn đống nhìn Trần Tiêu Danh rồi hỏi, bí thư đặng có đến không? Bí thư đặng không đến, Trần Tiêu Danh cắn răng rồi nói với đoạn văn đống. Bí thư đặng không đến, đây rõ ràng là một sự thật khó thể chối cãi. Niên trí tân đứng bên cạnh đoạn văn đống, lúc này hắn dùng giọng phẫn nộ nói, cục trưởng đoạn, cũng không cần thiết, đừng chờ đợi bọn họ nữa, thiếu những người kia thì cũng không mất đi bầu không khí. Đoạn văn đống khoát tay áo, hắn nhìn về phía những người thân của Tiểu Khương đang ở trong lễ đường, sau đó trầm giọng nói, nếu đã như vậy thì chúng ta cứ tiến hành theo quy trình, anh Niên, anh theo tôi đi đón chủ nhiệm la. Khi nhóm người đoạn văn đống đi ra ngoài lễ đường, lúc này chủ nhiệm La đang đứng hút thuốc với vài nhân viên công tác của Ủy ban Tư pháp Thị ủy. Khi thấy đoạn văn đống đi ra thì chủ nhiệm La tươi cười nói, Cục trưởng đoạn, bí thư đặng vốn đã lén, thế nhưng vừa đi được nửa đường thì phải về nhà vì mẹ bị ốm khá nặng. Bí thư đặng nhờ tôi nhắn với ngài một câu, mong ngài đừng trách anh ấy. Trách sao, bây giờ còn trách cái gì được, mẹ người ta bị bệnh phải về nhà, căn bản không thể nào làm khác hơn được đoạn văn đống xem như hiểu rõ có chuyện gì xảy ra thế nhưng hắn vẫn chỉ có thể nuốt lời vào bụng mà thôi mẹ của bí thư đặng không có việc gì đấy chứ sau khi xử lý xong sự vụ nơi đây thì nhất định sẽ đi đến thăm hỏi tuy đoạn văn đống khinh thường thủ đoạn nhỏ nhặt của bí thư đặng thế nhưng dù thế nào cũng phải nói ra những lời như vậy hắn cũng không muốn để người ta nắm lấy cán dao ở sự kiện này vừa rồi tôi đã gọi điện thoại cho bí thư đặng ha ha đã qua giai đoạn nguy hiểm, tất cả không còn là vấn đề. Chủ nhiệm la cười ha hả nói, cục trưởng đoạn, không bằng chúng ta đi vào tham gia lễ tang trước, vì trong văn phòng cũng còn nhiều công tác đang chờ tôi. Audio điện tử võ tấn bền Đoạn văn đống khẽ gật đầu, hắn nói ra vài lời sắp xếp với Trần Tiêu Danh, để e bọn họ đưa vòng hoa và nhóm người chủ nhiệm la vào trong lễ đường. Tiếng nhạc buồn vẫn vang lên giống như càng làm cho bầu không khí đau thương vô hạn, lúc này tâm tư của Đoạn Văn Đống cũng đã cực kỳ phẫn nộ. Có một vài người làm cho Đoạn Văn Đống không thể nhịn được, thế nhưng lúc này dù hắn có như thế nào cũng phải cố gắng làm cho xong, dù sao thì hiện tại sự việc cũng đã tiến triển đến mức không thể vãn hồi được rồi. Người chết thanh thản, nhập thổ an lành. Khi nhóm người chủ nhiệm la còn chưa đi qua cổng lễ đường, có vài người đưa vòng hoa đến người đi đầu thấy đoạn văn đống thì nhanh chóng tiến lên chào chào cục trưởng đoạn chào tiểu hà tuy đoạn văn đống lại càng sinh ra cảm giác xấu thế nhưng hắn không thể không vươn tay với tiểu hà phía bên kia tiểu hà mỉm cười bắt tay đoạn văn đống sau đó lên tiếng cục trưởng đoạn thật sự cũng không biết nói thế nào khi thư ký trưởng triệu lên xe thì nhận được tin mẹ phải nhập viện thế nên không còn cách nào khác mà phải vội vàng đến bệnh viện anh ấy nhờ tôi đến nói với ngài một tiếng, sự kiện lần này thật sự là quá bất đắc dĩ, mong anh. Lớn nhất là chữ hiếu, nhà của thư ký trưởng có chuyện, chúng tôi nào dám trách móc gì, chỉ mong mọi việc sẽ tốt đẹp hơn. Đoạn Văn Đống khẽ vỗ lên vai Tiểu Hà, sau đó nói hai câu với nhân viên công tác ở bên cạnh, để bọn họ đưa vòng hoa và đám người Tiểu Hà đi vào trong. Nhưng lúc này trong lòng Đoạn Văn Đống lại bùng lên một ngọn lửa, chính hắn căn bản là quá vô dụng. Thế nhưng vì sao các anh lại trùng hợp như vậy? Một con chim nhỏ bay qua đỉnh đầu, Tưởng Hiểu Linh ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên thấy một thứ gì màu trắng rơi xuống rúng vào ngay tờ giấy trắng trước mặt. Nàng thầm nghĩ, khi người ta gặp chuyện không may thì ngay cả con chim nhỏ cũng muốn ước hiếp bọn họ. Nàng đến công tác ở đội cảnh sát hình sự nhiều năm, nàng căn bản là rất ăn ý với Khương Tồn Minh, thế nên nàng cực kỳ đau lòng với cái chết của Khương Tồn Minh. Tưởng Hiểu Linh là người phụ trách công tác đăng ký, trước khi lễ truy điệu bắt đầu thì nàng nhận được tin tức thư ký trưởng đăng của văn phòng ủy ban nhân dân thành phố và phó bí thư đảng của ủy ban tư pháp thị ủy sẽ đến, nàng phải làm tốt công tác tiếp đãi lãnh đạo. Công tác trong văn phòng luôn có một ưu thế mà người khác không có được, ví dụ như khi người ta còn chưa biết gì thì bọn họ đã hiểu rõ ràng nhiều thứ. Tưởng Hiểu Linh căn bản biết rất rõ chuyện cục trưởng đoạn văn đống đi mời lãnh đạo đến tham gia lễ tang của Khương Tồn Minh. Tưởng Hiểu Linh cảm thấy đau lòng vì sự từ chối của hai vị lãnh đạo kia, nàng nghĩ rằng dù phó bí thư đặng hay thư ký trưởng triệu đến thì cũng mặc kệ, không đáng quan tâm. Vì chiến hữu của bọn họ ngã xuống, ai còn quan tâm đến sự quan liệu của đám lãnh đạo kia. Nhưng Tưởng Hiểu Linh tuyệt đối không ngờ thư ký trưởng triệu và bí thư đặng cũng không đến, chỉ là thuộc hạ của bọn họ đến thay mặt. Nàng chẳng muốn nhúc nhích người, khi viết đăng ký thì luôn cúi đầu cây ếch tưởng hiểu linh đang cực kỳ khó chịu thì có một người đi đến. Người này rất trẻ, mặc tây phục làm cho người ta sinh ra cảm giác như núi cao chỉ nhìn mà khó tiếp cận. Nếu như không phải người này đang đi về phía tưởng hiểu linh, nàng thật sự cũng không còn chút tâm tư để đáp lời đối phương. Chào ngài, xin hỏi ngài đến tham gia lễ ta kinh của đồng chí Khương Tồn Minh sao? Mời ngài đăng ký một chút. Người đàn ông với gương mặt nghiêm túc đưa mắt nhìn tưởng hiểu linh, sau đó nhận lấy bút, đăng ký cái tên của mình, Vương Tử Quân. Chữ viết của người đàn ông này khá lưu loát, nhìn qua cực kỳ đẹp. Tưởng Hiểu Linh thật sự có chút cảm thán, người này viết chữ quá tốt, giống như thư pháp, không phải, còn cực kỳ tiêu sái. Khi Tưởng Hiểu Linh đang trần chờ định hỏi xem đối phương có phải là người được đơn vị nào cử đến hay không, đúng lúc người này đã đi vào trong nhanh như chớp. Người kia là ai? Là bạn của Tiểu Khương sao? Chương 1358, một chiến đấu trong quan trường. Vương Tử Quân tất nhiên không biết được suy nghĩ hiện tại của cô gái đang làm công tác đăng ký khách, hắn đi vào trong linh đường với gương mặt cực kỳ nghiêm túc. Hắn hòa vào dòng người phía trước, ánh mắt nhìn lên tấm ảnh người trẻ tuổi bên trên, sau đó khẽ cúi đầu. Vương Tử Quân thật sự sinh ra cảm xúc không thể nói gì thêm với một cán bộ trẻ tuổi chỉ gặp mặt một lần đã làm mình sinh ra nhiều cảm xúc này nhưng hiện tại hắn và đối phương đã ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau vương tử quân không do dự khi đến tham gia lễ tang của khương tồn minh mặc dù đoạn văn đống không thông báo nhưng hắn vẫn đến một chuyến thật lòng thì hắn cảm thấy thẹn với chính mình nếu như không phải vì điều tra vụ án buôn lậu trong tỉnh có lẽ con đường tương lai của người cán bộ kia đang rất tươi sáng vương tử quân đi trong một đoàn người mặc đồ đen hắn cũng không quá rõ ràng Lúc này ở Linh Đường có hai người bắt mắt nhất, một là chủ nhiệm La của Ủy ban Tư pháp thị ủy, hai là trưởng ban Hà. Hai người kia đến căn bản bày ra bộ dạng cực kỳ cảm động, nhưng người thân của Khương gia chủ yếu công tác trong cơ quan nhà nước, khi thấy hai người kia đến thì căn bản cũng hiểu được nó có ý nghĩa gì. Người đến có cấp bậc thì căn bản đại biểu cho sự coi trọng của đơn vị, Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban Tư pháp thị ủy căn bản là đơn vị tốt khốn nổi chỉ có hai người đến, cũng làm cho bọn họ có chút thất vọng. Những lời nghị luận này làm cho vẻ mặt niên trí tân có chút mất mặt, gương mặt tái nhợt. Nhưng bố của Khương Tồn Minh lại ngăn những lời nghị luận như vậy, ông cụ ho một tiếng, thế là những người đang nghị luận đành phải ngậm miệng lại. Sự tha thứ độ lượng của bố Khương Tồn Minh làm cho đoạn văn đống và niên trí tân có chút hổ thẹn, hai người đưa mặt nhìn nhau, muốn nói vài lời an ủi với ông cụ, thế nhưng há miệng mà không biết nói sao cho phải. Khi bọn họ đang trầm mặc thì Niên Trí Tân ngẩng đầu, hắn chợt cảm thấy ngây dại, đó không phải là trưởng phòng vương sao. Vương Tử Quân cũng phát hiện ra hai người đoạn văn đống và Niên Trí Tân, hắn khẽ gật đầu với bọn họ. Niên Trí Tân vỗ vỗ vai cục trưởng đoạn, hắn định tiến lên, nhưng nghĩ lại thì thấy có chút đột ngột. Trưởng phòng vương đến theo kiểu như vậy rõ ràng là không muốn bộc lộ thân phận của mình khi niên trí tân còn đang trần chờ thì vương tử quân vốn đi theo đám người đi ra chợt đột một xoay người đi về phía bên trái linh đường lúc này trưởng ban tiểu hà đang đại biểu cho chủ tịch đào và thư ký trưởng triệu để tiến hành an ủi người nhà của khương tồn minh nhưng trưởng ban hà rõ ràng là lần đầu tiên đi đến những nơi thế này tất cả hành vi có vẻ cực kỳ không phối hợp nhìn qua thấy vẻ mặt khá thoải mái vui vẻ đang bắn tay nói chuyện với bố khương tồn minh như một vị lãnh đạo thật sự Vương tử Quân đột nhiên đến gần làm cho hắn cảm thấy có chút xấu hổ, mình còn chưa an ủi xong, anh đến đây làm gì? Khi trưởng ban Hà cảm thấy khó chịu thì Vương tử Quân đã đi đến trước mặt Bố Khương Tồn Minh, hắn khẽ nói: "Bác trai, mong bác bớt đau buồn, Tồn Minh tuy không còn nhưng cháu nghĩ rằng cả thành phố và cả tỉnh sẽ vẫn nhớ đến cậu ấy." Đồng sự của Tồn Minh đều là người thân của ngài, có chuyện gì thì ngài cứ nói. Tiểu Hà có chút tức giận Lời nói của người này tuy khá giống với nguyên tắc của mình, thế nhưng rõ ràng lại làm cho người nhà Khương gia bên kia cảm động. Dưới sự phụ trợ của đối phương thì lời nói của mình căn bản là thừa, đây không phải làm cho mình xấu mặt sao? Một tên khốn từ đâu đi đến làm cho Tiểu Hà cảm thấy bực mình, hắn đưa mắt nhìn Vương Tử Quân rồi lên giọng, "Bác trai, nếu có chuyện gì khó giải quyết có thể đến tìm cục công an thành phố, nếu cục công an thành phố không giải quyết được thì có thể đến tìm cháu." phía ủy ban nhân dân thành phố sẽ tích cực phối hợp. Trưởng ban Tiểu Hà cũng không định nói những lời như vậy, hắn là một trưởng ban, hắn không có tư cách tỏ thái độ lung tung, thế nhưng người kia xuất hiện làm hắn cảm thấy không thoải mái. Hắn bị người ta chọc tức, thế cho nên cảm thấy bực mình, có hắn ở đây thì người ta khoe khoang vậy sao? Tôi là người đại biểu cho chủ tịch đào và thư ký trưởng triệu, anh nói chuyện cũng không có thứ tự, căn bản là không ra gì. Còn có thể hoàn thành cho bố Khương Tồn Minh hay không cũng không phải là thứ mà trưởng ban Tiểu Hà có thể suy xét. Hắn thấy chuyện của cục công an thành phố cục công an ôm, cho dù tương lai đối phương thật sự đi tìm mình, cứ không làm hoặc để lâu rồi giải quyết là được. Khi Tiểu Hà đang nghĩ như vậy thì người kia chợt nói, nếu như trong nhà có chuyện gì khó khăn, ngài có thể liên lạc với tôi, tôi nhất định sẽ làm hết sức. Vương Tử Quân vừa nói vừa lấy ra một tờ giấy. Bên trên có ghi số điện thoại di động của mình. Tiểu Hà nghe thấy đối phương nói như vậy thì cảm thấy càng thêm bực mình, đối phương ghi số điện thoại ra giấy, đúng là quá quên mùa. Tiểu Hà tức giận một cách khó hiểu, hắn lấy một hộp danh thiếp trong túi ra, sau đó đưa một tờ cho bố Khương Tồn Minh, đây là số điện thoại của cháu, có gì ngài cứ liên lạc với cháu. Khi Tiểu Hà còn đang đắc ý thì Vương Tử Quân đã đi đến bên cạnh mẹ Khương Tồn Minh nói vài câu an ủi sau đó đi sang một bên. Lúc này linh đường chia làm hai bộ phận, một là người đến bái tế cho Khương Tồn Minh, hai là những người thân và người ở lại làm lễ truy điệu. Trưởng ban Tiểu Hà cũng không có tâm tư ở lại tham gia lễ truy điệu, hắn sở dĩ là người được phái đi thay chủ yếu là vì lãnh đạo không muốn tham gia. Mặc dù chủ tịch Trần không nói gì, thế nhưng mọi người đều biết chuyện này làm cho chủ tịch Trần mất mặt, nếu anh tham gia lễ tang và lễ truy điệu như vậy mặt mũi chủ tịch Trần sẽ đặt đi nơi nào. Sau khi xác thực ý đồ của thượng cấp thì Tiểu Hà cảm thấy chống đánh xuôi kèn thổi ngược là quá nguy hiểm. Chỉ có một phương pháp duy nhất để tránh khỏi tình huống này, chính là cũng giống như tất cả mọi người phải nhất trí hành động với nhau, ngàn người một mặt. Phải biết rằng Chủ tịch Trần là một người tương đối sĩ diện. Chủ tịch Đào, đây là người mà thư ký trưởng triệu thậm chí còn không dám đắc tội, còn Tiểu Hà chỉ là một thủ hạ nho nhỏ, nhỏ như thế nào dám gây khó cho chủ tịch Trần. Cho dù chủ tịch Trần không nói gì ở sự kiện này, thế nhưng trong ủy ban nhân dân thành phố có nhiều người thuần phục chủ tịch Trần, hơn nữa trong quan trường không là bạn thì là địch, không bao giờ có người có thể sống ôn hòa mãi được. Nếu là địch thì người ta sẽ dùng đủ mọi biện pháp để chơi anh, cho dù chủ tịch Trần sẽ không thèm nói xấu anh, thế nhưng người trong quan trường thành phố Đông Hồng cũng đủ cho anh một bình rượu độc. Chương 1358, hai chiến đấu trong quan trường. Cũng may trình tự đã xong, lúc này Tiểu Hà chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này hắn thấy chủ nhiệm Hà đi vào bên trong, vẻ mặt cực kỳ phong phú. "Anh La, có chuyện gì vậy? Bình thường Tiểu Hà cũng có chút quan hệ với chủ nhiệm La, thế là hắn không khỏi dùng giọng nghi ngờ hỏi." Chủ nhiệm La giữ lấy trưởng ban Tiểu Hà rồi khẽ nói, "Tiểu Hà, mau thông báo điện thoại cho thư ký trưởng Triệu." Sự việc có hơi lớn rồi. Sao vậy, anh đừng nghi thần nghi quỷ được không? Có gì mà lớn chuyện chứ?" Tiểu Hà dùng giọng bất mãn phàn nàn chủ nhiệm la, thế nhưng anh la cũng nhanh chóng lên tiếng, "Trưởng phòng Vương đến, cậu còn không thông báo cho lãnh đạo, có phải muốn bị mắng không?" Trưởng phòng Vương, Tiểu Hà nghe được ba chữ này mà không khỏi cảm thấy ngây cả người. Vương Tử Quân đứng ở một bên, hắn lặng lặng chờ lễ truy điệu được bắt đầu lúc này vị trí của hắn là ở trong đám người không chút tiếng tăm gì ngay sau đó đoạn văn đống đã đi đến bên cạnh vương tử quân rồi khẽ nói trưởng phòng vương ngài sao lại đến vương tử quân khoát tay áo nói văn đống chỗ này không có người ngoài cũng đừng chú ý nhiều lễ nghi phiền phức như vậy niên trí tân nhìn vương tử quân hắn chợt cảm thấy có chút ê ẩm hắn nghĩ đến tình huống khi sáng đi mời lãnh đạo đến tham gia thế là không khỏi cảm thấy uất ức trưởng phòng vương, sớm biết ngài như vậy, tôi cũng không đi mời lãnh đạo thị ủy tham gia, vì bọn họ chỉ bày ra điệu bộ đường hoàng mà thôi. Đoạn văn đống trừng mắt nhìn Niên Trí Tân, tỏ ý cho đối phương đừng nói nữa. Vương tử quân hiểu tâm tư của hai người đoạn văn đống, hắn thản nhiên nói, tôi dùng tư cách cá nhân để đến đưa tiến Khương Tồn Minh. Lúc này Du Giang Vĩ đi vào, khi thấy vương tử quân bị nhóm người đoạn văn đống vây vào giữa thì nhanh chóng nói, trưởng phòng vương, còn 20 phút nữa là hội nghị bắt đầu. Cậu thông báo cho trưởng phòng Long, để anh ấy thay mặt tôi đến tham gia hội nghị, bây giờ tôi đang bận. Du Giang Vĩ là thư ký của Vương Tử Quân, tất nhiên biết rõ sắp xếp lịch trình của Vương Tử Quân. Lãnh đạo bỏ một hội nghị quan trọng để tham gia lễ truy điệu, đây là thứ mà Du Giang Vĩ căn bản không nghĩ đến. Nhưng phục vụ lãnh đạo là nhiệm vụ của thư ký, hắn cũng không nói gì thêm, trực tiếp bấm số điện thoại của Long Biên Hỷ đoạn văn đống nghe đoạn đối thoại giữa hai người vương tử quân và du giang vĩ hắn có chút cảm động thật lòng thì hắn rất hy vọng có thể làm cho lễ tang của khương tồn minh cực kỳ cảnh tượng văn đống hôm nay tôi đến anh có thể làm cho người ta biết vài thông tin hay không vương tử quân cũng không nhìn đoạn văn đống mà nói khóe miệng đoạn văn đống có hơi co giật lúc này hắn đã hoàn toàn hiểu rõ ý nghĩ của vương tử quân trưởng phòng vương không tham gia hội nghị mà chạy đến đây Chẳng những tỏ lòng tiếc thương Khương Tồn Minh, còn thông báo một tin tức quan trọng trong quan trường Đông Hồng, đó là tôi xem có ai không dám đến. Vương Tử Quân làm việc căn bản rất an phận, thế nhưng hôm nay lại có chút khác thường, đoạn văn đống căn bản thật sự khiếp sợ. Đoạn Văn Đống nhìn tấm ảnh giữa linh đường, ánh mắt Khương Tồn Minh có hơi híp lại, nhìn qua giống như đang cười, khá ôn hòa và tinh khiết. Vương Tử Quân ở bên cạnh cũng chú tâm nhìn lên linh đường, hắn có chút đau lòng. Vì sau lễ truy điệu này, một người cán bộ trẻ tuổi trước đó còn sống sờ sờ nhưng chỉ còn lại một cái tên trong ký ức của mọi người mà thôi. Thường ủy tỉnh ủy, bí thư đậu của thị ủy Đông Hồng đến. Không biết ai lên tiếng, có không ít người quay đầu lại nhìn. Dưới ánh mắt chú tâm của mọi người, Đậu Minh Đường đi vào bên trong, sau lưng còn có phó bí thư thị ủy và trưởng phòng tổ chức thành phố Đông Hồng, một vòng hoa lớn được đưa lên dựng vào vị trí khá trang trọng. Bố mẹ của Tiểu Khương như chết lặng, nhưng khi nhìn thấy bí thư thị ủy đi đến, thế là không khỏi rơi nước mắt, bọn họ loạn choạng bắt tay Đậu Minh Đường, căn bản không nói nên lời. Đậu Minh Đường là người cực kỳ có kinh nghiệm ở những sự kiện như thế này, hắn bắt hai tay của bố Khương Tồn Minh, dùng giọng điệu trầm thấp nói vài lời an ủi. Rằng các đơn vị trong tỉnh cần phải quan tâm làm tốt công tác với bố mẹ của Khương Tồn Minh. Vì nơi đây là linh đường, Đậu Minh Đường cũng không muốn làm chậm trễ thời gian, thế nên nhanh chóng đi đến bên cạnh Vương Tử Quân. Hắn có thân phận khá gần với Vương Tử Quân nên lời nói cũng tùy ý hơn người khác, "Trưởng phòng Tử Quân, tôi đến chậm một chút." Đậu Minh Đường nói không nhiều nhưng lại có ý nhận sai, Vương Tử Quân căn bản lại không có ý muốn đắc tội với một người là minh hữu của mình như Đậu Minh Đường, hơn nữa lựa chọn trước đó của đối phương cũng không đáng trách. Bí thư Đậu ngài đến căn bản là một an ủi lớn cho người nhà của đồng chí Khương Tồn Minh, hèn gì người ta thường nói ngài là bí thư bình dân. Đậu Minh Đường khẽ gật đầu, giữa hai người bọn họ thì căn bản không nên nói thêm lời gì sẽ hay hơn. Thực tế Đậu Minh Đường cũng biết đến lễ truy điệu của Khương Tồn Minh, hắn sở dĩ giả vờ hồ đồ cũng là vì không muốn làm cho mối quan hệ giữa mình và Trần Gia Hòa quá căng cứng. Vì nếu không liên quan đến lợi ích bản thân, hắn vì sao không chú trọng phương diện giữ cục diện hài hòa đoàn kết mà cố ý gây khó cho Trần Gia Hòa. Làm việc lớn cần xem nguyên tắc, việc nhỏ chú trọng đoàn kết, Đậu Minh Đường biết như vậy, nhưng sau khi nghe nói Vương Tử Quân đến tham gia lễ tang của Khương Tồn Minh, hắn nhanh chóng chạy đến nơi này. Nếu so sánh với Vương Tử Quân thì Đậu Minh Đường căn bản còn cách khá xa. Sau khi Đậu Minh Đường đến dâng vòng hoa, Bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy Lỗ Kính Tu cũng đi đến, thế cho nên khách đến tham gia vốn có hơi ít bây giờ đã nhiều hơn. Không những có các vị lãnh đạo thị ủy đến tham dự, còn có không ít lãnh đạo ban ngành tương quan, bọn họ đều là các lãnh đạo có cấp bậc khá quan trọng. Lúc này người cảm thấy dối nhất chính là bí thư ủy ban tư pháp thị ủy Đông Hồng, là Lý Hồng Phảng. Sau khi nghe nói Vương Tử Quân đến tham gia lễ truy điệu của Khương Tồn Minh, Lý Hồng Phảng giống như một con sư tử bị giam trong chuồng, hắn ngồi trong phòng làm việc mà như đứng trên đống lửa ngồi đống than. Hắn biết rõ phó bí thư đặng được mình sắp xếp cũng không đi đến tham dự, nhưng hắn cũng không quan tâm đến chuyện này. Chẳng qua bí thư đậu cũng đi đến tham gia, Lý Hồng phản hắn sao có thể ngồi yên được. Sao có thể điềm nhiên như không đây? Hắn cảm thấy cực kỳ lo lắng, hắn định gọi điện thoại của mắng phó bí thư đặng một trận, thế nhưng nghĩ lại thái độ của mình trước đó, hắn lại thả điện thoại xuống. Bí thư đậu đã đi, trưởng phòng vương cũng đi đến tham gia lễ truy điệu, nếu như một người là bí thư ủy ban tư pháp thị ủy như mình không đến tham gia, chẳng phải là người không hiểu chuyện sao. Lý Hồng Phàng thầm nghĩ như vậy mà không khỏi cảm thấy sợ hãi vì sẽ mất đi quyền lợi của mình. Khi Lý Hồng Phàng đang cảm thấy tâm tình rối loạn, lúc này chủ nhiệm la ở phía bên kia lại gọi điện thoại đến. Chủ nhiệm la lặng lẽ báo cáo với hắn, nói là các vị lãnh đạo của phòng tổ chức, phòng tuyên truyền thị ủy đều đã đến rồi. chương 1359, một nô tài công bộc. Mặc dù Lý Hồng phảng nói một câu biết rồi mất kiên nhẫn với chủ nhiệm la, thế nhưng thật lòng thì hắn vẫn hoảng sợ với thông tin mình vừa nhận được. Lúc này hắn cũng thật sự bất mãn với những đồng sự là lãnh đạo đơn vị trong thành phố của mình, vì sự việc không liên quan đến anh, các anh lại điên cuồng chạy đến, không phải cố ý đặt Lý Hồng phảng tôi lên bệ nướng sao. Lý Hồng Phảng vừa nghiến răng nghiến lợi với những người này vừa nghĩ đến Trần Gia Hòa. Nếu như bây giờ hắn đi đến tham gia thì căn bản đắc tội với Trần Gia Hòa, nhưng nếu hắn không qua, như vậy lại đắc tội với Vương Tử Quân, là một trong ba vị lãnh đạo nhân sự trong tỉnh. Hắn là người trà trộn trong quan trường lâu năm, mặc dù Vương Tử Quân lấy danh nghĩa cá nhân tham gia lễ truy điệu, thế nhưng đối phương tham gia có ý nghĩa là gì thì hắn hiểu rất rõ ràng. Hừ, Thật sự là quá khó chịu, Lý Hồng phảng cắn môi rồi cho ra quyết định, hắn nhanh chóng gọi thư ký rồi đi xuống dưới lầu. Xe đã chuẩn bị xong, khi hắn định đi vào trong xe, chợt thấy chủ tịch Đào bên kia đi ra. Chủ tịch Đào là phó chủ tịch được phân công quản lý tư pháp, thế nên hắn và đối phương căn bản có vài va chạm khi công tác. Mặc dù tất cả đều được giải quyết trong vô hình, thế nhưng thật lòng thì hai người đều căn bản là mất vui. Nhưng lúc này hai người bọn họ lại nhìn nhau cười, dưới tình cảnh hai bên cùng cảnh ngộ như thế này, bọn họ lại cảm thấy khoảng cách giữa mình và đối phương như được rút ngắn lại. "Đi ra ngoài à, bí thư Lý." Chủ tịch Đào chủ động mở miệng nói. Lý Hồng phảng gật gật đầu, hắn cũng chỉ đáp lại một câu cho qua, "À, tôi đi ra ngoài có chút chuyện." Hai người có thể cảm nhận được vẻ xấu hổ của nhau, thế nên đều nhanh chóng lên xe có thể miêu tả bọn họ bằng một câu như thế này, hai người căn bản đều là kéo không đi nhưng bị đánh vào mặt thì đi. Khi hai người đã chui vào trong xe, một chiếc xe cách đó 50 mét cũng chuyển động. Lý Hồng Phảng nhìn chiếc xe kia chạy đi như bay, thế là Lý Hồng Phảng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Chiếc xe kia có biển số mang số 2, chính là xe của Trần Gia Hòa. Lúc này Lý Hồng Phảng đi ra ngoài, Chủ tịch Trần không thấy đấy chứ. Tuy hắn thầm nghĩ như vậy, thế nhưng lại thầm hận mình hôm nay uống nước lạnh cũng tắc răng, một việc nhỏ nhặt mà lại làm cho chính mình khốn khổ như vậy. Đi đến nhà tang lễ, khi xe chạy đi, Lý Hồng phảng phát hiện chủ tịch đào giống như đang đuổi theo xe mình, hai người một trước một sau, căn bản là quá ăn ý. Lý Hồng phảng thầm cảm khái, cảm thấy mình và chủ tịch đào rơi vào hoàn cảnh giống nhau, thật sự là việc nhỏ làm cho lòng người quá một ngạt. Khi hắn đang thầm suy nghĩ đến vài chuyện khó khăn, Chợt thấy chiếc xe số 2 đang chạy trước mặt mình. Thời tiết tháng 6 ở Nam Giang khá khô nóng khó chịu, mặc dù là sáng sớm nhưng Du Giang Vĩ vẫn cảm thấy giống như có mồ hôi dính vào người, hắn hận không thể tắm vài ngày cho thoải mái. Khi xe chạy vào trong khu nhà thường ủy tỉnh ủy, Du Giang Vĩ đưa mắt nhìn đám cảnh về cúi đầu chào, hắn chợt nói: "Tiểu Hà, cậu cảm thấy những cảnh về kia nếu đổi lại là nữ cảnh sát thì có phải đẹp mắt hơn không?" Tiểu Hà công tác bên cạnh Du Giang Vĩ cũng đã khá lâu, hắn ở trước mặt Du Giang Vĩ cũng có chút tùy ý, thế là vừa lái xe vừa nói: "Anh Du, khi ngài tiến vào nơi này, ngài có thể thay đổi một chút." Tiểu Hà nói lời trêu chọc làm cho vẻ mặt Du Giang Vĩ có vài phần hớn hở vui sướng, không vì cái gì khác, câu nói tiến vào nơi này của lái xe làm cho hắn kích động. Dù sao thì hắn cực kỳ tình nguyện tiến vào nơi đây, điều này có nghĩa là hắn tiến vào hàng ngũ lãnh đạo tỉnh ủy Nam Giang. Mặc dù bây giờ vị trí của Du Giang Vĩ chỉ là cấp phó cục, thế nhưng như vậy ăn bản là chưa thể đủ. Mỗi lần hắn đi cùng trưởng phòng vương thì đều cảm thấy bầu không khí trong xe có vài phần buồn bực. Tuy vương tử quân không phải một người kiểu cách nhà quan, thế nhưng trong khung Du Giang Vĩ vẫn không thể nào lái mình ra khỏi hai chữ nô tài. Nếu là một người khác thì căn bản cũng không khác gì, vì nô tài chính là cách gọi chung cho đám thủ hạ trong quan trường. Nếu nói kiêu ti, như một cái thang, như vậy đám nô tài căn bản chỉ là những hạt cát trên bên dưới, căn bản làm cho người ta không thèm quan tâm, nhưng nó lại khá quan trọng, vì không có nô tài thì anh đừng hòng có thể trở thành một vị cán bộ công bộc của dân một cách hoàn thiện. Không bao lâu sau Du Giang Vĩ cảm thấy cực kỳ căm thù hai chữ nô tài, hắn là người công tác khá lâu, hắn hiểu một chuyện, đó là nô tài là cơ sở trong quan trường. Nếu quan trường không có nô tài, như vậy một kiếp trúc lớn nhưng không có cát chắc chắn sẽ lạnh lẽo vỡ vụn, thế nên hắn cố gắng tích góp tất cả lực lượng của mình để tranh thủ tiến lên. Khi Du Giang Vĩ đang nghĩ về những thứ linh tinh, lúc này xe đã dừng lại ở biệt thự số 7 trong khu nhà thường ủy tỉnh ủy. Lúc này cả nhà Vương Tử Quân đã đi ra, bên cạnh Vương Tử Quân là Vương Phu Nhân xinh đẹp lạnh lùng, còn có Tiểu Bảo Nhi đang cầm chai nước uống ứng ực bên cạnh, bộ dạng dựa lên người bố Vương Tử Quân. Chào trưởng phòng, chào chị dâu du giang vĩ nhanh chóng xuống xe rồi mở lời chào hỏi tiểu bảo nhi thấy du giang vĩ thì nhanh chóng chạy đến nghiêng đầu hỏi chú quần áo của cháu có đẹp không du giang vĩ nhìn tiểu bảo nhi hắn cảm thấy có chút vui vẻ tiểu tử này hôm nay mặc áo tay ngắn màu xanh trên bụng là một gấu nhỏ có vẻ ngây thơ đáng yêu bộ quần áo này được thiết kế tinh xảo mặc trên người tiểu bảo nhi có vẻ rất đẹp rất hợp quá đẹp trai, ai mua áo cho tiểu bảo nhi vậy? Chỉ sợ các bạn học ở nhà trẻ sẽ gây náo loạn với bố mẹ, sẽ đòi mua cho bằng được bộ áo gấu nhỏ giống như tiểu bảo nhi mất. Su Giang Vĩ vừa trêu đùa tiểu bảo nhi vừa nghĩ đến tình huống đi kiểm tra giám sát với trưởng phòng vương vài ngày trước. Khi đó trưởng phòng vương có kể một câu chuyện rất hay, là tiểu bảo nhi lén lấy sữa tắm của mẹ để gội đầu, ngày hôm sau đi học lại hỏi cô bé bạn học là đầu của nó có thơm không. Sau khi mọi người bắt chuyện đơn giản với nhau thì Mạc Tiểu Bắc đưa Tiểu Bảo Nhi đi nhà trẻ, Vương Tử Quân cũng leo lên xe. Nhạc nhẹ khẽ vang lên, Vương Tử Quân nghĩ đến cuộc điện thoại nhận được sáng hôm nay. Người gọi điện thoại đến chính là Triệu Thái Sóc, Vương Tử Quân vốn cho rằng đối phương sẽ nói đến chuyện gia đình, thế nhưng sự thật lại có chút bất ngờ. Triệu Thái Sóc gọi điện thoại mời hắn tham gia lễ đại thọ 80 của Hách lão gia tử. Vương Tử Quân đã từng gặp mặt hách lão gia tử một lần, năm xưa người này là chiến hữu của ông nội hắn. Nhưng hách lão gia tử lại cắm dễ tỉnh khác, Vương Tử Quân nhớ rõ bây giờ hách ra ngoài có một người con gái làm chủ tịch thành phố tỉnh kia, căn bản những người kia đều đến thủ đô. chương 1359, hay Nô Tài Công Bộc Triệu Thái Sóc cũng không nói rõ ràng trong điện thoại, chỉ là mời Vương Tử Quân đến tham gia, vì buổi tiệc lần này có nhiều người đến, Mọi người tụ tập thì vẫn có lợi hơn. Vương tử quân căn bản nghe và hiểu ý nghĩ của Triệu Thái Sóc, thế nhưng cũng không hoàn toàn hiểu rõ. Vì khi Vương lão gia tử qua đời thì Hách lão gia tử cũng là một trong những vị trưởng bối tự mình đến tham gia lễ tang, bây giờ mừng đại thọ của ông cụ, hắn cũng phải đến tham gia. So sánh với tiệc mừng thọ của Hách lão gia tử, lúc này việc quan trọng bậc nhất của Vương tử quân chính là thúc đẩy cải cách nhân sự tỉnh Nam Giang lúc này đang tiến hành công tác thi tuyển cán bộ viên chức, tuy chỉ là chút sự bị sơ bộ, thế nhưng những phản ứng ở vài phương diện làm cho vương tử quân sinh ra cảnh giác cao độ. Mặc dù vương tử quân căn bản cảm thấy các nơi có phản ứng không đồng nhất với cải cách nhân sự, thế nhưng nhìn từ phương diện chỉnh thể thì không có thay đổi gì lớn. Trên cơ bản các thành phố đều làm theo yêu cầu của tỉnh ủy, cho ra phương án cụ thể, hơn nữa chỉ sau nửa năm thì công tác khảo sát đã làm xong không có động tính gì cũng không phải là việc tốt, vì đây là hành vi động chạm đến chức quyền của người ta, nếu như được thực hiện mà không gợn sóng sợ hãi thì căn bản là cảm ơn trời đất. Nhưng Vương Tử Quân cũng không cho rằng mình có uy tín và lực quyến rũ mạnh mẽ như vậy. Giang Vĩ, lần này cậu được sắp xếp đến tổ giám sát số 2, cậu nên thường xuyên đi xuống bên dưới với trưởng phòng triệu. Bây giờ cậu đi xuống quan sát cơ sở, cậu phải nhớ kỹ một câu, đó là nhìn nhiều nói ít. Xu Giang Vĩ khẽ gật đầu, hắn dù không nghĩ quá sâu xa như vương tử quân, thế nhưng lại hiểu cải cách nhân sự có ý nghĩa thế nào với trưởng phòng vương. Nếu như vương tử quân làm tốt công tác cải cách, như vậy sẽ làm ra thành tích nổi tiếng, nhưng nếu có sơ suất thì rõ ràng sẽ sinh ra lỗ hổng lớn. Xu Giang Vĩ biết rõ địa phương là nơi quyết định thượng tầng, mà địa phương cũng không phải là bó tay bó chân chịu trói. Một khi liên quan đến lợi ích tư nhân hoặc địa phương, như vậy đám người bên dưới sẽ nghĩ cách đối phó. Mặc dù cải cách nhân sự được tuyến trên và bí thư diệp cực kỳ giúp đỡ, thế nhưng Du Giang Vĩ vẫn cảm thấy không quá mạnh mẽ, vì lúc này trưởng phòng vương phải đối mặt với tình huống thay thế quá nhiều người. Trưởng phòng vương cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm chú xem xét và học hỏi, sẽ báo cáo rõ ràng tình huống khắp nơi cho ngài. Câu trả lời của Du Giang Vĩ làm cho vương tử quân cảm thấy hài lòng hắn cười cười nói, tôi cũng không cho cậu nhiệm vụ gì khác, cậu chỉ cần cố gắng học tập là được, vừa tăng tiến kiến thức vừa tích lũy được kinh nghiệm cho mình. Khi hai người Vương Tử Quân và Du Giang Vĩ trò chuyện với nhau, đột nhiên Chủ tịch Mạnh Trí Đạo gọi điện thoại đến. Sau khi Du Giang Vĩ nói hai câu với Mạnh Trí Đạo, hắn nhanh chóng giao điện thoại cho Vương Tử Quân. Tuy Vương Tử Quân là người có quyền uy khá lớn ở Nam Giang nhưng dù sao thì thời gian ở đây có hơi ngắn, bây giờ trong Nam Giang có hơn 10 TSSP, cũng chỉ có một mình mạnh trí đạo là người được vương tử quân đề bạt lên. Trưởng phòng vương, bây giờ ngài có rảnh không? Tôi có vài công tác cần báo cáo với ngài. Vương tử quân biết rõ tâm tính của mạnh trí đạo, hắn trầm ngâm dây lát rồi gật đầu nói anh đang ở chỗ nào. Trưởng phòng vương, tôi đang ở thành phố Đông Hồng, ở khách sạn Đông Hồng. Mạnh trí đạo nói đến đây thì bổ sung thêm, tối qua tôi đắp đến thành phố Đông Hồng, vì có hơi muộn nên không dám quấy rầy lãnh đạo nghỉ ngơi. Vương tử quân có thể cảm nhận được sự vội vàng trong lời nói cung kính trung thành của mạnh trí đạo, thế là lên tiếng phân phó anh đến phòng làm việc của tôi đi. Những ngày qua công tác ở thành phố ô phổ làm cho mạnh trí đạo có thêm vài phần tự tin và khí phách hơn dĩ vãng. Hắn là chư hầu một phương, mặc dù không thể nói là cực kỳ khí phách, thế nhưng nhất định cũng là người có lực lượng và uy vọng. Trưởng phòng vương Mạnh trí đạo bắt chuyện với vương tử quân, sau đó ngồi xuống. Vương tử quân đi thẳng vào vấn đề nói, anh tìm tôi có chuyện gì cứ nói, 20 phút sau tôi còn phải tham gia một hội nghị. Trưởng phòng, tôi muốn nói với ngài về việc cải cách nhân sự. Mạnh trí đạo nói ra những chữ này thì trong giọng nói có chút trần chờ. Ánh mắt của vương tử quân rơi lên mặt mạnh trí đạo, lúc này mạnh trí đạo không khỏi nói tiếp, tôi cảm thấy chuyện này chúng ta có thể hoãn lại một chút hoãn lại một chút, mạnh trí đạo nói sự việc này nên hoãn lại một chút, nhưng công tác này cực kỳ quan trọng với vương tử quân, mạnh trí đạo căn bản không thể không biết. Hắn là một người có khả năng trong phái của vương tử quân ở Nam Giang, thế nhưng hắn lại đề nghị hoãn một thời gian. Vương tử quân nhìn vẻ mặt của mạnh trí đạo, tâm tình hắn càng thêm bình tĩnh, hắn cười cười nói có phải phía thành phố ô phổ có khó khăn gì không? Hay là có chuyện gì khác? Trường phòng, thành phố chúng tôi đã cho ra phương án, hơn nữa sẽ triển khai mở rộng khảo sát trong thời gian một tháng. Nhưng tôi luôn cảm thấy lo lắng với hạng mục công tác này. Mạnh trí đạo là chủ tịch thành phố ô phổ, hắn tiến lên nhờ có quan hệ với vương tử quân, thế nên dựa vào quan hệ với vương tử quân thì có thể coi như mở ra được cuộc diện cho mình. Nhưng hắn dù sao cũng mới đến thành phố ô phổ chưa được bao lâu, dâu cũng chưa quá dài, nhưng cũng có không ít người tỏ vẻ thân cận với hắn lần này vương tử quân dựa theo sự thống nhất của tỉnh ủy để thúc đẩy cải cách nhân sự ở Nam Giang, mạnh trí đạo nhìn vào và thấy đó căn bản không dễ dàng chút nào. Hắn là chủ tịch thành phố ô phổ, vốn không chủ quản hạng mục công tác này. Mặc dù khi thúc đẩy cải cách hắn có thể cho ra ý kiến của mình, thế nhưng dù sao thì vị trí của hắn cũng không có quyền lực tuyệt đối. Nhưng khi phương án cải cách được triển khai mở rộng, mạnh trí đạo cảm thấy có chút khác thường. Trong mắt hắn thì thành phố ô phổ triển khai các hạng mục công tác rất bài bản, thế nhưng những phương pháp này chủ yếu được thể hiện trên văn kiện mà thôi. Vài ngày trước hắn cùng trao đổi công tác với chủ tịch Lâm, vị chủ tịch Lâm kia dùng vài giờ nói về phương diện cải cách. Tuy lời nói của đối phương không quá rõ ràng, thế nhưng hắn cảm thấy tính toán của người ta cũng không đơn giản. Tuyến trên có thể thay thế những hạ cấp không có lực chấp hành, thế nhưng khi mà tất cả các hạ cấp đều có thái độ tiêu cực chống lại như vậy sẽ tạo nên những ảnh hưởng lớn, có câu pháp luật không trách số đông, căn bản là như vậy. Pháp luật không trách số đông, kết quả cuối cùng là người trên cao thậm chí phải lui ra, biện pháp tốt nhất chính là đưa người cho ra những quyết sách không hợp số đông đó ra khỏi vị trí hiện tại. Chương 1360, một là chiến tích hai là kiếp nạn. Nếu một khi xuất hiện tình huống khó khăn, như vậy Vương Tử Quân chỉ sợ sẽ là đối tượng bị dịch chuyển. Nếu có tình huống dịch chuyển như vậy, tuyến trên dù thấy anh khổ tâm, thế nhưng cũng thấy anh căn bản là không đủ năng lực, dù thế nào cũng bị khổ ải vài năm. Vài năm căn bản là cực kỳ quan trọng với một người lên đến cấp bậc như Vương Tử Quân hiện tại, còn đối với Mạnh Trí Đạo, nếu mất đi sự giúp đỡ của Vương Tử Quân, như thế cuộc sống của hắn ở Nam Giang cũng không ra thể thống gì. Hôm nay Mạnh Trí Đạo đến phòng làm việc của Vương Tử Quân nói ra những lời này cũng đã trải qua vài ngày do dự bây giờ mới xem như cho ra quyết đoán. Vương tử quân dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn mạnh trí đạo, trong lòng đã hiểu những lo lắng của đối phương. Hắn cười cười nói với mạnh trí đạo, anh yên tâm thực hiện tốt công tác của mình, chuyện này tôi đã hiểu rồi. Mạnh trí đạo nhìn nụ cười trên mặt vương tử quân, hắn cũng không tin lời nói của vương tử quân, thật sự là hắn quá lo lắng về việc này. Dù sao thì nó cũng va chạm đến lợi ích của quá nhiều người, nếu như có người châm ngòi, như vậy rất có thể Vương Tử Quân sẽ gặp kiếp nạn khi thúc đẩy cải cách nhân sự ở Nam Giang. Mạnh trí đạo hít vào một hơi rồi nói, trưởng phòng Vương, muốn thay đổi một vài thứ thì căn bản là không dễ dàng. Mạnh trí đạo nói xong rồi rời đi, Vương Tử Quân đứng bên cạnh cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài, trong lòng lúc này liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ. Mạnh trí đạo nói rất đúng, nếu muốn thay đổi một số chuyện thì căn bản là không dễ dàng gì. Bây giờ căn bản có rất nhiều người nói đến phương diện thay đổi các tệ đoan, thậm chí có người nói với đạo lý rất rõ ràng, cảm thấy những kẻ không chịu sửa đổi tệ đoan là không có bản lĩnh gì. Nhưng những người kia nhìn sự việc căn bản là quá đơn giản, rất nhiều chuyện đơn giản nhưng liên lụy quá rộng, quá nhiều mặt, nó giống như một tấm mạng nhện, cũng không phải anh thích xé bỏ lúc nào cũng được. Khi Vương Tử Quân đang trầm ngâm thì Du Giang Vĩ gõ cửa đi vào, hắn nhìn thoáng qua Vương Tử Quân sau đó do dự nói, trưởng phòng Vương, các đồng chí tổ giám sát đang chờ ngài. Vương Tử Quân bị Du Giang Vĩ nhắc nhở mà nghĩ đến hội nghị tiến chân các tổ giám sát đôn đốc của mình. Mặc dù có chút buồn bực nhưng hắn vẫn nhanh chóng điều chỉnh tâm tình của mình rồi nói, tôi vừa rồi suy nghĩ có chút nhập thần, để cho các đồng chí phải đợi lâu, chúng ta cùng đi. Các thành viên của bốn tổ giám sát đang ngồi trong phòng họp của phòng tổ chức tỉnh ủy. Vì hội nghị chưa bắt đầu nên bên trong đầy lời nói đàm tiếu vui vẻ. Khi bóng hình của Vương Tử Quân xuất hiện trong phòng họp, tất cả âm thanh đều dừng lại. Vương Tử Quân nhìn lướt qua đám người ngồi trong phòng, hắn ngồi xuống chính giữa đài chủ tịch, hắn nhìn một tờ giấy trước mặt rồi cười nói, "Hôm nay mọi người xuống tuyến dưới giám sát đôn đốc, tôi đến đây chúc mọi người công tác thuận buồm xuôi gió." Cải cách nhân sự chính là một hạng mục công tác cực kỳ quan trọng của tỉnh ủy. Vì triển khai mở rộng công tác này mà tỉnh ủy đã cho ra nhiều cố gắng, tất nhiên phương diện cố gắng cũng không thiếu phần của các vị đang ngồi đây. Bây giờ là tháng sau, chính là thời điểm giữa năm mà chúng ta áp dụng phương án khảo hạch cán bộ, cũng chính là một phương diện cực kỳ quan trọng của cải cách nhân sự. Lần này nhiệm vụ chủ yếu của tổ giám sát chúng ta xuống bên dưới chính là tìm hiểu vấn đề, phản hồi vấn đề và đề xuất phương án giải quyết. Phương tử quân nói 5 phút đồng hồ, sau khi nói xong thì các thành viên của tổ giám sát rời khỏi hội trường theo đúng thứ tự lúc này những người tổ trưởng tổ giám sát như triệu kỳ tường đang vây quanh lấy vương tử quân để xem lãnh đạo còn có chỉ thị gì không nhưng bọn họ có chút thất vọng đó là vương tử quân căn bản không cho ra bất kỳ chỉ thị gì thêm vương tử quân nói nhiều nhất chính là yêu cầu bọn họ đi đường chú ý an toàn cần phải làm sao cho các đồng chí của mình an toàn quay về xe chuyển bánh Vương Tử Quân phất tay với Triệu Kỳ Tường. Lúc này Triệu Kỳ Tường ngồi trên xe cũng tươi cười vẫy tay với Vương Tử Quân, nhưng nụ cười trên mặt hắn lại có vài phần khổ sở. Triệu Kỳ Tường ngồi ở chiếc Toyota Coaster phía trước, trong lòng nghĩ đến tình hình hôm qua mình gặp Chủ tịch Lý Thừa Uyên. Hắn đến nhà và không những được gặp mặt Chủ tịch Lý Thừa Uyên, còn được gặp Bí thư Hậu Đại Hảo của thành phố Lộc Hồ. Trước kia hắn cũng có quen biết với Hậu Đại Hảo Thế nhưng hai bên không có quan hệ gì quá thân cận. Lý Thừa Uyên cũng không nói gì với hắn về chuyện của tổ giám sát, thế nhưng khi Lý Thừa Uyên trò chuyện với Hậu đại hảo, Triệu Kỳ Tường lại cảm thấy chủ tịch Lý Thừa Uyên muốn biểu đạt ý kiến này. Tối qua Triệu Kỳ Tường căn bản ngủ không ngon, hắn là một người có khát vọng, hắn hy vọng thông qua cố gắng của mình để thay đổi được vài thứ gì đó. Xét từ phương diện bản thân hắn, Hắn cảm thấy cực kỳ đồng ý với phương án cải cách nhân sự lần này của Vương Tử Quân. Dù sao thì cải cách kinh tế đã đi đến cuối con đường, nếu muốn tiếp tục củng cố công tác cải cách kinh tế, như vậy cải cách nhân sự là không thể thiếu. Đứng trên góc độ của Triệu Kỳ Tường thì hắn cảm thấy hiện tại tỉnh Nam Giang cực kỳ cần thiết những cơ chế cải cách nhân sự phù hợp. Chỉ có những người có tri thức, có năng lực, có khả năng mới có thể đi ra một cơ chế như vậy căn bản mới làm cho tổ chức bừng sức sống nhìn từ bản thân thì triệu kỳ tường cảm thấy mình cực kỳ muốn cố gắng thúc đẩy cải cách của vương tử quân nhưng hậu đại hảo xuất hiện lại dội một gáo nước lạnh lên đầu triệu kỳ tường hắn cũng nghe không ít những tin đồn về đám người lợi dụng cơ hội lần này để đẩy vương tử quân ra khỏi nam giang thế nhưng hắn cũng không quan tâm chẳng qua lúc này hắn cần phải cho ra lựa chọn cho chính mình Nói thật thì lần này hắn lựa chọn gì cũng không được tốt, vì dù sao thì hắn cũng là người được Lý Thừa Uyên đẩy lên vị trí hiện tại, trong mắt nhiều người thì hắn căn bản không còn đường lui. Trường Phòng Triệu, trạm đầu tiên của chúng ta là thành phố Lộc Hồ, còn hơn 300 km nữa mới đến thành phố Lộc Hồ, có lẽ nên dùng cơm sau khi rời khỏi đường cao tốc. Dù Giang Vĩ căn bản tiếp xúc không nhiều với Triệu Kỳ Tường, lúc này thấy Triệu Kỳ Tường ngồi một mình thì chủ động liên hệ. Triệu Kỳ Tường cười cười với Du Giang Vĩ, "Giang Vĩ, cậu chưa từng đến thành phố Lộc Hồ, thời điểm tôi đến thành phố Lộc Hồ chính là 10 năm trước, khi đó con đường đi đến thành phố Lộc Hồ đang được xây dựng, xuất phát lúc 7 giờ ở văn phòng tỉnh ủy nhưng mãi đến 5 giờ chiều mới đến Lộc Hồ." Khi đó đi xe quả nhiên vất vả. Du Giang Vĩ cũng cố gắng tìm lời nói với Triệu Kỳ Tường. Triệu Kỳ Tường cười cười nói, "Đúng là như vậy, nhưng bây giờ thì tốt." trên cơ bản chỉ mất 3 giờ để đi đến nơi. Lúc này cũng không có chuyện gì, cậu nên nghỉ ngơi bảo dưỡng tinh thần, khi đến thành phố Lộc Hồ thì chúng ta sẽ rất bận rộn. Dù Giang Vĩ căn bản rất tôn trọng Triệu Kỳ Tường, nhưng hắn cũng cảm thấy nụ cười nhàn nhạt của đối phương giống như mơ hồ đang phân chia khoảng cách. Chính mình dù thế nào cũng là thư ký của trưởng phòng vương, dù Giang Vĩ lại được cho vào trong tổ giám sát của tổ trưởng Triệu, ít nhiều cũng làm cho tổ trưởng Triệu không thoải mái. Dù Giang Vĩ suy nghĩ về ý nghĩ của Triệu Kỳ Tường, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, thế nhưng đủ loại nghi kỵ xuất hiện trong đầu hắn. Vương Tử Quân quay lại phòng làm việc của mình, hắn trầm ngâm dây lát thì bấm một số điện thoại. Hắn gọi điện thoại cho phóng viên Lý Trường Vân đại diện cho Nhật Báo Đại Quang Thường trú ở tỉnh Nam Giang. Sở dĩ hắn quen biết Lý Đại Quang, cũng là vì khi đến Nam Giang thì bố Vương Quang Vinh đã giới thiệu người này cho hắn. Chương 1361 Một cổ thụ ngàn dễ động vào sẽ ảnh hưởng toàn thân. Lý Trường Vân là một người đàn ông hơn 40 tuổi, năm xưa từng là học sinh của Vương Quang Vinh, khi Vương Tử Quân đến Nam Giang thì từng dùng cơm với người này. Thông qua trò chuyện với nhau, Vương Tử Quân cảm thấy người học trò cũ của bố mình căn bản cực kỳ có lý tưởng. Trước đó Lý Trường Vân có đưa tin về một vị lãnh đạo trong tỉnh Nam Giang, làm cho vị lãnh đạo này mất mặt không khỏi chuẩn bị thông qua quan hệ để cho hắn một bài học nhớ đời. Vương Tử Quân xuất hiện hòa giải, thế là vị lãnh đạo kia mới qua loa cho xong. "Lãnh đạo, hôm nay sao ngài lại nghĩ đến tôi rồi?" Sau sự kiện kia thì Lý Trường Vân căn bản gọi Vương Tử Quân là lãnh đạo, cách xưng hô như vậy không phải là tôn trọng, rõ ràng là trêu chọc mình. Nhưng Vương Tử Quân cũng không quan tâm đến phương diện này, hắn cười cười nói, "Anh Trường Vân tôi sao nghe lời nói của anh có vị gì đó chua chua vậy. Nói thật thì Lý Trường Vân căn bản có chút ghen ghét Vương Tử Quân, nhưng hắn cũng không giống như người khác che giấu trong lòng, hắn thẳng thắn bày tỏ, điều này làm cho Vương Tử Quân cực kỳ sảng khoái. Lý Trường Vân cười ha hả nói, ôi, trưởng phòng Vương, ngài là người ánh mắt sáng như tuyết, con người của tôi thì tư tưởng chật hẹp. Nhớ năm xưa cậu trẻ cứ mãi đi theo sau mông tôi đòi ăn kem bây giờ đã là trưởng phòng tổ chức một tỉnh, Tôi còn là kẻ vô tích cực, cậu nói xem tôi không cực kỳ ghen ghét được sao?" Lý Trường Vân vừa cười vừa dùng giọng không chút kiêng nể gì giễu cợt Vương Tử Quân, điều này làm cho Vương Tử Quân có chút xấu hổ. Hắn là người sống hai đời, hắn căn bản không nhớ nổi khi nào thì mình đi theo sau lưng Lý Trường Vân đòi được ăn kem. Nhưng lời này được Lý Trường Vân nói ra cũng là bình thường, vì khi mà Lý Trường Vân đang học đại học thì hắn chỉ còn là một cậu bé mà thôi. Vương tử quân cười ha hả, hắn cũng không quá dây dưa với Lý Trường Vân ở phương diện này, căn bản nói sang chuyện khác, Trường Vân, anh bây giờ đang bận rộn gì vậy? Còn bận rộn gì nữa, đang đi khắp nơi tìm tin tức. Ôi, những năm nay thứ gì cũng có chỉ tiêu, có người nói phóng viên là đám khốn kiếp chỉ chọc dối chuyện, thực tế thì tôi cũng rất đau đầu, chỉ sợ là nhiệm vụ năm nay sẽ không thành công tốt đẹp. Lý Trường Vân nói lời vui đùa với Vương Tử Quân, nhưng hắn cũng biết vui đùa không nên quá mức. Dù sao thì người đàn ông trẻ tuổi bên kia căn bản cực kỳ mạnh mẽ và cường thế hơn cả lãnh đạo trực tiếp của hắn. Tin tức thì nơi nào mà chẳng có, chỉ là anh có tâm tư hay không mà thôi. Vương Tử Quân đang do dự nên nói thế nào với Lý Trường Vân, lúc này thấy đối phương chủ động mắc câu thì căn bản không giấu giếm, lúc này các địa phương đều cho ra những phương án kiến thiết rất lớn, dù là ở phương diện kinh tế hay giao thông cũng đều có được thành tích không tệ các anh nên đi xuống tuyên dương một chút tất nhiên tôi cảm thấy các anh nên thực hiện một cách âm thầm thì hay hơn lý trường vân không phải là kẻ ngốc hắn vừa nghe thấy vương tử quân nói đến phương diện các địa phương thi nhau kiến thiết thế là biết vương tử quân căn bản không cho mình tin tức đơn giản mặc dù hắn cho ra biểu hiện coi công danh như cặn bã thế nhưng hắn cũng thật sự có nguyện vọng bức thiết của mình hắn phải làm sao để đẩy cao địa vị của mình rõ ràng kết giao với Vương Tử Quân là một lựa chọn tốt nhất. Lúc này tuy không rõ Vương Tử Quân vì sao lại nói với mình như vậy, thế nhưng ngoài miệng thì Lâm Trạch Viễn vẫn sảng khoái đồng ý, nếu trưởng phòng Vương đã có chỉ thị như vậy, tôi sẽ đi một chuyến, nhất định sẽ đào móc ra nhiều điển hình cho lãnh đạo, căn bản làm dạng dỡ và vinh dự công tác của Nam Giang chúng ta. Lý Trường Vân đồng ý sảng khoái như vậy làm cho Vương Tử Quân thật sự vui vẻ. Tuy hắn gọi điện thoại cũng không nghĩ Lý Trường Vân từ chối mình, thế nhưng thuận lợi hoàn thành cũng làm hắn cảm thấy rất thoải mái. Hắn nói với Lý Trường Vân là vài ngày nữa mình sẽ đi đến thủ đô thăm bố, nếu như Lý Trường Vân có rảnh thì đi cùng cho vui. Lý Trường Vân biết rõ vị trí hiện tại của Vương Quang Vinh, hắn nghe Vương Tử Quân nói như vậy thì căn bản là đồng ý không chút nghĩ ngợi. Sau khi đặt điện thoại xuống thì tâm tình của Vương Tử Quân đã bình tĩnh hơn, hắn nhìn mây ngoài cửa sổ, hắn đi đến đẩy cửa sổ ra, mới phát hiện bên ngoài đang mưa. Trời mưa rồi. Đậu minh đường phe duyệt xong tất cả chỉ thị, sau đó mới thở dài một hơi. Hắn công tác 2 giờ liên tục và cảm thấy toàn thân mỏi như, hắn đứng lên hoạt động gân cốt một chút mới cảm thấy thoải mái hơn. Người già thì gân cốt cũng kém, đậu minh đường thầm cảm thán, khi hắn đang định uống hớp nước thả lỏng bản thân, đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Khi thư ký đi ra mở cửa thì trưởng phòng tổ chức Lưu Giang Đào đi vào. Lưu Giang Đào là trưởng phòng tổ chức thị ủy Đông Hồng, hắn căn bản là người theo sát tiến độ của Đậu Minh Đường, cũng xem như là một người giúp sức chèo chống công tác ở Đông Hồng cho Đậu Minh Đường. "Bí thư Đậu, hai ngày trước tôi về thăm nhà, có chuẩn bị vài món đặc sản, tôi mang đến cho ngài nếm thử, nguyên liệu làm lạp xưởng là thịt lợn rừng đấy." Lưu Giang Đào nói rồi đưa một túi nhựa màu đen đặt lên bàn rồi ngồi xuống ghế. Đậu Minh Đường là người sống ở vùng núi, thế nên căn bản có cảm tình với các món thịt khô. Lưu Giang Đào cũng là người cùng quê, thế nên mỗi lần về thăm quê đều đưa theo thịt khô và lạp xưởng cho lãnh đạo của mình. Mặc dù những thứ này không đáng bao nhiêu tiền, thế nhưng mỗi lần như vậy thì Đậu Minh Đường đều cảm thấy rất vui. Lúc này hắn tiếp nhận cái túi mở ra xem, mùi hương thơm ngát xông vào mũi. Đậu Minh Đường là một người thường ăn thịt khô, hắn căn bản có thể biết được cấp bậc và phẩm chất của nó là như thế nào. Lưu Giang Đào đưa đến cho hắn một phần thịt lợn rừng, căn bản là thứ rất tốt, thế là không khỏi cười hì hì nói, như vậy hôm nay về nhà tôi, để chị cậu làm vài món với thịt lợn rừng, hai ta cùng nhau giải quyết. Lưu Giang Đào tất nhiên là cầu không được đối với chuyện đến nhà Đậu Minh Đường dùng cơm. Đậu Minh Đường là bí thư thị ủy Đông Hồng, còn là thường ủy tỉnh ủy, sau này sẽ có tác dụng cực kỳ quan trọng với tương lai phát triển của hắn. Tất nhiên hắn sẽ cực kỳ cam tâm tình nguyện để bảo trì mối quan hệ tốt đẹp với đậu minh đường. Hai người nói cười vài câu, sau khi thư ký rời khỏi phòng thì Lưu Giang đào trợt nghiêm mặt nói, bí thư đậu, dựa theo bố trí của tỉnh ủy, thành phố Đông Hồng chúng ta đã tiến hành khảo hạch giữa năm với tất cả cán bộ trong tỉnh. Tối qua nhiều quận huyện đã cho ra số liệu khảo hạch đệ trình lên phòng tổ chức. Đậu Minh Đường nghe nói đến phương diện khảo hạch nửa năm thì gương mặt có vài phần ngưng trọng. Hắn là bí thư thị ủy Đông Hồng, hắn không thể nào không quan tâm đến sự kiện khảo hạch giữa năm trong phương án cải cách nhân sự của tỉnh ủy. Hắn biết rõ những công tác khảo hạch này là quan trọng thế nào với công tác trong tỉnh Nam Giang. Chương 1361 hai cổ thụ ngàn dễ động vào sẽ ảnh hưởng toàn thân. Đông Hồng là thành phố tỉnh thành, là một địa phương có lực ảnh hưởng rất lớn nói thật thì đậu minh đường có thái độ cực kỳ bảo thủ với công tác cải cách nhân sự lần này. Vì hắn là người công tác cơ sở nhiều năm, hắn căn bản biết rõ triển khai mở rộng công tác này sẽ gặp khó khăn lớn như thế nào. Tuy đậu minh đường có quan hệ khá vững chắc với vương tử quân, thế nhưng hai người dù sao cũng chỉ là minh hiếu, hắn sẽ không bao giờ tuyệt đối vì vương tử quân mà ném bỏ tất cả tính mạng chính trị của mình. Thế nào rồi? Đậu minh đường trầm ngâm dây lát rồi hỏi chỉ 25% là vĩ đại, tất cả còn lại đều có năng lực và phù hợp với chức vụ. Đậu Minh Đường chợt sững sờ, hai mắt nhìn về phía Lưu Giang Đào. Hắn biết rõ điều này có ý nghĩa gì, vì tất cả cán bộ thành phố Đông Hồng không thể nào không có người không hợp cách, nhưng bây giờ có kết luận như vậy. Đậu Minh Đường thầm suy xét một lúc, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười lạnh. Lúc này Đậu Minh Đường chỉ có thể cười lạnh để diễn tả bất mãn trong lòng mình hắn là một cán bộ từ cơ sở đi lên hắn biết rõ ràng một số việc như thế này được xử lý ra sao hắn cũng không tin tất cả cán bộ trong thành phố đông hồng đều tốt đẹp nhất định là người ta cố ý quả thật đều hợp cách sao đậu minh đường đưa mắt nhìn lưu giang đào hắn dùng giọng có vài phần áp lực hỏi lưu giang đào có chút run rẩy dưới ánh mắt soi mói của đậu minh đường hắn cộng sự lâu năm với đậu minh đường hắn căn bản biết rõ tính tình của lãnh đạo lúc này hắn biết lãnh đạo đang nổi giận. Nhưng dù Đậu Minh Đường nổi giận thì có những gì nên nói Lưu Giang Đào vẫn phải nói ra. Hắn trầm ngâm một chút, sau đó nói, bí thư Đậu, căn cứ vào kết quả mà các quận huyện báo lên, chúng tôi thống kê lại và cho ra kết quả như vậy. Khi báo cáo với Đậu Minh Đường thì Lưu Giang Đào nhấn mạnh chữ các quận huyện, dù là kẻ ngốc cũng có thể nghe ra ý nghĩ của hắn là gì. Đậu Minh Đường cũng không truy vấn, hắn biết rõ Lưu Giang Đào đang nói ra một sự thật, chính là tất cả quận huyện trong thành phố đều ăn ý với nhau, nếu như hắn là người lên tiếng đề xuất ý kiến, như vậy rõ ràng sẽ là tội nhân. Đậu Minh Đường là bí thư thị ủy Đông Hồng, hắn là người đứng đầu cao nhất của thành phố này. Nhưng nếu hắn kết tội tất cả cấp dưới của mình, như vậy cũng không phải là chuyện gì hay. Đậu Minh Đường trầm ngâm dây lát, sau đó hắn khẽ hỏi, thật sự đó là kết quả thống kê của thành phố chúng ta sao? Bí thư, thật sự là như vậy. Còn nữa, tôi đã liên lạc với các thành phố khác, kết quả của bọn họ cũng giống hệt như chúng ta. Nếu như lúc này chúng ta thò đầu ra, tôi cảm thấy dễ đắc tội với người. Lưu Giang Đào nói đến đây thì khẽ nói, thành phố Đông Hồng chúng ta muốn phát triển được cũng phải nhờ vào sự trèo trống của các thành phố anh em trong tỉnh, nếu như chúng ta đắc tội với quá nhiều người. Đậu Minh Đường trầm mặc không nói giống như đang nhai nuốt lời nói của Lưu Giang Đào hắn trầm ngâm một lúc lâu rồi mới nói giang đào anh biết nghĩ xem kết quả báo cáo khảo hạch giữa năm lần này sẽ như thế nào lưu giang đào không phải kẻ ngốc hắn tất nhiên đoán được kết quả là như thế nào nhưng hắn không mù quáng tỏ thái độ vì vậy chỉ cắn chặt môi mà không nói lời nào bầu không khí trong phòng có chú nặng nề người thường nếu đi vào gian phòng này sẽ sinh ra cảm giác khó hít thở không biết đã qua bao lâu thời gian như ngừng lại trong không khí trầm lắng khi lưu giang đào chuẩn bị lên tiếng cố gắng thuyết phục thì đậu minh đường chợt khoát tay nói anh cũng đừng mệt mỏi nữa về nghỉ ngơi trước đi lưu giang đào đi tài liệu để lại trên mặt bàn đậu minh đường nhìn qua con số thống kê của thành phố đông hồng hắn thở dài một hơi hắn nhìn điện thoại trầm ngâm một lát rồi cầm điện thoại lên trưởng phòng tử quân tôi là đậu minh đường sau khi nối thông điện thoại thì đậu minh đường tự báo cáo về mình trước kia đậu minh đường luôn cố gắng khách khí vài câu với vương tử quân nhưng bây giờ hắn không có tâm tư này hắn nhanh chóng báo cáo với vương tử quân về kết quả thống kê khảo hạch giữa năm của thành phố đông hồng sau đó cúp điện thoại trước khi vương tử quân nhận được điện thoại của đậu minh đường hắn đã biết được tình huống khảo hạch ở thành phố ô phổ đậu minh đường gọi điện thoại đến báo cáo công tác rõ ràng là cố gắng tỏ thái độ tuy vương tử quân và đậu minh đường căn bản là hợp tác cực kỳ tốt ở nhiều chuyện, trong mắt người ngoài thì quan hệ giữa hai bên căn bản rất hợp, thế nhưng những chuyện lớn xảy ra thì hai người vẫn đứng ở hai lập trường bất đồng. Vương tử quân căn bản có chút tiếc nuối vì lựa chọn của đậu minh đường, nhưng hắn cũng hiểu vì sao đậu minh đường lại chọn như vậy. Đậu minh đường dù là bí thư thị ủy Đông Hồng, thế nhưng cũng không phải chỉ là đại biểu cho bản thân, mà ở Đông Hồng còn nhiều người phụ thuộc vào gốc cây như hắn, những người kia căn bản cho ra cống hiến rất lớn với đậu minh đường ở Đông Hồng. Khi có chuyện liên quan đến lợi ích xuất hiện, đậu minh đường cho dù có tính toán của mình, hắn cũng không thể không quan tâm đến những người của mình. Lúc này tình huống ở thành phố ô Phổ đã được xác định, tình huống của thành phố Đông Hồng càng được xác định. Ngày mai sẽ căn bản có tư liệu khảo hạch giữa năm của cán bộ trong tỉnh ở trong tay Vương Tử Quân. Tuy còn kém một ngày, Thế nhưng Vương Tử Quân đã căn bản dự đoán được kết quả, hắn cảm thấy có chút không cam lòng. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, Du Giang Vĩ đi vào, hắn dùng ánh mắt chú ý nhìn Vương Tử Quân, sau đó mới khẽ nói, "Trưởng phòng Vương, có chuyện gì cần tôi xử lý sao?" Vương Tử Quân khoát tay áo nói, "Cậu đã đi theo tổ giám sát 10 ngày liên tục, cậu cũng mệt mỏi rồi, chỗ này của tôi cũng không có chuyện gì, lát nữa tan tầm thì về nhà nghỉ ngơi đi." Tô Giang Vĩ từ thành phố Lộc Hồ quay về, tuy hắn rất muốn về nhà nghỉ ngơi, thế nhưng hắn biết rõ đây là thời điểm cực kỳ quan trọng, hắn cần phải cực kỳ chú tâm. Phía thành phố Lộc Hồ căn bản là cực kỳ coi trọng công tác giám sát của tổ giám sát phòng tổ chức tỉnh ủy, khi đoàn người rời khỏi đường cao tốc thì bí thư thị ủy Lộc Hồ là Hậu Đại Hảo đã chờ sẵn, thậm chí cả ngày đi theo bên cạnh tổ giám sát. Ngày hôm sau thành phố Lộc Hồ càng chuẩn bị cực kỳ đầy đủ với công tác của tổ giám sát. Dù là nói về vấn đề nào thì phía thành phố Lộc Hồ cũng cho ra đáp án cực kỳ hợp lý. Hơn nữa khi mà hoàn thành cả quá trình thì Du Giang Vĩ còn sinh ra cảm giác như đang ở nhà. Chưa nói đến một người tổ trưởng như Triệu Kỳ Tường, dù là hắn khi dùng cơm cũng ăn cùng với một vị thường ủy thị ủy Lộc Hồ. Nhưng càng là như vậy thì Du Giang Vĩ càng cảm thấy không nỡ, từng mục tiêu được thành phố Lộc Hồ chuẩn bị cực kỳ tỉ mỉ, từng hạng mục đều được thành phố Lộc Hồ sắp xếp không chút sai lầm. Lúc quay về thì phía thành phố Lộc Hồ càng nhiệt tình tiến chân, căn bản cho ra những đãi ngộ không kém gì khi đi đến. Nhưng càng là đãi ngộ tốt thì Du Giang Vĩ càng cảm thấy không thoải mái, càng lo lắng hơn. Du Giang Vĩ muốn nói ra lo lắng của mình với Vương Tử Quân, thế nhưng hắn lại sinh ra cảm giác nói không nên lời. Chương 1362, một sấm vang lên không tiếng động, dao sắc ở trong vỏ. Tuy sắp tan tầm nhưng lòng biển hỉ vẫn còn chưa về nhà. Hắn đang ngồi trong phòng làm việc của mình, đợi báo cáo kết quả của văn phòng. Hắn là phó phòng thường vụ phòng tổ chức tỉnh ủy, Long Điền Hỉ là người xếp đầu trong số các vị phó phòng tổ chức tỉnh ủy, hắn cảm thấy sự việc hiện tại căn bản có chút không đúng. Long Điền Hỉ chỉ nhận được những thông tin linh tinh, thế nhưng những tin tức này được hợp lại vẫn làm hắn giật mình không thôi. Nhưng những tin tức này vẫn làm hắn không thể xác định, vì vậy hắn không dám báo cáo nó lên cho Vương Tử Quân khi nhận được văn bản báo cáo về công tác khảo hạch cán bộ giữa năm hắn cảm thấy sự việc không tầm thường hắn là người thông minh hắn biết sự việc căn bản chỉ là mở đầu hắn cũng là một người hiểu rất rõ về tình hình địa phương bên dưới không có bất kỳ một cán bộ nào không phù hợp với chức vụ kết quả này vừa xuất hiện thì hắn hầu như làm cho kết quả cải cách căn bản mất đi tất cả nguyện vọng chính đáng của nó chỉ sợ những người lạnh nhạt với cải cách thì sẽ đứng cùng với nhau thành một hàng lúc này cải cách nhân sự chỉ sợ sẽ bị treo lên giữa không trung. Nếu như cải cách nhân sự dừng lại không tiếng động, như vậy Long Điền Hỷ thấy nó không phải là quan trọng nhất. Nghiêm trọng nhất chính là có người đứng sau lưng nói này nọ về Vương Tử Quân, thậm chí tuyến trên sẽ cho ra vài nhận định về năng lực công tác của Vương Tử Quân, như vậy thì Vương Tử Quân sẽ bị điều đi khỏi Nam Giang, khả năng này căn bản không phải là không có. Sự kiện này không ảnh hưởng quá lớn đến Nam Giang, thế nhưng sẽ là một hoàn cảnh cực kỳ khó khăn cho vương tử quân dù có người dựa dẫm ở tuyến trên thế ninh chỉ sợ muốn khôi phục lại uy thế như trước đó thì phải mất đi vài năm long điền hỉ là cán bộ được vương tử quân đẩy lên vị trí hiện tại hắn tất nhiên hy vọng vị thế của vương tử quân càng ngày càng tốt vì chỉ như vậy thì vị trí của hắn mới có thể ổn định và tiến lên nhưng quá đáng tiếc bây giờ cục diện quá xấu căn bản là quá bất lợi cho vương tử quân nếu như trưởng phòng vương bị điều chỉnh như vậy mình nên làm gì bây giờ long điền hỉ suy nghĩ về vấn đề này mặc dù vấn đề này có vẻ hơi xa thế nhưng biết đâu nó sẽ là sự thật vương tử quân không thiếu đối thủ ở nam giang càng có không ít người mong muốn trưởng phòng vương bị điều đi bây giờ vương tử quân đẩy mạnh cải cách và rơi vào hoàn cảnh khốn khổ có thể nói là cơ hội cực kỳ tốt cho những người kia ra tay long điền hỉ có thể thấy rõ những điều này chắc chắn những người kia cũng thấy rõ cơ hội này hắn bây giờ thật sự hy vọng có thành phố nào đó cho ra một âm thanh bất đồng trong báo cáo khảo hạch cán bộ cũng không cần có quá nhiều lời chỉ cần có vài thành phố cho ra kết quả phù hợp là được nhưng cải cách nhân sự động đến quyền lợi của quá nhiều người bọn họ sẽ ngu ngốc đứng ra làm chim đầu đàn sao cốc 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 khi Long Điền Hỉ đang suy nghĩ nguyên man thì tiếng gõ cửa vang lên ngay sau đó phó chủ nhiệm văn phòng phòng tổ chức tỉnh ủy là Trần Tường Lĩnh đi vào. Lúc này vẻ mặt Trần Tường Lĩnh là cực kỳ không tốt, hắn đặt văn kiện lên bàn làm việc của Long Điền Hỷ, sau đó giọng nói có chút run rẩy trưởng phòng, đã có kết quả khảo hạch cán bộ giữa năm, mong ngài xem qua. Long Điền Hỷ nhìn gương mặt của Trần Tường Lĩnh mà căn bản đoán ra được kết quả, nhưng hắn vẫn khẽ cầm văn kiện trên bàn lên xem hơn chục thành phố trong tỉnh đều cho ra một kết quả giống như suy đoán trước đó của Long Biển Hỷ, mỗi kết quả chỉ có hai dạng, một là vĩ đại hai là phù hợp chức vụ, căn bản không có tồn tại bất kỳ vị cán bộ nào không phù hợp với chức vụ. Nếu như nói có sự khác biệt về kết quả khảo hạch cán bộ của các thành phố trong tỉnh, căn bản chỉ là số liệu về cán bộ vĩ đại và phù hợp chức vụ mà thôi. Lưu Giang Đào nhìn báo cáo này mà không khỏi thở dài một hơi. Trần Tường Lĩnh đứng bên cạnh không nhịn được nói, trưởng phòng, tôi cảm thấy báo cáo này căn bản là không ra gì, một thành phố vì sao không có bất kỳ cán bộ nào không phù hợp chức vụ. Long Điền Hỷ khoát tay áo, hắn hiểu được tâm tình của Trần Tường Lĩnh, thế nhưng chuyện này cũng không thể dựa vào suy đoán để có thể cho ra phán đoán, vì tất cả không đơn giản chút nào. Quan trọng là kết quả này ẩn dấu ý nghĩa gì? Tường Lĩnh, anh chờ chút rồi đưa kết quả này lên cho trưởng phòng vương, nếu như trưởng phòng vương bên kia không có sắp xếp gì như vậy các anh cũng nên tan tầm long điền hỉ nhìn thoáng qua trần tường lĩnh rồi trầm giọng nói trần tường lĩnh khẽ gật đầu tuy lúc này đã qua giờ tan tầm thế nhưng hắn vẫn không có chút dị nghị với sắp xếp của long điền hỉ lúc này trưởng phòng vương không biết sẽ cho ra sắp xếp gì với bọn họ đây sau khi trần tường lĩnh rời khỏi phòng thì long điền hỉ bấm số điện thoại của vương tử quân hắn dùng giọng trầm thấp báo cáo với vương tử quân về kết quả khảo hạch sau đó dùng giọng thăm dò nói trưởng phòng tôi biết phương diện khảo hạch cán bộ lần này có vấn đề nếu không sẽ tuyệt đối không bao giờ cho ra một kết quả mà người nào cũng phù hợp như vậy vương tử quân bên kia ừ một tiếng hắn cũng không nói gì khác tín hiệu này càng làm cho long điền hỉ cảm thấy bối rối hắn cảm thấy bây giờ vùng vẫy thì không thể không có cơ hội lật ngược bàn nhưng hắn căn cứ vào phản ứng của trưởng phòng vương cảm thấy trưởng phòng vương có chút chán nản nếu như trưởng phòng vương căn bản không còn tin tưởng vào sự kiện này như vậy mình nghĩ biện pháp cũng chỉ là lãng phí thời gian hắn thầm nghĩ như vậy thế là cảm thấy tâm tình lạnh băng trưởng phòng long cũng đã đến giờ tan tầm rồi anh nên cho các đồng chí tan tầm về nhà đi thôi giọng nói của vương tử quân lại vang lên giọng điệu không khác gì dĩ vãng thế nhưng Long Điền Hỷ lại cảm thấy có chút khác thường. Không phải là trưởng phòng vương đã không nhịn được rồi sao? Hay là, Long Điền Hỷ đồng ý một tiếng rồi cúp điện thoại, hắn ngồi bên cạnh bàn làm việc của mình, đủ mọi ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Hắn biết rõ khi mình được điều động lên vị trí phó phòng thường vụ phòng tổ chức tỉnh ủy thì đã được người ta nói là người của Vương Tử Quân, nếu như vì sự kiện này mà trưởng phòng Vương bị điều chỉnh như vậy đường đi sau này của mình sẽ là vấn đề đối với hắn bây giờ thì tình thế tốt nhất là vương tử quân được giữ lại ở nam giang thế nhưng bây giờ mạch nước ngầm bắt đầu chuyển động vương tử quân còn ở lại được sao long điền hỉ biết kết quả khảo hạch sẽ được giữ bí mật thế nhưng khi hắn đang ngồi trong phòng làm việc của mình những người nên biết tin tức này đã thông qua những con đường của mình để có được thông tin rõ ràng khi diêu trung tác nhận điện thoại thì đang ngồi trong phòng làm việc của mình Bí thư thị ủy Linh Hà là Trịnh Trường Quảng đang ngồi mỉm cười ở vị trí đối diện. Trịnh Trường Quảng là bí thư thị ủy Linh Hà, căn bản được sự trợ giúp mạnh mẽ của Diêu Trung Tắc, thế nên hắn là khách quen trong nhà Diêu Trung Tắc. Chương 1362, 2 sấm vang lên không tiếng động, dao sắc ở trong vỏ. "Anh Trịnh, thành phố Linh Hà các anh cho ra kết quả khảo sát thế nào?" Siêu Trung Tắc đặt điện thoại xuống rồi dùng giọng nhàn nhạt hỏi Trịnh Trường Quảng. Trịnh Trường Quảng nhìn nụ cười nhạt trên mặt Diêu trung tắc, hắn biết rõ tâm tình của lãnh đạo lúc này là rất tốt, thế là cười hì hì nói: "Bí thư Diêu, báo cáo của thành phố Linh Hà chúng tôi căn bản là cực kỳ chân thật, căn bản không có chút giả tạo, có 25% cán bộ là vĩ đại, phần còn lại cực kỳ phù hợp với chức vụ." "Vậy thì rõ ràng là con số cán bộ vĩ đại của thành phố các anh thấp nhất trong số các báo cáo thống kê của tỉnh Nam Giang." Siêu Trung tác vuốt mái tóc của mình rồi cười hì hì nói, sau này khảo hạch cuối năm thì nên cho tỷ lệ cán bộ vĩ đại cao hơn mới được. Trịnh Trường Quảng cũng không quan tâm đến tỷ lệ cán bộ vĩ đại, hắn chủ yếu coi trọng kết quả của cả tỉnh. Khi mà Vương Tử Quân liên tục quật khởi thì vị trí và uy vọng của Diêu Trung Tắc ở phương diện nhân sự tụt giảm nghiêm trọng, điều này làm cho vài công tác của hắn không được như ý, quyền uy của hắn ở thành phố Linh Hà gặp phải vài vấn đề khó khăn. Nếu Diêu Trung Tắc khôi phục lại uy quyền năm xưa, như vậy đối với Trịnh Trường Quảng thì căn bản là cục diện cực kỳ tốt. Hắn là một vị bí thư thị ủy, hắn muốn nắm vững cục diện địa phương trong tay mình, như vậy thì hắn sẽ có nhiều lời nói có lực lượng hơn khi điều động các vị trí cấp phó sở trong thành phố của mình. Bí thư Diêu, trước đó tôi đã tổ chức hội nghị và nói rõ vấn đề, đại đa số đồng chí đều cho rằng phương hướng cải cách nhân sự lần này là cực kỳ chính xác căn bản có lợi cho phương diện phát triển kinh tế tỉnh Nam Giang. Nhưng tôi cảm thấy cải cách quá cấp tiến, có vẻ như chiều ngang là quá lớn." Trịnh Trường Quảng vừa nói vừa quan sát gương mặt của Diêu Trung Tắc, vẻ mặt lãnh đạo rất ung dung, căn bản cũng không cản lời phê bình của hắn, thế nên tâm tình càng thả lỏng hơn. Có câu thế này, đường phải đi từng bước, nếu như chúng ta bước quá nhanh quá mạnh và quá lớn, như vậy sẽ té ngã rất đau. Bí thư Diêu là lãnh đạo tỉnh ủy là phó bí thư chủ quản công tác nhân sự, tôi cảm thấy ngài nên đứng lên nắm lấy đại cục ở sự kiện này, chủ động muốn nắm những hành vi căn bản không ổn cho đại cục Nam Giang. Siêu Trung Tác nâng ly trà lên uống một ngụm, hắn cười cười nói: Trường Quảng, tôi không thể nói ý nghĩ của anh là không đúng, nhưng công tác này chủ yếu do trưởng phòng Vương thúc đẩy, tôi là một thành viên ban ngành, có đôi khi cũng không nên đứng lên nói như vậy. Siêu Trung Tác dừng lại một lát rồi nói tiếp sau khi trưởng phòng tử quân đi đến Nam Giang, tôi căn bản luôn có thái độ nhiệt tình, tán thành và tán thưởng công tác của anh ấy. Cũng chính nhờ tinh thần của trưởng phòng vương mà công tác tổ chức của tỉnh Nam Giang mới tiến vào cục diện mới. Tôi cũng không muốn đả kích tính tích cực của các đồng chí trẻ tuổi, người ta sẽ nói diêu trung tắc tôi đố kỵ người tài, không nhìn vừa mắt thành tích của cán bộ thanh niên. Bí thư diêu, sao chúng tôi không biết những khó khăn của ngài? Ngài có thể nói là luôn đi đầu trong đẩy mạnh phát triển Nam Giang, nếu ai dám nói lung tung, chưa nói đến những thứ khác, Trịnh Trường Quảng tôi nhất định sẽ cho hắn biết tay. Trịnh Trường Quảng vỗ vỗ ngực rồi nói tiếp, "Nhưng, Bí thư Diêu, có một số việc tôi cảm thấy Na Phi không nên cứ để cho nó đi theo quỹ tích thất bại, nên cản thì phải cản. Nếu như ngài bận tâm đến phương diện đoàn kết, như vậy có thể giao cho chúng tôi, chúng tôi sẽ phản ánh lên trên, tôi tin tưởng đứng từ góc độ của trưởng phòng Vương." anh ấy cũng sẽ không thể không quan tâm đến phản ánh của chúng tôi. Diêu Trung Tắc chỉ cười cười mà không nói gì thêm, trịnh trường quảng nhìn nụ cười của Bí Thư Diêu, hắn cười nói, Bí Thư Diêu, tôi còn có vài công tác cần báo cáo với ngài, thành phố chúng tôi. Nếu so sánh với Diêu Trung Tắc thì Diệp Thừa Dân nhận được kết quả có hơi muộn. Khi lão biết được báo cáo thống kê của phòng tổ chức thì đang luyện chữ trong phòng, thư ký trưởng đào nhất hành là người đi vào báo cáo tin tức này. Sau khi nghe báo cáo của Đào Nhất Hành, Diệp Thừa Dân đặt bút tuyên lên giấy, tờ giấy trắng tinh đã được viết vài chữ khá nghệ thuật đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Đào Nhất Hành cũng không ngờ động tác của Diệp Thừa Dân lại dữ dội như vậy, hắn trầm ngâm dây lát, sau đó nói với Diệp Thừa Dân, bí thư Diệp, chuyện này ngài cũng không nên quá tức giận, tôi cảm thấy kết u ca này cũng là nằm trong dự đoán, vì có nhiều người quá xúc động với phương án cải cách lần này. Hừ, xúc động quá nhiều, xúc động thì không nên sửa sao diệp thừa dân lại ngồi xuống ghế lão trầm giọng nói anh gọi điện thoại cho đậu minh đường hỏi bọn họ xem có phải thành phố đông hồng không có một cán bộ nào không phù hợp chức vụ hay không mặc dù đào nhất hành căn bản là nói gì nghe nấy với lời nói của bí thư diệp thừa dân thế nhưng hắn dù thế nào cũng không gọi điện thoại đi vì hắn gọi điện thoại thì rõ ràng là đắc tội với đậu minh đường hơn nữa đây là quyết định của diệp thừa dân khi đang nổi giận mà thôi Bí thư, phía bí thư đậu cũng rất khó xử, anh ấy làm bí thư thị ủy Đông Hồng, chẳng những tất cả lãnh đạo thành phố khác đều nhìn vào, bên dưới cũng có người đang nhìn chăm chăm. Nếu anh ấy muốn làm tốt công tác ở thành phố Đông Hồng, như vậy còn phải nhờ tuyến dưới ra sức, ngài nói xem có đúng không? Diệp thừa dân hít vào một hơi thật sâu, lão là một vị lãnh đạo có kinh nghiệm phong phú, sao không hiểu rõ lời nói của đào nhất hành. Thế nhưng kết quả này căn bản làm hắn cảm thấy khó tiếp thụ. Khi vương tử quân thúc đẩy cải cách nhân sự thì Diệp Thừa Dân cũng không quá bận tâm, nhưng bây giờ sự việc đã được mở rộng, căn bản không còn cơ hội quay đầu, vì vậy lão cũng không thể dùng ánh mắt lạnh nhìn sự việc đang diễn ra. Trong suy nghĩ của Diệp Thừa Dân, dù tất cả thành phố đều có mâu thuẫn với cải cách nhân sự, thế nhưng dù thế nào thì cũng phải biểu hiện một bộ dạng vừa phải. Lão đang nghĩ rằng các thành phố sẽ nên báo cáo lên một tỷ lệ cán bộ không phù hợp chức vụ khá thấp, cố gắng làm cho báo cáo của mình đẹp mắt hơn một chút. Nhưng Diệp Thừa Dân không ngờ kết quả là tất cả cán bộ đều hợp cách, con số quá tốt đã đẩy Vương Tử Quân lên giữa không chung, bây giờ muốn đi xuống cũng cực kỳ khó khăn. Không chỉ là ở Nam Giang, tuyến trên cũng cực kỳ quan tâm đến công tác cải cách nhân sự lần này, thậm chí có vị lãnh đạo Trung ương gọi điện thoại đến còn yêu cầu Nam Giang làm trọng điểm cải cách nhân sự trong nước. Kết quả khảo hạch như vậy sẽ lừa được ánh mắt lãnh đạo sao? kết quả như vậy sẽ là cái gì trong mắt cấp trên? Ngoài thay đổi khó khăn, hơn nữa rõ ràng là phòng tổ chức Nam Giang không thành công. Diệp Thừa Dân là người đứng đầu tỉnh Nam Giang, trách nhiệm là có, người chủ động thúc đẩy cải cách nhân sự là Vương Tử Quân, dù tuyến trên biết người này chịu nhiều uất ức, thế nhưng sẽ có thanh danh không tốt. Thậm chí vì dẹp loạn di chứng mà Vương Tử Quân rất có thể sẽ bị điều đi. Chương 1363, một thật ra, Thật ra tôi rất vui. Công tác của Mạc Tiểu Bắc căn bản là khá nhẹ nhàng, nếu như muốn dùng một câu để miêu tả mức độ công tác thoải mái của nàng, rõ ràng là thích đến thì đến mà thích đi thì đi. Tuy Mạc Tiểu Bắc căn bản không thích chính trị, thế nhưng nàng là vợ của Vương Tử Quân, vẫn có nhiều lời nói thông qua nhiều con đường lọt vào trong tai của nàng. Mạc Tiểu Bắc đẩy cổng vào nhà mình, trên đường đi còn suy nghĩ thế nào để an ủi Vương Tử Quân nhưng căn bản là không có ý nghĩ gì hay. Nàng nghĩ khá nhiều biện pháp, ví dụ như dịu dàng nói với chồng, cho anh ấy cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, còn có một phương pháp khác là tráng sĩ đứt cánh tay, dùng sức đập lên vai chồng, sau đó lớn tiếng nói, đời người nhấp nhô lên xuống, ai không gặp lúc gập gành. Nói thật thì qua tuổi 30 nhưng Mạc Tiểu Bắc vẫn không biết nên an ủi một người thế nào cho tốt, thậm chí lại càng không biết nên an ủi một người trước nay luôn sảng khoái thoải mái như chồng mình là thế nào. Nếu không thì mình gọi điện thoại cho ông nội, thậm chí dùng ông nội để an ủi vương tử quân, như vậy sự việc sẽ qua đi. Mạc Tiểu Bắc đi vào nhà, nàng chợt thấy bên trong khá ồn ào, âm thanh phát ra làm cho nàng chợt kinh hoàng. Nàng cho rằng vương tử quân đang đập thứ gì đó, thế nhưng âm thanh này lại không giống khi mạc tiểu bắc đi vào phòng khách mới phát hiện âm thanh kia truyền ra từ trong phòng con trai lúc này nàng càng lo lắng chỉ sợ vương tử quân đánh con thế nên nhanh chóng tiến lên đẩy cửa ra trong phòng có hai người đang ngồi chơi xúc sắc khi mạc tiểu bắc đi vào thì thấy tiểu bảo nhi đang dùng bàn tay nhỏ bé đáng yêu của mình để nâng một cái dĩa lớn sau đó thả ba con xúc sắc vào bên trong bộ dạng rất đáng yêu khi mạc tiểu bắc nhìn vương tử quân nàng chợt phát hiện chồng đang nở nụ cười nhìn mình. Em về rồi à, vẫn giọng nói với giọng điệu như cũ phát ra từ miệng vương tử quân. Em mới về, Mạc Tiểu Bắc đặt túi sách trong tay xuống, sau đó nàng chuẩn bị nói chuyện với vương tử quân, chợt nghe Tiểu Bảo Nhi nói, bố, mau lên, đến lượt bố. Mạc Tiểu Bắc cho rằng vương tử quân sẽ sổ xúc sắc, nhưng khi nhìn hắn cầm xúc sắc thì nàng chợt tan vỡ. Lúc này Vương Tử Quân lấy ra một cái xúc sắc nhỏ hơn của Tiểu Bảo Nhi, sau đó dùng sức thả xuống. Khi thấy Tiểu Bảo Nhi lại cầm xúc sắc lớn của mình lên, Mạc Tiểu Bắc không khỏi dùng giọng không công bằng nói, hai người làm gì vậy? Sao không cho Tiểu Bảo Nhi dùng xúc sắc nhỏ? Nó nói muốn dùng cái lớn, tất nhiên anh cũng không để cho con cái không hài lòng. Vương Tử Quân cười cười với Mạc Tiểu Bắc rồi dùng giọng lười biếng nói, Mạc Tiểu Bắc nào không hiểu bộ dạng của Vương Tử Quân, nàng căn bản có chút bất mãn vì chồng không có việc gì cứ trêu đùa con trai. Khi nàng chuẩn bị giữ lấy cái xúc sắc lớn của Tiểu Bảo Nhi, sau đó nắm bắt người bố bất lương, thế nhưng sự việc của Vương Tử Quân lại hiện ra trong lòng nàng. Vương Tử Quân căn bản đang rất mất hứng, không bằng để cho anh ấy vui một chút. Mạc Tiểu Bắc thầm cảm khái, sau đó nàng cười nói, mọi người ăn gì đây, để em còn đi nấu ăn mẹ yêu, con muốn ăn cây FC. Tiểu Bảo Nhi vừa ném xúc sắc vừa nói với Mạc Tiểu Bắc. Mạc Tiểu Bắc nhìn bộ dạng chăm chú của con trai, nàng lại nhìn sang Vương Tử Quân, thấy chồng cũng đồng ý thì nàng nhanh chóng gọi điện thoại đặt cây FC. Từ sau khi về đến nhà và dùng cơm thì Mạc Tiểu Bắc luôn có chút mất tập trung, nàng luôn nghĩ đến phương diện nên an ủi Vương Tử Quân thế nào. Ngay cả khi yêu cầu Tiểu Bảo Nhi học bài thì nàng cũng có chút không yên lòng. Tử quân, nếu có chuyện gì không vui thì anh cứ nói với em sau khi tiểu bảo nhi chạy ra sân chơi bóng với tiểu na mạc tiểu bắc do dự mãi rồi cũng nói với vương tử quân vương tử quân đang đọc sách hắn chợt ngẩng đầu nhìn thoáng qua mạc tiểu bắc rồi nó em đừng nghĩ nhiều anh đang rất vui mạc tiểu bắc nhìn vương tử quân lại cúi đầu đọc sách nàng không khỏi sinh ra hoài nghi về năng lực dự đoán của mình chính mình có lẽ không phải là một người có thể an ủi người khác ngay cả chuyện an du chồng cũng không nên hồn. Thời gian dần trôi qua, Tiểu Bảo Nhi đã đi ngủ trong phòng của mình, mặc Tiểu Bắc ngồi trên giường lại đang thầm nghĩ kế hoạch của mình. Nàng phải làm sao để an ủi hắn, dù có gì ngăn trở thì gia đình của bọn họ vẫn là trên hết. Hôm nay cũng giống như trước, Phương Tử Quân đọc sách xong thì tắt đèn đầu giường, chuẩn bị tiến vào mộng đẹp. Đúng lúc này hắn chờ thấy Mạc Tiểu Bắc giống như một con rắn ép lên người mình. Phần cơ thể bên dưới vốn lạnh băng đã nóng lên một chút, ngọn lửa này nhanh chóng thiêu đốt sự nhiệt tình của Vương Tử Quân. Tuy hai người Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc đã là vợ chồng lâu năm, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn luôn là người chiếm thế chủ động trong sinh hoạt. Dù là nhiệt tình đến thế nào thì Mạc Tiểu Bắc cũng luôn áp chế chính mình. Lúc này thì ngược lại, thế cho nên bầu không khí càng thêm nóng bức. Sau khi hai bên vui vẻ sảng có hoái. Vương tử quân ôm lấy cơ thể mềm mại của Mạc Tiểu Bắc, hắn thầm thưởng thức những dư vị còn sót lại. Tử quân, có em đây rồi, dù anh có không thoải mái thì cũng đừng đặt trong lòng. Mạc Tiểu Bắc can đảm ôm lấy cổ vương tử quân rồi khẽ nói. Vương tử quân lúc này đã hoàn toàn lấy lại phản ứng của mình. Hắn nhìn vợ đang nằm lên người mình mà không khỏi nhéo mũi nàng nói, thật ra anh rất vui, đặc biệt là lúc này. Anh, anh không cần phải trói buộc mình như vậy, ông nói ai cũng không phải là tướng quân trăm trận trăm thắng cũng phải có lúc thất bại anh cũng đừng lo chỉ cần kiên cường vượt qua giai đoạn khó khăn như vậy tất cả sẽ tốt hơn anh thật sự không có vấn đề gì cả vương tử quân vỗ vỗ gương mặt nhỏ nhắn của vợ rồi khẽ nói tử quân em biết rõ anh là người kiên cường nhưng chúng ta là vợ chồng em hy vọng khi anh gặp khó khăn anh nên để em chia sẻ và cùng đối mặt mạc tiểu bắc nói giọng điệu cực kỳ kiên định anh thật sự không có chuyện gì sau khi ôm nhau trò chuyện được nửa giờ vương tử quân thật sự bị sự cố chấp của mạc tiểu bắc đánh bại hắn sờ soạng ra thịt của nàng cơ thể lại có phản ứng hắn do dự một chút sau đó khẽ nói lúc này anh thật sự có chút buồn bực vừa rồi vừa rồi em chỉ lấy mất một nửa nếu như bây giờ lấy hết anh cảm thấy sẽ càng thoải mái hơn khi Vương Tử Quân nói xong thì bầu không khí trong phòng có vẻ yên lặng. Hắn cảm thấy cơ thể vợ mình có chút run rẩy, hắn thầm nghĩ mình cũng không nên quá phận, chuyện kia làm nhiều cũng không hay. Nhưng khi Vương Tử Quân đang suy nghĩ rối loạn thì chợt nghe Mạc Tiểu Bắc thì thào nói chuyện này. Theo sách thì cũng không tốt, chúng ta nên để sáng mai. Mạc Tiểu Bắc giống như hoàn thành hạng mục công tác quan trọng nhất của mình, nàng khẽ thiếp đi. Vương tử quân vốn cực kỳ sảng khoái nhưng lại căn bản là khó ngủ, hắn ôm lấy vợ, sau đó không nhịn được thầm nghĩ, thật ra anh rất vui với sự kiện kia. chương 1363, một mây đen áp thành, hai bên nhìn nhau tươi cười hớn hở. Sáng sớm sau khi phá lệ cho Tiểu Hà lái xe đưa Tiểu Bảo Nhi và Mạc Tiểu Bắc đi đến trường và đi làm, Vương Tử Quân phấn chấn tinh thần đi đến phòng làm việc của mình. Khi hắn ngồi vào vị trí của mình thì Trì Hoa Trục cầm một văn kiện đi vào. Sau khi đưa văn kiện cho Vương Tử Quân, hắn báo cáo vài tình huống, sau đó mới an ủi, "Trưởng phòng Vương, có một số việc ngài không nên đặt nặng trong lòng, xưa nay chỉ cần thay đổi chuyện gì là luôn cực kỳ khó khăn, chưa nói đến những thứ khác, ví dụ như chuyện Vương An Thạch." Vương Tử Quân nghe những lời thao thao bất tuyệt của Trì Hoa Trục mà căn bản cúi đầu không nói gì, hắn rất muốn cắt đứt lời Trì Hoa Trục nói cho đối phương biết mình cũng không phải đang rất mất hứng sau khi trì hoa trục rời khỏi phòng lòng điền hỷ nhanh chóng đến báo cáo công tác thật ra văn kiện đưa đến cũng chỉ là báo cáo công tác khảo hạch được hắn nói rõ ràng cho vương tử quân vào ngày hôm qua hắn đặt văn kiện lên bàn rồi trầm giọng nói trưởng phòng vương có một số việc ngài không nên đặt nặng trong lòng dù khảo hạch lần này có kết quả như vậy Thế nhưng đây chỉ là bắt đầu, tôi cảm thấy chúng ta chỉ cần toàn lực thúc đẩy thì công tác sẽ ngày càng tốt hơn. Ngày hôm nay có không ít người có quan hệ không tệ gọi điện thoại đến, nội dung chủ yếu chính là an ủi hắn. Phần lớn đều nói có chút sai lầm không là vấn đề gì lớn, biết đâu sau đó lại là hy vọng lớn. Vương Tử Quân ứng phó với những cuộc điện thoại này mà không khỏi sinh ra cảm giác khó hiểu, hắn dù thế nào cũng không ngờ mọi người giống như đều đã biết rõ kết quả sự việc rồi vậy. 10 giờ thì Vương Tử Quân nhận được điện thoại của Khuất Trấn Hưng, thư ký Khuất Trấn Hưng luôn nói lời cực kỳ khách khí, cuối cùng mới nói bí thư Diệp mời Vương Tử Quân đến gặp mặt. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống rồi cầm văn kiện của mình đi đến phòng làm việc của bí thư Diệp thừa dân. Khi hắn đi đến văn phòng thường ủy tỉnh ủy, hắn vừa hay gặp mặt Diêu Trung Tắc đi xuống cầu thang. Diêu Trung Tắc thấy Vương Tử Quân thì nở nụ cười sáng lạn, hắn nhanh chóng tiến lên rồi vươn tay nói, trưởng phòng Tử Quân, dạo này nhìn anh có vẻ hơi gầy thì phải. Vương tử quân căn bản biết rõ thể trọng của mình, hắn biết gần đây vì mình siêng tập thể dục mà căn bản tăng thêm một cân. Thịt ra nằm trên người mình, diêu trung tắc anh sao lại biết tôi gầy đi được. Khi vương tử quân chuẩn bị giải thích một câu thì diêu trung tắc đã vỗ vỗ vai hắn như đại ca gặp em út, tử quân, tôi nói với anh nhé. Có một số việc tuy làm cho người ta cực kỳ tức giận nhưng anh nhất định phải giữ vững tâm tình của mình. Anh không nên nổi nóng, như vậy là rất không hay. Vương Tử Quân cảm nhận được lực lượng truyền đến từ bàn tay của Diêu Trung Tắc, hắn cảm thấy rất khó hiểu, vì mình cũng không thật sự mất hứng giống như lời nói của Diêu Trung Tắc. Tử Quân, thắng bại là chuyện thường tình của binh gia, anh không nên quá đặt nặng trong lòng. Hơn nữa sự kiện xuất hiện tình huống này cũng có một phần trách nhiệm của tôi. Trong phòng làm việc của Diệp thừa dân, lúc này Diệp thừa dân đang đặt một ly trà ngon xuống trước mặt Vương Tử Quân đang nở nụ cười an ủi Vương Tử Quân. Vương Tử Quân hôm nay nghe quá nhiều lời an ủi, lúc này căn bản càng không biết nói gì hơn với lời an ủi của Vương Tử Quân. Hắn nhìn gương mặt của Diệp thừa dân, thế là khẽ nói, "Bí thư Diệp, chuyện này thật ra không?" "Tôi biết rõ, phương diện cải cách nhân sự không có liên quan đến nhiều vấn đề mới là lạ. Hai ngày nữa tôi sẽ tổ chức một hội nghị, sẽ tiến hành phê bình khi xuất hiện tình huống này." căn bản sẽ cho ra vài chỉ thị, nghiêm khắc về bình cảnh cáo. Diệp thừa dân không chờ vương tử quân nói xong thì khoát tay cản lại, sau đó nói tiếp. Vương tử quân nhìn vẻ mặt nghiêm trang của Diệp thừa dân, hắn cảm thấy có chút cảm động. Diệp thừa dân căn bản tổ chức hội nghị về cải cách nhân sự trong tỉnh, đó là muốn chia sẻ với trách nhiệm của mình. Hắn có chút trầm ngâm, hắn cảm thấy mình nên nói rõ cho bí thư Diệp biết, bí thư Diệp, thật ra tôi cảm thấy kết quả này là không tồi sau nửa giờ nói chuyện thì trên mặt Diệp Thừa Dân luôn xuất hiện nụ cười, khi tiến chân Vương Tử Quân ra khỏi phòng thì lão cười nói, trưởng phòng Tử Quân nói không sai, kết quả này thật sự không tệ. Trong đơn vị có nhiều tin tức được cho là bí mật thế nhưng căn bản được truyền đi còn nhanh hơn những thông tin bình thường. Kết quả khảo hạch lần này căn bản giống như được gió cuốn đi khắp Nam Giang, những người quan tâm đến cải cách nhân sự lần này càng trừng mắt lên nhìn co những án mây giang dần được nâng lên không tiếng động, không ít người oán thầm về phương án cải cách nhân sự của Vương Tử Quân đang tiến hành chê bai, bắt đầu truyền bá những thông tin không hay. Khi những thông tin này truyền đến tai mọi người, nội dung của nó chỉ có một, đó là Vương Tử Quân sẽ là chim gãy cánh ở Nam Giang. Khi mà đủ mọi lời nghị luận được cho ra lò, phòng tổ chức tỉnh ủy Nam Giang cho ra thông báo, sẽ tổ chức hội nghị toàn thể công tác tổ chức trong tỉnh. Yêu cầu tất cả các trưởng phòng tổ chức các thành phố phải tham gia. Cải cách nhân sự đã tụ tập được nhiều ánh mắt chú tâm theo dõi, bây giờ tất cả ánh mắt lại chuyển sang hội nghị công tác tổ chức lần này. Rất nhiều người muốn xem Vương Tử Quân sẽ nói gì khi nhận được kết quả quá tốt vừa rồi. Hội nghị công tác tổ chức căn bản không phải là thứ gì lớn lao trong tỉnh, tuy các vị trưởng phòng tổ chức các thành phố trong tỉnh đều là các lãnh đạo có vị thế và quyền uy thế nhưng vẫn kém so với chủ tịch và bí thư thị ủy. Nếu hội nghị chỉ có trưởng phòng tổ chức tham gia, như vậy sẽ kém hơn so với các hội nghị của các vị chủ tịch hoặc bí thư thị ủy. Hội nghị lần này căn bản khá u ám, vì rất nhiều người cho rằng tâm tình của trưởng phòng vương là không vui, thế cho nên đám người đến rất sớm, chỉ sợ đến muộn sẽ bị phê bình. Anh Lưu, anh nói xem trưởng phòng vương có nổi giận phát huy hay không? lưu giang đào vừa ngồi xuống thì hỏi vị trưởng phòng tổ chức ô phổ là lật hiển tinh ở bên cạnh anh đúng là kẻ dối trá bây giờ tôi đang rất lo lắng khi làm báo cáo thống kê thì chủ tịch mạnh có nói qua yêu cầu tôi thật sự cầu thị nhưng sự việc bây giờ làm cho chủ tịch vương khó xuống đài tôi cảm thấy khả năng mình là người chịu tội thay cực kỳ lớn lật hiển tinh lắc đầu rồi dùng giọng lo lắng nói lưu giang đào biết rõ lời nói của lật hiển tinh cực kỳ đúng đắn Tuy vương tử quân bây giờ là người bị kẹp giữa không chung trong cải cách nhân sự, thế nhưng dù sao cũng là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy. Nếu như vương tử quân phê bình người nào ở hội nghị lần này, chỉ sợ người kia cũng chỉ có thể lắng nghe mà thôi. chương 1363, 2, người đèn áp thành, hai bên nhìn nhau tươi cười hớn hở. Hơn nữa người đến tham gia hội nghị lần này có kẻ nào tâm tình bình thản. Không có việc gì, nhiều lắm cũng chỉ là phê bình một chút mà thôi biết đâu sau vài ngày sẽ tốt hơn lưu giang đào vỗ vỗ vai của lật hiển tinh sau đó dùng giọng có chút mờ mịt nói lật hiển tinh là người thông minh hắn nhanh chóng hiểu rõ ý nghĩ của lưu giang đào sự kiện hôm qua gặp mặt người kia lại lóe lên trong đầu hắn thế là hắn đốt điếu thuốc rồi cười cười nói hy vọng là như thế tuy hội nghị còn chưa bắt đầu thế nhưng nhân viên tới lui rất bận rộn chẳng qua bầu không khí đè nén đã áp chế cả hội nghị lãnh đạo đến không biết ai nói một câu như vậy mà bầu không khí ồn ào nhanh chóng trở nên yên tĩnh từng ánh mắt nhìn về phía đài chủ tịch nhìn người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi xuống vị trí chính giữa mặc dù gương mặt người kia treo nụ cười nhàn nhạt, nhạt thế nhưng nụ cười này lại làm cho tâm tư nhiều người chợt lạnh lẽo vương tử quân không gọi mình lên mắng đấy chứ nếu thật sự bị điểm danh như vậy sẽ là ảnh hưởng không tốt với mình. Dù sao thì chuyện này cũng không ra thể thống gì, mặc dù mọi người đều tham gia, thế nhưng mình bị gọi lên thì sẽ là kẻ bị tội thay, cực kỳ khó chịu. Vì vậy lúc này kỷ luật hội nghị là cực kỳ tốt, đám người quyền cao chức trọng ngồi bên dưới không phát ra âm thanh nào giống hệt như học sinh tiểu học. Vương Tử Quân là thường ủy tỉnh ủy, trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, hắn vững vàng ngồi ở vị trí giữa đài chủ tịch, Ánh mắt hắn rơi lên người đám cán bộ bên dưới. Khi nào ánh mắt hắn chuyển sang một người nào đó, người này sẽ nhanh chóng co rút người giống như gặp phải hung thần ác sát. Vương Tử Quân căn bản hiểu rõ đám trưởng phòng tổ chức này đang nghĩ gì, tuy hắn hiểu nhưng vẫn liên tục đảo mắt nhìn đám người bên dưới, liên tục đảo qua gương mặt từng người. Sau khi phó trưởng phòng Long Biền Hỷ tiến lên thông báo công tác khảo hạch cán bộ, lúc này phó phòng Triệu Kỳ Tường chủ tri hội nghị chợt trầm giọng nói. Lúc này mời thường ủy tỉnh ủy, trưởng phòng tổ chức Vương Tử Quân phát biểu vài lời. Triệu Kỳ Tường còn chưa nói hết lời thì tiếng vỗ tay đã vang lên, lúc đầu chỉ là một vài tiếng đơn lẻ, ngay sau đó thì ai cũng vỗ tay, căn bản là cực kỳ nhiệt liệt. Đám trưởng phòng tổ chức thị ủy nơi đây căn bản luôn lo sợ Vương Tử Quân gọi tên mình, thế nên ai cũng tình nguyện làm con chuột chui vào hang, không muốn mình là người đầu tiên được gọi tên vì có tâm lý như vậy nên khi đám người bên dưới vỗ tay dùng lực rất mạnh chỉ sợ làm cho trưởng phòng vương mất vui cảm thấy mất mặt thế là càng nổi giận dậy bảo kẻ không may biết đâu lại là mình lúc này vương tử quân sẽ căn bản không cho bất kỳ người nào cơ hội nói lý lẽ tiếng vỗ tay như sấm vang lên một phút sau đó vương tử quân nghe không lọt tai hắn vung tay lên áp chế cuối cùng mới dừng lại vương tử quân gõ vào micro thử âm lượng sau đó nụ cười trên mặt giống như thật sự sáng lạn vì tiếng vỗ tay của mọi người, hắn cười nói, tôi cảm thấy mọi người vỗ tay vì khảo hạch có được thành tích cao độ cũng không là vấn đề gì, thế nhưng chúng ta cũng không nên quá ồn ào ảnh hưởng đến người khác. Chúng ta cũng nên dừng lại, nếu không chủ tịch Kim đang tổ chức hội nghị ở bên cạnh sẽ chạy sang cho tôi biết tay mất. Vương Tử Quân nói một câu chuyện cười nhưng không ai dám cười, thậm chí là bọn họ càng thêm lo lắng nhóm người mình rõ ràng là làm cho vương tử quân mất mặt lúc này chỉ sợ sẽ khó vượt qua bây giờ thì tốt quá bọn họ lại vỗ tay giống như ăn mừng kết quả khảo hạch người nào cũng biết kết quả khảo hạch lần này cực kỳ làm khó vương tử quân thậm chí có thể nói làm cho vương tử quân cực kỳ khốn khổ khi mà tâm tình của người ta không được tốt thì cũng không làm ra những trò quá lố đám người bên dưới cúi đầu rất thấp bọn họ không muốn ngẩng đầu lên vì sợ bị vương tử quân điểm danh. Dù sao thì bọn họ vỗ tay xem như đủ châm chọc vương tử quân, lúc này thật sự càng thêm mắc tội. Cũng không ai tình nguyện đưa đầu ra cho người ta chém. Tôi có thể hiểu vì sao mọi người vui mừng vì kết quả khảo hạch lần này, nói thật thì tôi là thượng cấp của các anh, tôi cũng cực kỳ vui vẻ vì thành tích có được vào lúc này. Điều này nói rõ điều gì? Chính là bầu không khí của cán bộ trong tỉnh Nam Giang chúng ta căn bản là quá tốt, Ai cũng có thể làm tốt công tác của mình, nói rõ ban ngành tổ chức của tỉnh Nam Giang là cực kỳ phấn chấn. Giọng nói khen ngợi của Vương Tử Quân cũng không cần áp chế, thế cho nên lọt vài tai mọi người cực kỳ rõ ràng, ai cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nhưng vẻ mặt của đám người cũng cực kỳ cổ quái, vì bọn họ cảm thấy bí thư Vương giống như đang rót mật vào lòng người. Để xem, lát nữa sẽ gọi người đứng lên mắng cho mà xem. Vì hội nghị hôm nay là một hội nghị mắng người. Lật Hiển Tinh là trưởng phòng tổ chức thị ủy, hắn đã làm tốt công tác tiếp nhận lời phê bình của lãnh đạo, hắn biết rõ mạnh trí đạo sẽ không nói lời hay cho mình trước mặt Vương Tử Quân. Sau khi nhận được kết quả khảo hạch nửa năm thì tôi căn bản là vui mừng ngủ không yên. Nếu tối hôm đó không vì không muốn quấy rầy lãnh đạo, tôi đã gọi điện thoại thông báo tin tức này cho Chủ tịch Trử và Bí Thư Diệp rồi. Vương Tử Quân cũng không quan tâm đến suy nghĩ của đám người trưởng phòng tổ chức thị ủy bên dưới, hắn thay đổi chủ đề rồi nói tiếp, nhưng tôi chặn xúc động này của mình lại, tôi biết rõ hai vị lãnh đạo nghỉ ngơi cũng không dễ dàng gì, cũng không nên quấy dày, như vậy không phải là quá không hay sao. Lưu Giang Đào cảm thấy có gì đó là lạ, hắn cảm thấy phản ứng của vương tử quân cứ như bình thường, nhưng càng nghe càng không giống. Hắn đã cảm thấy có gì đó không đúng, thế nhưng nghĩ mãi mà không nói nên lời nhưng lưu giang đào chỉ biết cúi đầu ghi nhớ những lời nói của vương tử quân khi trong đầu hắn đang tìm ra vài manh mối chợt nghe vương tử quân trầm giọng nói có một thành tích khảo hạch vĩ đại như vậy tôi cảm thấy nó không xa rời sự cố gắng của các vị đang ngồi nơi đây tôi căn bản chưa tới hiện trường thế nhưng vì căn bản cảm thấy tỉnh nam giang phát triển không thể nào không chú trọng sự cống hiến của mọi người có công thì thưởng đây chính là quy củ khó thể nào chối bỏ được lúc này thành tích của mọi người là cực kỳ tốt nhưng nếu cứ ném bỏ đó cũng không hay vương tử quân nói đến đây thì dừng lại một chút rồi lớn tiếng nói dựa theo phương án cải cách nhân sự của phòng tổ chức tỉnh ủy bây giờ tôi sẽ báo kết quả lên cho hội nghị thường ủy tỉnh ủy sẽ xếp ba vị lãnh đạo đảng ủy của ba thành phố đứng đầu trong thành tích khảo hạch vào hàng ngũ cán bộ kế tục sẽ tiến hành đề cử cho ban tổ chức trung ương những đồng chí này căn bản là có năng lực có thành tích cao vời nếu như không được đề bạt thì căn bản là sai lầm lớn. chương 1365, kiếm sắc ra khỏi vỏ chĩa vào tim người. Mặt khác tôi còn chuẩn bị công bố thành tích khảo hạch và danh sách các vị lãnh đạo chủ yếu của thành phố khảo hạch ra bên ngoài, tiến hành dán thông báo công bố ở khắp các thành phố trong tỉnh, nhiệm vụ này phải được hoàn thành trong 2 ngày. Ban thưởng, dán thông báo công bố, hai tin tức này làm cho đám người ngồi bên giữ oi không khỏi ngẩng đầu lên, Đám người ngồi đây không phải là kẻ ngốc, bọn họ nghe thấy lời nói của Vương Tử Quân, biết rõ Vương Tử Quân đang muốn làm gì. Tuy bọn họ là những người đứng chung một trận tuyến, thế nhưng nếu những thành tích kia được cho lên báo, cán bộ lãnh đạo thành phố được cho vào hàng ngũ hậu bị, như vậy sẽ làm cho lòng người lạnh lẽo. Dù sao thì tỉnh ủy cũng có nhiều chức vị, các vị bí thư thị ủy cạnh tranh với nhau rất mạnh mẽ nhưng có người đi trước có người đi sau, căn bản cũng có thứ tự. Lúc này Vương Tử Quân lên tiếng làm cho những gì mà đám người bên dưới vất vả làm ra không còn tác dụng. Căn cứ vào kết quả khảo hạch lần này, đó là ai cho ra thành tích tốt cũng không dùng làm gì cả, thế nhưng lúc này lại khác, những kẻ cho ra báo cáo quá tốt lại có cơ hội cực kỳ tốt để tiến lên. Mặc dù đám người bên dưới cảm thấy biện pháp của Vương Tử Quân là cực kỳ không tốt, thế nhưng lúc này không ai không suy nghĩ, chỉ sợ chỉ có vài vị lãnh đạo được tiến lên như diều gặp gió mà thôi tất nhiên tiến lên cũng là vì cho ra một báo cáo gạt người. Sự kiện tiếp tục phát triển sẽ làm cho người ta sinh ra cảm giác ghen ghét, dù là thể xác hay tinh thần cũng bị ảnh hưởng. Thế là cuối cùng sẽ có vài thông tin bị dò dỉ ra, cuối cùng vài thành phố đứng đầu sẽ bị người ta cùng nhau công kích. Lưu Giang Đào tuy đã nghĩ đến kết quả cuối cùng thế nhưng tay chân vẫn lạnh như băng, hắn căn bản mình không có biện pháp nào với kết quả này. Nhâm tâm chính là thứ khó đánh giá nhất. Tuy nhiều người biết rõ nhiều chuyện khơi ra là sẽ chết, thế nên bọn họ không nhịn được phải kéo nhau chết chùm. Đồng thời tỉnh ủy sẽ tiến hành ban thưởng các trưởng phòng tổ chức các thành phố có thành tích tốt nhất, tuy bây giờ không cho ra hứa hẹn gì, thế nhưng sau này đến tiến hành điều chỉnh nhân sự, những đồng chí này sẽ có đặc quyền được đề cử ưu tiên. Lưu Giang đào đi ra khỏi phòng họp mà không khỏi choáng váng mặt mày. Dù sao thì những gì Vương Tử Quân nói ra khỏi miệng căn bản phá vỡ tất cả tính toán nguyên bản của hắn. Hắn cảm thấy Vương Tử Quân một là lùi bước, hai là tức giận lên tiếng với xu thế vây công của mọi người, thế nhưng hắn lại không ngờ Vương Tử Quân cười ha hả tiếp nhận kết quả kia. Bây giờ Vương Tử Quân tiến hành ban thưởng các thành phố có thành tích vĩ đại, ví dụ như thành phố Lộc Hồ, nhân số cán bộ vĩ đại đã vượt qua 35%. Trưởng phòng Lưu nhìn lãnh đạo của chúng ta kìa hì hì hi. lật hiển tinh đi đến bên cạnh lưu giang đào hắn nở nụ cười khổ sở nói lưu giang đào biết lật hiển tinh cười khổ vì cái gì rõ ràng lật hiển tinh cũng hiểu vương tử quân muốn làm gì nhưng biết là một chuyện có thể xử lý tốt làm cho người ta không ghen ghét hay không lại là chuyện khác dù sao thì nhân tâm cũng là cực kỳ ích kỷ cho dù lưu giang đào và lật hiển tinh có nhịn được thì người khác sẽ thế nào đám cán bộ cấp phó sở ở các thành phố còn lại sẽ tình nguyện nhìn vị trí vốn thuộc về mình thế nhưng vì một cái thành tích lừa gạt mà nhường cho người khác sao. Người nào cũng vì lợi ích của mình, dù đám người kia biết rõ có cảm bẫy vẫn tình nguyện chạy đến. Cho dù bọn họ bị bẫy dập đánh cho đầu rơi máu chảy, thế nhưng bọn họ cũng không chịu ném quyền lợi của mình cho người khác. Khi hai người lật hiển tinh và Lưu Giang Đào đang cảm khái, đột nhiên thấy hai nhân viên công tác đi dán thông báo, Lưu Giang Đào nhìn mà cảm thấy không thoải mái, tuy hắn sớm biết được kết quả, thế nhưng khi thấy vị trí của thành phố Đông Hồng là thứ hai từ dưới lên, thế là không khỏi cảm thấy nóng mặt. Dù tất cả mọi người đều biết đây là cái gì, thế nhưng lại không khỏi cảm thấy nóng mặt, cảm thấy bị thương. Thành phố Đông Hồng là tỉnh thành, yêu cầu cực kỳ cao ở phương diện xử lý công và ý thức của cán bộ, tuy chưa thể nói là có vị trí đứng đầu, thế nhưng cũng không nên quá rơi rớt về phía sau. Nếu như chỉ là mọi người thầm hiểu về kết quả khảo hạch lần này, Lưu Giang Đào cũng không quan tâm. Nhưng Vương Tử Quân lại trực tiếp liên hệ thành tích lần này với phương diện đề cử cán bộ, thế nên áp lực của Lưu Giang Đào là cực kỳ lớn. Trước đây cán bộ thành phố Đông Hồng căn bản dễ được tiến lên, vì dù xoa thì bọn họ cũng là người ở gần ủy ban nhân dân tỉnh và tỉnh ủy, dù ai làm trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy cũng nên quan tâm đến thành phố tỉnh thành hơn một chút. Nhưng bây giờ thì khác, Phương Tử Quân ban thưởng theo kết quả khảo hạch, làm cho nhiều lãnh đạo nói không nên lời. Người nào không biết kết quả này là bọn họ liên hợp ra tay, nhưng ai tình nguyện làm rõ vấn đề này. Vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tương lai của cán bộ trong địa phương mình, điều này làm cho Lưu Giang Đào cảm thấy đau cả đầu. Khi Lưu Giang Đào cảm thấy khó hiểu thì bên cạnh có người thở gấp, hắn quay lại nhìn, người kia không ai xa lạ chính là trưởng phòng tổ chức trình diệu ấn của thành phố Lộc Hồ có thành tích cao nhất. Đầu trình diệu ấn vốn có chút hít tóc, bây giờ nhìn qua càng trống hoang trống hoác. Anh Trình, lần này chúc mừng anh. Lưu Giang Đào biết những lời này dễ làm tổn thương hòa khí giữa hai bên, thế nhưng hắn vẫn không nhịn được dùng giọng ghen ghét nói. Trình Diệu Ấn lại liếm liếm môi, trưởng phòng Lưu, có gì tốt mà chúc mừng, thành phố chúng tôi là chim đầu đàn của sự kiện này, chỉ sợ sẽ hỏng việc. Lưu Giang Đào biết Trình Diệu Ấn nói sự thật, hắn vốn có tâm lý thỏ khóc cáo, bây giờ nhanh chóng vỗ vai Trình Diệu Ấn rồi nói lời an ủi, sẽ không có chuyện gì. Thật ra ngay cả Lưu Giang Đào cũng không tin lời nói của mình, vừa rồi mình nhịn không được còn mỉa mai Trình Diệu Ấn, đừng nói là những người khác. Phải biết rằng cả người khác tiên lên là thâm cừu đại hận, tuy nhiều người thầm hiểu nhưng sự việc diễn ra thì cực kỳ khó chi ui. Mọi người thầm nói to nhỏ với nhau, Vương tử quân đi ra khỏi phòng họp, hắn nhìn thoáng qua bên này, sau đó đi về phía phòng làm việc của mình. Lưu Giang đào nhìn hình bóng vương tử quân bỏ đi, hắn không khỏi thầm nghĩ không phải những thứ này do vương tử quân tạo ra đấy chứ. Nếu không với thủ đoạn của vương tử quân, sao lại để cho các thành phố tạo ra cục diện như thế này được? Khi Lưu Giang Đào đang thầm suy đoán thì Vương Tử Quân gọi Long Điền Hỷ vào phòng làm việc của mình, hắn nói lúc này đang đề cử nhân tuyển cho vị trí giám đốc sở giao thông công tránh. Ý của tôi là phải căn cứ vào thành tích khảo hạch của các thành phố, ưu tiên cho thành phố nào đi đầu. Như vậy cũng cổ vũ các thành phố tiên tiến, thúc giục mọi người làm tốt công tác của mình. chương 1366, một vương giả khoe đạo, chính giả khoe kết giao, võ giả khoe mưu. Khi tổ chức hội nghị thì Long Điền Hỷ xem như đã hiểu được tâm ý của Vương Tử Quân, Căn bản cảm thấy biện pháp của trưởng phòng Vương khá là hung ác, trên cơ bản có thể đẩy ba thành phố đứng đầu lên kệ nướng. Nhưng mãi khi Vương Tử Quân nói ra những sắp xếp này, hắn mới chợt hiểu tàn nhẫn nhất vẫn là chiêu thức này. Phòng tổ chức tỉnh ủy đã có đề cử cho vị trí giám đốc sở giao thông công tránh, chính là phó bí thư thị ủy Đông Hồng là Lộ Lục Thông, dựa theo ý chỉ hiện tại của Vương Tử Quân, căn bản rơi vào trong tay cán bộ thành phố Lộc Hồ điều này sao có thể làm cho La Tấn Thương nuốt trôi cơn tức. Phải biết rằng vào lúc ban đầu khi tiến hành khảo sát sơ bộ thì La Tấn Thương căn bản cảm thấy cực kỳ mừng rỡ vì vị trí này của mình. Lúc này theo sắp xếp của Vương Tử Quân thì khả năng hắn tiến lên sẽ không còn. Trưởng phòng Vương, phó bí thư trịnh của thành phố Lộc Hồ đã đến tuổi về hưu, nếu như để cho anh ấy tiến lên làm phó giám đốc sở giao thông công tránh, cơ bản là không thể công tác được bao lâu nữa. Long Điền Hỷ trầm ngâm dây lát rồi quyết định nói lời thật lòng. Vương Tử Quân cười khoát tay áo, hắn đưa ra một tư liệu cho Long Điền Hỷ, tôi chưa nói sẽ đẩy anh Trịnh Tiến lên, ý của tôi là để cho Lý Thuận Khanh là phó chủ tịch thành phố Lộc Hồ Tiến lên giữ chức vụ này. Đồng chí Lý Thuận Khanh đã công tác ở vị trí hiện tại hơn 5 năm, lý lịch không kém ai. Hơn nữa đồng chí này công tác cực kỳ có tinh thần, thành phố Lộc Hồ lại là người đứng đầu trong danh sách khảo hạch cán bộ lần này, chúng ta cần phải căn cứ vào đó để đề bạt cán bộ. Nếu nói để cho phó bí thư trịnh danh đạt của thành phố Lộc Hồ tiến lên, như vậy La Tấn Thương chủ yếu cực kỳ căm phẫn, nhưng nếu cho Lý Thuận Khanh tiến lên, như vậy Long Điền Hỷ cho rằng La Tấn Thương sẽ tức chết. Tuy La Tấn Thương là cán bộ cấp giám đốc sở, thế nhưng thực quyền của một người là phó bí thư và giám đốc sở giao thông công tránh vẫn có chút tranh lệch, thế cho nên hắn mong muốn vị trí ở sở giao thông công tránh cũng không phải ngày một ngày hai. Nếu như vì nguyên nhân này mà La Tấn Thương căn bản không thể tiến lên, ngược lại một người mà trước nay hắn không thèm quan tâm đã thay thế mình, điều này làm sao có thể hắn chịu nổi. Trong đầu lóe lên những ý nghĩ như vậy, Long Điền Hỷ hiểu ý nghĩ của Vương Tử Quân, hắn gật đầu nói, trưởng phòng, tôi cảm thấy có thể đề cử đồng chí Lý Thuận Khanh. Khi thấy Long Điền Hỷ hiểu ý nghĩ của mình thì Vương Tử Quân khẽ nở nụ cười thỏa mãn, hắn trầm ngâm một lát rồi nói, anh cho văn phòng làm ra một văn kiện theo đúng tinh thần của tôi trên hội nghị hôm nay, yêu cầu phòng tổ chức các cấp cần phải tích cực quán triệt tinh thần văn kiện, ở phương diện đề bạt cán bộ cần phải xem xét vào ưu khuyết điểm khảo hạch cán bộ của từng địa phương cụ thể. Vương Tử Quân nói xong sắp xếp của mình thì cũng không nói gì thêm, lòng điền hỉ nghe mà không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Trưởng phòng Vương làm như vậy rõ ràng là ép người nhảy lầu. Nếu như văn kiện này được đưa xuống bên dưới, như vậy dù cho vương tử quân có ra đi thứ này cũng giống như vòng kim cô buộc lên đầu mọi người trưởng phòng vương tôi sẽ đi ngay long điền hỉ thầm cảm thán về sự cay độc của vương tử quân thế nhưng hắn cũng cảm thấy nếu như vương tử quân không làm như vậy cũng thật sự phải xin lỗi người ta khi long điền hỉ rời đi thì vương tử quân bắt đầu gọi điện thoại người ở đầu dây bên kia cực kỳ coi trọng vương tử quân sau khi nói với vương tử quân là tất cả đã chuẩn bị tốt thì cúp điện thoại lưu giang đào rời khỏi phòng họp thì đi về phòng làm việc của mình sau khi suy xét nguyên nhân hậu quả một lượt hắn gọi điện thoại cho đậu minh đường để báo cáo chi tiết tình hình hội nghị hôm nay đậu minh đường là thường ủy tỉnh ủy bí thư thị ủy đông hồng có một số việc cực kỳ mẫn cảm mà người thường khó thể so sánh được hắn đã ý thức được phương tử quân đang quay giáo phản kích trong sự kiện này nhưng đậu minh đường cũng không tỏ thái độ với báo cáo của lưu giang đào hắn chỉ nói một câu biết rồi sau đó cúp điện thoại. Một câu biết rồi hời hợt của Đậu Minh Đường rơi vào trong tai làm cho Lưu Giang Đào cảm thấy cực kỳ không nỡ. Nhưng hắn cảm thấy tạm thời không có gì liên quan đến mình, thế nên cũng không quá quan tâm. Vào lúc tan tầm thì Lưu Giang Đào đi trên hành lang và vừa vặn gặp mặt phó bí thư thị ủy La Tấn Thương. Lúc này La Tấn Thương sắp tiến lên làm giám đốc sở giao thông công tránh, hắn căn bản cực kỳ có ý nghĩ muốn kết giao với bí thư La. Vì vậy khi thấy đối phương thì hắn tươi cười như hoa nói: "Bí thư La, hôm nay ngài có rảnh không? Tôi muốn cướp chút thời gian để chúc mừng ngài vài ly." Lưu Giang Đào và La Tấn Thương vì được phân công công tác không quá giao nhau thế nên hai bên không có ma sát quá lớn. Hơn nữa La Tấn Thương là người sắp rời đi, quan hệ giữa hai người căn bản có thêm vài xu thế tăng tiến. Dù sao thì người của La Tấn Thương cũng ở lại thành phố Đông Hồng, nếu như muốn quan tâm tốt đến những người này như vậy sự giúp đỡ của lưu giang đào là cực kỳ quan trọng lưu giang đào cho rằng mình dù không thể được dùng cơm với la tấn thương ít nhất cũng có thể nói đùa vài câu nối gần quan hệ nhưng không ngờ sự việc lại nằm ngoài dự đoán của hắn la tấn thương căn bản không cho hắn cơ hội như vậy la tấn thương dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn lưu giang đào sau đó nở nụ cười quái gở nói cùng dùng cơm với trưởng phòng lưu sao ôi tôi cũng ăn không tiêu lưu giang đào nghe la tấn thương nói như vậy mà cảm thấy đầu mình như bị người ta đập vào một viên gạch nhưng hắn không hiểu nguyên nhân căn bản không biết mình đắc tội với vị phó bí thư thị ủy này ở chỗ nào mặc dù lưu giang đào cảm thấy mình không sợ la tấn thương thế nhưng không hiểu vì sao la tấn thương lại nổi giận điều này làm hắn có chút khó chịu dù sao thì có một số việc chú trọng dĩ hòa vi quý giải quyết được thì không nên gây chiến bí thư la ngài đây là khi lưu giang đào đang buồn bực chuẩn bị hỏi thêm hai câu thì la tấn thương hừ lạnh một tiếng hắn xoay người bỏ đi rất nghênh ngang long điền hỉ xấu hổ đứng yên tại chỗ hắn dùng ánh mắt vô thức nhìn chung quanh biểu hiện của la tấn thương làm cho lưu giang đào cảm thấy xấu hổ trong mắt hắn thì la tấn thương không phải là người hành động theo cảm tính không phải kẻ lỗ máng thế nhưng hôm nay sao lại có thái độ như vậy với mình khi lưu giang đào cảm thấy cực kỳ khó hiểu thì có tin tức truyền đến chiều nay trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy vương tử quân đã đi đến nói về phương diện nhân tuyển vị trí giám đốc sở giao thông công tránh với bí thư diệp đã đá một người cực kỳ có hy vọng là la tấn thương ra ngoài vòng tranh chấp nhưng vương tử quân đá la tấn thương ra ngoài thì có liên quan quái quỷ gì đến lưu giang đào hắn lưu giang đào cẩn thận suy xét lại thì biết rõ ngọn nguồn nguyên nhân la tấn thường bị loại chính là vì thành phố đông hồng căn bản có thành tích khảo hạch cán bộ quá kém so với thành phố lộc hồ chuyện này rơi vào trong tai làm cho lưu giang đào sinh ra cảm giác như sắp tan vỡ đây là cái quái gì vậy hắn làm trò không bằng người khác thế là phải chịu tội siêu trung tắc quay lại phòng làm việc của mình hắn cảm thấy cực kỳ đè nén văn kiện nắm trong tay dính đầy mồ hôi hắn căn bản cảm thấy chưa hết giận thế là nhét văn kiện vào trong ngăn bàn. Siêu Trung Tắc căn bản là người tỏ thái độ giúp đỡ phương án cải cách nhân sự được tiến hành trong tỉnh, mặc dù giúp đỡ như vậy là có ý nghĩa gì thì ai cũng biết rõ, thế nhưng dù nói thế nào thì hắn cũng bày ra hình tượng chú trọng đại cục, cực kỳ quan tâm đến công tác nhân sự. Khi hắn đang chuẩn bị hưởng thụ thành quả ủng hộ của mình, không ngờ Vương Tử Quân lại đi nước cờ như vậy, kết quả này căn bản nằm ngoài dự kiến của hắn chương 1366, 2, vương giả khoe đạo, chính giả khoe kết giao, võ giả khoe mưu. Khi tiếp nhận kết quả khảo hạch cán bộ của các thành phố trong tỉnh thì Diêu Trung Tắc căn bản là cực kỳ vui sướng, tâm tình thoải mái cực điểm. Lúc bắt đầu thì Diêu Trung Tắc cho rằng Vương Tử Quân sẽ buông tha cải cách nhân sự khi tiếp nhận báo cáo khảo hạch của các thành phố, nhưng khi hắn chuẩn bị tiến hành quy nạp sự việc theo hướng có lợi cho mình, hắn lại giật mình phát hiện đối phương căn bản là quá bình tâm tĩnh khí cực kỳ ẩn giấu vương tử quân thực tế là ông say không phải vì rượu ý nghĩ sâu xa cất giấu rất sâu siêu trung tác cảm thấy cực kỳ nén giận với chiêu thức của vương tử quân đồng thời không khỏi cực kỳ bội phục vương tử quân đúng là người dám nghĩ dám làm ra tay không theo quy luật đối phương đang tuyên chiến hơn nữa còn là tuyên chiến với số đông vương tử quân rõ ràng đang nói với mọi người không phải các anh định chơi tôi sao? Ông đây sẽ không ngại tiếp chiêu. Hơn nữa người này ra chiêu đường đường chính chính, cũng không tin những người kia có thể là tường thành bền vững với thời gian. Siêu trung tắc đến bây giờ cũng không đám nghĩ là những người kia sẽ bền vững như sắt thép. Vì trong quan trường xưa nay chưa từng có tình hữu nghị chính thức, nếu muốn đúc một nhóm người thành không sắt thì cực kỳ khó khăn. Nhân tâm khác biệt, ai cũng có gương mặt của mình, Chẳng qua cùng truy cầu lợi ích mà đứng chung hàng ngũ, mới tụ tập lại một chỗ, phấn đấu cùng một mục tiêu. Mọi người đều có lợi ích của cá nhân, khi nào có cơ hội sẽ coi người ta là đối thủ sinh tử, sẽ dồn đối phương vào chỗ chết. Đám người kia sẽ dắt tay nhau, sẽ tạo nên tường thành vững chắc sao? Căn bản là mơ ngủ. Hơn nữa quan trường giống như một ngọn tháp vàng, càng lên cao càng khó đi, vị trí còn lại càng ít rất nhiều người lợi dụng khi người khác không chú tâm mà đưa chân mình ra, ngáng chân đối phương, sau đó chính mình nắm lấy cơ hội để tiến lên. Những chuyện này Diêu Trung Tắc cũng từng trải qua, thế nên hiểu rất rõ. Diêu Trung Tắc lúc này thật sự cảm động lây với đòn phản công của Vương Tử Quân, người này làm như vậy căn bản đưa một số người lên đầu sóng ngọn gió. Khi Diêu Trung Tắc đang cảm thấy cực kỳ bó tay với đòn phản công của Vương Tử Quân, lúc này Vương Tử Quân đã ra đòn thứ hai vị trí giám đốc sở giao thông công tránh đã có nhân tuyển rất tốt, người có tiếng hô cao nhất và có hy vọng 10 phần chính là La Tấn Thương, nhưng ngay sau đó lại đổi thành Lý Thuận Khanh. Tuy nói về lý lịch, bàn về thành tích, thậm chí là sự quan trọng của vị trí hiện tại thì Lý Thuận Khanh căn bản kém xa La Tấn Thương, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến phương diện Vương Tử Quân đề cử Lý Thuận Khanh tiến lên. Hơn nữa khi hắn báo cáo với bí thư diệp thừa dân, còn lớn tiếng la hét, nhất định phải tôn trọng kết quả khảo hạch cán bộ giữa năm, yêu cầu tỉnh ủy khi sử dụng cán bộ thì phải chú trọng vào kết quả khảo hạch cán bộ của các địa phương. Mặc dù Diêu Trung Tắc cực kỳ cố gắng lên tiếng trong phòng làm việc của bí thư Diệp Thừa Dân, Trọng điểm cường điệu những phương diện vĩ đại của La Tấn Thương so với Lý Thuận Khanh, thế nhưng cũng không làm gì hơn được. Vương Tử Quân dùng kết quả khảo hạch cán bộ để làm một cái khiên cực kỳ tốt cho mình, dù là giao kiếm gì cũng không đánh vào được, mưa gió không thể phả vào dù diêu trung tắc có nói cái gì thì vương tử quân cũng giơ cái khiên này lên bình tĩnh đối phó làm cho diêu trung tắc căn bản không thể nào nói hơn được nữa diêu trung tắc cực kỳ tức giận nhưng không dám biểu hiện ra khi đối mặt với hành vi này của vương tử quân cuối cùng diệp thừa dân vỗ bàn nói là sự kiện này cần phải xem trọng kết quả khảo hạch cán bộ giữa năm yêu cầu sau này khi điều động cán bộ cần phải nghiêng về phía các thành phố có kết quả khảo hạch cán bộ vĩ đại cao nhất khảo hạch cán bộ chỉ là một thủ đoạn, nhưng nếu được chú trọng như vậy thì sẽ làm cho các thành phố bị thúc giục. Khi nói đến những điều này thì Diệp Thừa Dân giống như quên đi sự khác biệt của thành phố Lộc Hồ và Đông Hồng, giống như thành phố Lộc Hồ còn mạnh mẽ hơn cả Đông Hồng. Lúc này biện pháp tốt nhất không phải là nghĩ phương pháp đánh vào mặt Vương Tử Quân, mà phải là tuyệt đối không thể để cho Vương Tử Quân đánh vỡ trạng thái liên minh của người bên mình. Nếu muốn làm tốt công tác này, Diêu Trung Tắc cần phải trấn an những người bên dưới đang đi theo mình. Từ góc độ của Diêu Trung Tắc thì hắn không tin La Tấn Thương nhìn không ra âm mưu của sự kiện này, nhưng nhìn thấy rõ vấn đề nhưng tâm tư thế nào, có bình tâm tĩnh khí tiếp nhận hay không lại là một việc hoàn toàn khác. La Tấn Thương căn bản không thể nào làm gì được Vương Tử Quân, thế nhưng sẽ tuyệt đối không lưu tình với một người chiếm vị trí của mình là Lý Thuận Khanh. Người cướp vị trí của mình trong quan trường thật sự giống như thủ giết cha cướp vợ. Siêu Trung Tác do dự một chút, sau đó tìm được số điện thoại của La Tấn Thương trong sổ điện thoại. Hắn có quan hệ không tệ với La Tấn Thương, khi La Tấn Thương sắp tiến lên vị trí giám đốc sở giao thông công tránh, người kia cũng thường xuyên đi đến phòng làm việc của mình để tranh thủ trợ giúp. Sau khi áp chế tâm tình của mình, Diêu Trung Tác gọi điện thoại cho La Tấn Thương sau khi nghe được giọng nói của la tấn thương diêu trung tắc trầm giọng nói chào bí thư la tôi là diêu trung tắc chúng ta trò chuyện một lát được không sau khi nghe được giọng nói của diêu trung tắc giọng điệu của la tấn thương có thêm một chút nịnh nọt sau khi nói vài lời khách khí la tấn thương hỏi xem bí thư diêu có dặn dò gì với mình hay không diêu trung tắc cũng không đi đường vòng với la tấn thương hắn đi thẳng vào vấn đề bí thư tấn thương tôi biết rõ phương điện điều động nhân sự cho vị trí giám đốc sở giao thông lần này căn bản là có chút không công bằng với anh, nhưng sự việc này đã được tỉnh ủy cho ra quyết định, tôi hy vọng anh nên mở rộng lòng dạ, tiếp tục ném nhiệt tình vào công tác của mình. Tỉnh ủy sẽ không xem nhẹ sự cố gắng của các đồng chí, sẽ không làm cho các đồng chí vùi đầu vào công tác cảm thấy có hại. Nói trắng ra thì lời nói lúc này của Diêu Trung Tắc không thể gọi là mờ mịt, hắn đã nói tỉnh ủy không làm cho các đồng chí đang vùi đầu vào công tác bị hại hắn tin tưởng la tấn thương nghe và hiểu mình đang nói gì la tấn thương quả nhiên là người thông minh hắn báo cáo tư tưởng cho bí thư diêu sau đó trầm giọng nói bí thư diêu ngài cứ yên tâm tôi bày tỏ rõ ràng với ngài tôi sẽ là người thắng không kiêu bại không nản trước sau tôi sẽ luôn cố gắng lớn nhất để triển khai mở rộng công tác của mình sau khi nói vài câu thì Diêu Trung Tắc cảm thấy mình đã thu phục được La Tấn Thương, thế là nói khi nào có thời gian thì hai bên cùng đi câu cá, cuối cùng cúp điện thoại. Khi Diêu Trung Tắc thở dài một hơi thì điện thoại vang lên. Hắn nhìn số điện thoại gọi đến, thế là trong đầu hiện lên hình ảnh bí thư hậu đại hảo của thành phố Lộc Hồ. Diêu Trung Tắc cảm thấy hậu đại hảo là một cây kim, nhưng cây kim này cũng không nên đâm vào người mình. Nếu như thành phố Lộc Hồ không tự vẽ ra thành tích quá tốt, như vậy diêu trung tắc có cần phải gọi điện thoại trần an la tấn thương hay không bí thư hậu các anh làm quá tốt công tác của mình bây giờ các thành phố trong tỉnh đều phải hướng về phía lộc hồ để học tập sau khi nối thông điện thoại thì diêu trung tắc không nhịn được vung dao đâm hậu đại hảo hậu đại hảo nhanh chóng mở miệng kêu oan bí thư diêu thành phố lộc hồ chúng tôi bị oan tôi cảm thấy vương tử quân đang xem lộc hồ là bia ngắm bắn khi mà thành phố chúng tôi được cho là điển hình khảo hạch cán bộ, tôi cảm thấy ánh mắt của các thành phố khác nhìn về phía mình rất khác lạ. Buổi sáng khi tan tầm thì có không ít người gọi điện thoại đến chúc mừng tôi, tôi thật sự là ăn quả đắng không nói nên lời. Bí thư Diêu, ngài nói xem bây giờ tôi nên làm gì bây giờ. Chương 1367, một gió thổi mây tuôn. Lời nói của hậu đại hảo làm cho Diêu Trung Tắc không khỏi thầm nghĩ, anh bây giờ hỏi tôi nên làm gì sao? Anh thích làm gì thì làm. Tuy trong lòng cực kỳ căm tức nhưng Diêu Trung Tắc cũng không thể không quan tâm đến hậu đại hảo. Hắn trầm ngâm dây lát rồi khẽ nói, bí thư hậu, tôi còn phải chúc mừng thành phố Lộc Hồ các anh. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, thành phố Lộc Hồ các anh sẽ có một vị cán bộ tiến lên làm giám đốc sở giao thông công tránh. Hậu đại hảo chợt ngây cả người, hắn biết Diêu Trung Tắc cũng không nói đùa, thế là Jun giọng nói, bí thư diêu, nếu như ngài để tôi tiến lên làm giám đốc sở giao thông công tránh, tôi nhất định sẽ không phụ lòng bồi dưỡng của ngài, thật sự rất tốt. Hậu đại hảo nghĩ rằng người có thể tranh chấp với La Tấn Thương ở vị trí giám đốc sở giao thông công tránh ngoài mình ra chỉ có chủ tịch thành phố mà thôi. Vị chủ tịch kia vừa mới đến nhận công tác ở Lộc Hồ, căn bản không có khả năng lại được điều động, nhưng hắn là chim đầu đàn, khả năng hắn tiến lên là rất lớn sở giao thông căn bản là đơn vị quan trọng của tỉnh Nam Giang, căn bản không kém so với vị trí bí thư thị ủy Lộc Hồ. Hừ, một vị trí giám đốc sở giao thông công tránh nho nhỏ nào đáng cho bí thư Hầu Anh phải nhọc lòng. Ngài phải được xếp vào trong nhóm cán bộ hậu bị của tỉnh Nam Giang. Mặc dù Diêu Trung Tắc biết rõ hậu đại hảo cũng không tình nguyện ở sự kiện này, thế nhưng hắn cũng không nhịn được muốn đâm chọc đối phương vài cái, có thể thấy oán niệm trong lòng hắn với sự kiện này là như thế nào. Tôi nói cho anh biết, nói cho đồng chí Lý Thuận Khanh của thành phố các anh chuẩn bị một chút, phòng tổ chức tỉnh ủy sẽ đến khảo sát anh ấy, sẽ đưa anh ấy từ vị trí phó chủ tịch thường vụ thành phố Lộc Hồ Tiến lên làm giám đốc sở giao thông công tránh, căn bản là quá tốt cho các anh rồi. Trái tim của hậu đại hảo chợt kéo lên cuống học, hắn tất nhiên biết rõ nếu Lý Thuận Khanh được điều động, như vậy sự việc là quá lớn. Chỉ là sự kiện này hầu như phải dẫm lên đầu la tấn thương mới được. Tuy La Tấn Thương là phó bí thư thị ủy Đông Hồng, thế nhưng người ta có cấp bậc giám đốc sở, còn Lý Thuận Khanh căn bản là quá kém. Bây giờ vì một sự kiện mà người ta coi rằng đó là lừa gạt đùa giỡn, thế nhưng La Tấn Thương lại mất đi vị trí mơ ước của mình, những chuyện này dù đặt lên người kẻ nào cũng căn bản không thể chịu nổi. Cho dù anh là người cực kỳ hào sảng thoải mái, bụng có thể chống thuyền chán có thể phi ngựa thì cũng không thể nào có tâm tình tiếp nhận sự kiện nhiệt ngã này được. La Tấn Thương chắc chắn không chút vui sướng, như vậy La Tấn Thương sẽ để cho Lý Thuận Khanh vui sướng tiến lên sao? Hậu đại hảo chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, từng sự kiện phân công công tác của Lý Thuận Khanh chợt lóe lên trong đầu hắn. Hắn là bí thư thị ủy Lộc Hồ, hắn biết rõ thành tích của Lý Thuận Khanh, cũng biết được nhược điểm của người này. Nếu để cho Lý Thuận Khanh tiến lên, có một số việc căn bản không thể nào nói cho rõ ràng. Hắn trầm ngâm dây lát, sau đó trầm giọng nói với đầu dây bên kia, "Bí thư Diêu, tôi cảm thấy Lý Thuận Khanh không thích hợp, anh ấy." "Được rồi, anh thấy không thích hợp cũng vô ký, quan trọng là sau này tất cả phương diện đề bạt cán bộ trong tỉnh sẽ được nghiêng về phía các thành phố có thành tích vĩ đại khi khảo hạch cán bộ." Siêu Trung Tắc hiểu hậu đại hảo muốn nói gì, hắn không khách khí cắt ngang lời của đối phương, sau đó trầm giọng nói, "Bí thư Tấn Thương là người hiểu rõ nguyên tắc." biết chú trọng đại cục, anh nên thu lại phần tâm tư của mình. Anh nên nói rõ ràng với Lý Thuận Khanh, để anh ấy chuẩn bị tư tưởng. Hậu đại hảo vui vẻ đồng ý một tiếng, khi hắn chuẩn bị báo cáo thêm vài hạng mục công tác cho Diêu Trung Tắc, lúc này Diêu Trung Tắc bên kia đã cúp máy. Sau khi cúp điện thoại với hậu đại hảo, điện thoại của Diêu Trung Tắc hầu như biến thành đường dây nóng, đủ mọi cuộc điện thoại gọi đến. Những cuộc điện thoại này đến từ những người khác nhau, thế nhưng mục đích của bọn họ chỉ có một, đó là căn bản cực kỳ không hài lòng với thành tích khảo hạch nửa năm. Mặc dù bọn họ nói cực kỳ ẩn giấu, thế nhưng Diêu Trung Tắc sao không nghe rõ những âm thanh lao sao bên trong. Lợi ích thật sự động đến nhân tâm của con người. siêu Trung Tắc thầm cảm khái, sau khi hắn mở miệng trấn an những người gọi điện thoại đến cho mình, hắn cảm thấy mình cực kỳ mệt mỏi. Tiểu Lô là một nhân viên công tác của văn phòng thường ủy, có thể nói công tác của hắn cực kỳ có thể diện. Nhưng bản thân hắn lại hiểu rõ công tác của mình có độ nặng nhẹ thế nào. Tuy mỗi ngày hắn đi đến phòng làm việc của Bí Thư Diêu hai ba lần, thế nhưng trong thời gian nửa năm công tác ở nơi này thì hắn căn a bờn chưa từng được thấy Bí Thư Diêu có mặt trong phòng. Nguyên nhân của nó là gì thì rất đơn giản, vì nhiệm vụ công tác của Tiểu Lô ở văn phòng thường ủy chính là phụ trách công tác quét dọn vệ sinh và làm tạp vụ trong phòng làm việc của Bí Thư Diêu. Sáng sớm đi làm thì Tiểu Lô nhanh chóng mở điều hòa trong phòng làm việc của Bí thư Diêu, sau đó nhanh chóng lau nền nhà. Hắn muốn đảm bảo khi mà Bí thư Diêu đi vào trong phòng làm việc, tất cả đã được quét dọn sạch sẽ, vì thế mà hắn cực kỳ nắm chắc thời gian. Cũng may Tiểu Lô làm cực kỳ tốt công tác của mình, mỗi ngày chỉ cần bỏ ra 10 phút là có thể xử lý tất cả công tác dọn vệ sinh trong phòng làm việc của Bí thư Diêu sau khi làm xong công tác dọn dẹp thì hắn lấy báo chí cung kính đặt lên bàn hắn nhìn chiếc ghế làm việc chưa có ai ngồi lên hắn cảm thấy nơi này cực kỳ uy nghiêm tuy đó chỉ là một chiếc ghế bình thường của lãnh đạo tỉnh ủy thế nhưng nó đại biểu cho vị lãnh đạo đứng hàng thứ ba trong tỉnh nam giang bây giờ tiểu lô đứng bên cạnh chiếc ghế này thế nhưng khoảng cách giữa hắn với chủ nhân của chiếc ghế căn bản là xa ngàn dặm tiểu lô lau bàn tay của mình Hắn chuẩn bị rời khỏi gian phòng làm mình bị đè nén này. Khi hắn chuẩn bị rời đi, đột nhiên cánh tay không cẩn thận động vào một tờ báo trên bàn. Tiểu Lô nhìn tờ báo rơi xuống đất mà không khỏi cảm thấy khủng hoảng. Tuy đây không phải là chuyện gì lớn, thế nhưng nếu để cho trưởng ban biết được thì mình căn bản sẽ bị phê bình cực kỳ nghiêm khắc. Trước khi nhận công tác này thì trưởng ban từng nói cho hắn nghe một câu cực kỳ có ý nghĩa, đó là Tiểu Lô cậu nên cố gắng nỗ lực nhưng ý nghĩa của nó là gì thì không cần nói cũng hiểu. Nghe nói mỗi một vật của lãnh đạo đều đã được đánh dấu đặc biệt, người ngoài nhìn vào không hiểu, thế nhưng chỉ cần anh chạm vào thì người ta liếc mắt sẽ nhận ra ngay. Vì thế mà những gì của lãnh đạo đều được hắn chú ý cao độ, chưa từng động tay vào. Tiểu Lô căn bản đã biết quá rõ tính tình của trưởng ban, đó là người này chỉ hận không thể coi những sắp xếp của lãnh đạo là thánh chỉ để chạy đi thực hiện. Chỉ cần lãnh đạo lên tiếng, như vậy sẽ được xử lý cực kỳ chu đáo, dù là một chuyện nhỏ nhặt nhưng sẽ được chú trọng và cho ra động tính cực kỳ lớn. Tiểu Lô vừa nghĩ như vậy vừa quỳ xuống đất, nhanh chóng lấy tờ báo đặt lại lên bàn, sau đó mới thở dài một hơi, may mà không ai phát hiện ra, nếu không thì cực kỳ phiền toái. Khi Tiểu Lô chuẩn bị đi ra, hắn chợt đưa mắt nhìn qua tờ báo, sau đó cầm lên xem, thì ra là báo Đại Quang. Đây là một tờ báo truyền thông chính thống hầu như trên mặt bàn làm việc của vị lãnh đạo nào cũng có một tờ thế này. chương 1367, 2, Gió thổi mây tuôn. Ủa, thành phố Lộc Hồ có chuyện gì sao? Tiểu Lô nhìn nội dung bài báo mà không khỏi cảm thấy bất ngờ. Đây là một bài viết không quá dài, nhưng tác giả bài viết lại cực kỳ có trình độ, câu chữ viết ra có thể giết người, Nội dung chủ yếu là châm chọc tình huống một công trình giao thông vừa được thành phố Lộc Hồ cho vào sử dụng được 3 tháng đã hư hại cực kỳ nghiêm trọng. Trên bài báo còn có hình ảnh rõ ràng, mặt đường căn bản là gồ ghề khó coi, theo lời nói của dân chúng thì chỉ cần trời mưa sẽ làm cho con đường biến thành vũng bùn. Trước kia nơi này là một hồ rộng, thành phố Lộc Hồ có xây dựng một chiếc cầu bắc qua, thế nhưng cầu được xây với cốt tre, người nào nhìn qua cũng giật mình không thôi. Tiểu Lô nhìn bài báo mà hiểu rõ vấn đề, chỉ sợ vị lãnh đạo chủ quản khối giao thông của thành phố Lộc Hồ sẽ gặp chuyện không may. Nhưng hắn cũng không quan tâm đến điều này, vì trước kia từng có vị lãnh đạo phòng giao thông của một thành phố trong tỉnh gặp vấn đề rồi ngã xuống, thế nhưng người sau đó tiến lên thay thế lại tiếp tục ngã xuống, thế cho nên sự kiện này căn bản không đáng là gì. Sau khi đặt tờ báo xuống, Tiểu Lô lưu luyến rời khỏi phòng làm việc của Bí Thư Diêu đối với hắn thì xem như đã hoàn thành công tác cực kỳ đúng giờ. Khi tiểu lô buông tờ báo ra, ở thành phố Lộc Hồ cách đó vài trăm km cũng có một người đang đọc báo, là một nhân viên công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố. Người này cầm lấy tờ báo đọc qua thì sinh ra cảm giác cực kỳ kinh hoàng. hắn nghĩ nghĩ thế nào rồi cầm điện thoại lên. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Phó Chủ tịch Thường vụ Lý Thuận Khanh, người gọi điện thoại đến cảm thấy tâm tình của Chủ tịch Lý là cực kỳ tốt, vì khi hắn tự giới thiệu mình thì chủ tịch Lý còn nở nụ cười vui vẻ hớn hở để chào hỏi ngược lại. Mặc dù chủ tịch Lý tỏ ra cực kỳ thân thiết, thế nhưng người này là một nhân viên công tác bình thường của Ủy ban Nhân dân thành phố Lộc Hồ, hắn biết đó là tập quán bình dị gần gũi của lãnh đạo, mình không nên kích động. Vì vậy hắn cố gắng làm cho mình chấn tĩnh hơn, sau đó báo cáo tin tức vừa được đọc trên báo Đại Quang sau khi báo cáo xong thì đầu dây bên kia căn bản không còn âm thanh nào của chủ tịch lý khi tên nhân viên công tác cho rằng chủ tịch lý bên kia đã cúp điện thoại hắn chợt cảm thấy phía bên kia vang lên tiếng hít vào cực kỳ sâu âm thanh này làm cho tên nhân viên công tác cảm thấy cực kỳ không tốt hắn còn chưa nói lời tạm biệt với chủ tịch lý lúc này chủ tịch lý đã vứt lại một câu tôi biết rồi sau đó chủ tịch lý cúp điện thoại hôm nay tâm tình của Lý Thuận Khanh cực kỳ tốt, mặc dù hắn cảm thấy lo lắng của bí thư thị ủy hậu đại hảo căn bản không là vấn đề gì lớn. Lúc này vị trí giám đốc sở giao thông công tránh đột nhiên rơi xuống, căn bản là một cái bánh ngọt quá lớn với hắn. Lý Thuận Khanh là phó chủ tịch chủ quản công tác giao thông, hắn biết rõ độ nặng của vị trí giám đốc sở giao thông công tránh là thế nào. Những năm qua có không ít người hàng ngày phải chạy về phía sở giao thông công tránh, đừng nói là giám đốc sở, cho dù là phó giám đốc sở thì đám người bọn họ chạy đến đều phải cười tươi đón chào. Lý Thuận Khanh biết rõ người nào sẽ tiến lên làm giám đốc sở giao thông công tránh. Khi hắn đang chuẩn bị chắp phá quan hệ với La Tấn Thương, chuẩn bị nghĩ biện pháp để sau này dễ dàng triển khai mở rộng công tác, không ngờ trời sập xuống, trưởng phòng vương cao cao tại thượng kia lại ném vị trí này cho mình. Tuy Lý Thuận Khanh biết rõ động cơ của trưởng phòng vương là không tinh khiết, thế nhưng cũng giống như không có gì không đúng, chẳng qua đó là đấu tranh của cán bộ cấp cao, mình quan tâm làm gì. Nếu như nói trong đấu tranh có hy sinh và thành quả, như vậy hắn là thành quả trong đấu tranh lần này, nhưng chẳng qua thành quả này quá bất ngờ. Hậu Đại Hảo và La Tấn Thương có thể là người gặp không may, thế nhưng hắn không quan tâm, vì hắn sẽ được tiến lên làm giám đốc sở giao thông công tránh nhưng Lý Thuận Khanh lại không ngờ tâm tình vui sướng của mình không được duy trì bao lâu thì những đòn tấn công mạnh mẽ đã kéo đến. Tuy hắn không biết người tấn công mình là thần thánh phương nào, thế nhưng thế công quá chính thống, đánh thẳng vào đúng nhược điểm của hắn. Công trình cầu đường kia có tình huống thế nào thì Lý Thuận Khanh căn bản là hiểu quá rõ. Lúc này việc cấp bách là phải tự bảo vệ mình, hắn phải nghĩ biện pháp để áp chế vụ này xuống vũng bùn, nếu không thì căn bản là phiền toái lớn. Hắn Bót nát điếu thuốc trong tay, sau đó hắn gọi điện thoại cho bí thư hậu đại hảo. "Bí thư hậu, tôi có chuyện gấp cần báo cáo với anh." Sau khi nối thông điện thoại thì Lý Thuận Khanh cũng không có tâm tư khách sáo với huyện Hồ Đông, hắn đi thẳng vào vấn đề nói. "Con bà nó, tôi biết rồi." Sáu chữ này chính là câu trả lời thuyết phục của Hậu Đại Hảo cho Lý Thuận Khanh. Khi Lý Thuận Khanh gọi điện thoại đến một lần nữa, lúc này điện thoại của Hậu Đại Hảo đang bận. Lý Thuận Khanh nghe những tiếng tút tút mà tâm tình không khỏi trầm xuống, hắn đã ý thức được huyện hồ đông bên kia đang tránh né mình, không, phải nói rằng bây giờ hậu đại hảo đang cố gắng chuẩn bị để sau này ném mình vào vực sâu thăm thẳm. Lý Thuận Khanh nghĩ đến đây mà không khỏi cảm thấy toàn thân run rẩy, lúc này hắn cảm thấy mình cách địa ngục không quá xa, thế là hai tay cực kỳ run rẩy. Hắn là người chìm nổi quan trường cũng khá lâu năm, căn bản cho rằng mình đầy đủ cơ trí và dũng khí có thể bình tâm tĩnh khí, bình thản ung dung, thế nhưng lúc này sự việc kéo đến, hắn cảm thấy những thứ kia không thể nào có được nữa. Thần tiên đánh nhau ai thắng ai bại thì Lý Thuận Khanh không quan tâm, thế nhưng hắn là người sẽ gặp tai họa, sẽ rơi xuống vực sâu ngàn trường. Mình nên làm gì bây giờ? Lý Thuận Khanh không quan tâm đến phương diện ai đang chơi mình, nhưng người lo lắng nhất lúc này chính là Hậu Đại Hảo. Từ tối qua đến nay Hậu Đại Hảo trên cơ bản không thể ngủ, hắn cứ mãi trần chọc, càng nghĩ càng cảm thấy sự việc náo loạn quá lớn, vương tử quân nắm lộc hồ ra làm bia ngắm, chắc chắn sẽ không có kết cục gì tốt đẹp. Vô tình hậu đại hảo cực kỳ căm hận vương tử quân, tất cả các thành phố đều ngăn cản phương án cải cách nhân sự của anh, anh không có bản lĩnh đối phó với bọn họ sao? Cớ gì cứ mãi nắm lấy tôi? Chẳng lẽ vương tử quân anh cho rằng hậu đại hảo tôi là quả hồng mềm thích làm gì thì làm? hậu đại hảo cực kỳ khí phách khi ghi hận vương tử quân ở sự kiện này nhưng đáng tiếc là hắn dám nghĩ mà không dám làm hắn nói ra những lời cực kỳ khí phách và cảm thấy hết giận thế nhưng hắn chỉ dám nói trong lòng sau khi khuyên bảo chính mình một phen sau đó đành phải cố gắng tiêu hóa như nuốt cứt vào bụng cảm giác này căn bản không dễ chịu cho bất kỳ người nào khi hậu đại hảo cảm thấy mình bị người ta cho lên chảo nóng khi mình bị lửa thiêu sắp chín thì lý thuận khanh gọi điện thoại đến Cuộc điện thoại này làm cho hắn giật mình, cũng có chút thoải mái. Giống như một người đang bị áp chế khó thể thở nổi, bây giờ đột nhiên có người lấy đi gánh nặng của mình, thế là tâm tình chợt trở nên cực kỳ tốt đẹp. Sau khi ý thức được Lý Thuận Khanh sẽ gặp chuyện không may, Hậu Đại Hảo không do dự mà cắt đứt liên lạc với đối phương. Hắn không có tình cảm sâu đậm với Lý Thuận Khanh, cũng tự tin rằng trong tay Lý Thuận Khanh không có thứ gì gây bất lợi cho mình thế nên biện pháp tốt nhất vào lúc này là tỏ thái độ không có chút tình cảm gì với đối phương. Không, thậm chí là phải rút ra kinh nghiệm xương máu, phải nhanh chóng cho ra hành động quân pháp bất vị thân. Hậu đại hảo đặt điện thoại xuống mà cảm thấy nghi hoặc là ai đang thúc đẩy chuyện của Lý Thuận Khanh. chương 1368 hưu chết về tay ai? Long tranh hổ đấu. Khi nghĩ về chuyện của Lý Thuận Khanh, hậu đại hảo nghĩ ngay đến người đầu tiên là Vương Tử Quân. Dù sao thì vị trưởng phòng này ra tay sẽ cực kỳ hợp lý, nhưng có một vấn đề làm hắn cảm thấy nghi hoặc, chính là vị trưởng phòng Vương này đến tỉnh Nam Giang còn chưa quá lâu, căn bản cũng không thể hiểu rõ chuyện ở thành phố Lộc Hồ mình như vậy được. Dựa theo những gì hắn hiểu về Vương Tử Quân, người này cũng không phải kẻ trời sinh lỗ máng, chuyện này nếu như không nắm chắc, sao có thể mạo hiểm được? Nếu không phải là Vương Tử Quân thì sẽ là ai? Chẳng lẽ là La Tấn Thương sao? phải biết rằng ngoài vương tử quân thì một người khác có khả năng làm ra chuyện này chính là La Tấn Thương. Mặc dù La Tấn Thương là phó bí thư thị ủy Đông Hồng, thế nhưng công tác trong Nam Giang nhiều năm, có thể nói là dâu rìa nhạy cảm. Chỉ có thể là La Tấn Thương mới có thể ra tay chuẩn và ác với Lý Thuận Khanh như vậy được. Sau khi khó thể xác định là ai ra tay, hậu đại hảo quyết định gọi điện thoại báo cáo cho bí thư Diêu. Hắn bấm số điện thoại của Diêu Trung Tắc, muốn báo cáo một chút, nhưng diêu trung tắc cũng không nghe máy người nghe điện thoại chính là thư ký của diêu trung tắc hơn nữa chỉ nói ra bốn chữ bí thư đang bận đang bận như vậy là gì đều khó thể nói cho rõ được nhưng lúc này tâm tình của hậu đại hảo giống như rơi vào vết nứt băng tuyết thử nghĩ mà xem có vị lãnh đạo nào mà không bận rộn như điên cả ngày trời đang bận có thể nói là hai chữ biểu hiện trạng thái bề bộn công tác ngoài ra còn có một tác dụng chính là qua loa tắc trách với anh đồng thời cũng nói rõ, không có gì quan trọng thì đừng quấy dày. Hậu đại hảo đau đớn thầm nghĩ, có lẽ bí thư diêu sẽ trốn tránh ở sự kiện này. Lý Thuận Khanh như thế nào thì hậu đại hảo không quan tâm, nhưng dù sao thì Lý Thuận Khanh cũng là thuộc hạ của hắn, đây là sự thật quá rõ ràng. Một củ cải được rút lên sẽ kéo theo một đống bùn đất, còn không biết sự việc liên lụy đến bao nhiêu người. Những chuyện thế này vốn làm cho người ta cảm thấy không thoải mái, hơn nữa căn cứ vào thành tích khảo hạch cán bộ giữa năm, tất cả là một bình rượu độc cho hậu đại hảo. Hừ, con bà nó, rốt cuộc là ai chết? Siêu trung tắc nhìn tờ báo mà không nhịn được cười, bài báo vốn làm cho hắn nhìn vào và đau đầu, thế nhưng lại đang được hắn vung vẫy trong tay. Siêu trung tắc nhìn vào bài báo này mà thấy được nhiều thứ, ví dụ như dụ rắn rời hang, ví dụ như giết gà dọa khỉ, ví dụ như đột phá trọng điểm. Khi đọc bài báo thì Diêu Trung Tắc không khỏi tỏ ra ủng hộ đối thủ của mình, hắn cảm thấy dù để cho chính mình xử lý thì cũng không thể nào có nghệ thuật, đẹp đẽ và trưởng thành hơn đối thủ của mình. Tuy nhìn và hiểu rõ nhưng Diêu Trung Tắc lại biết bây giờ đại cục đã định, chẳng qua hắn cảm thấy khủng hoảng, thế nhưng biết cũng không thay đổi được gì. Hắn cười cũng là vì nghĩ đến một phương diện còn quan trọng hơn. Vừa rồi Diêu Trung Tắc muốn ra tay với người kia, thế nhưng hắn lại quên mất một điều, đó là trong nam giang này người đi theo hắn căn bản là ít hơn so với những người khác. Tuy sự kiện lần này nhằm vào người của Diêu Trung Tắc, thế nhưng hắn lại không thể làm gì hơn được. Hắn là người đã sắp xếp tất cả từ đầu, hắn biết rõ cái gì gọi là lấy đá đập chân mình. Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, vẻ mặt Diêu Trung Tắc có vài phần chờ mong. Hắn cảm thấy trong sự kiện này dù là ai thắng lợi thì chính mình cũng có tiền lời. Nếu như người kia va chạm và thất bại, như vậy quyền nhân sự sẽ được Diêu Trung Tắc thu vào túi của mình. Tất nhiên căn cứ vào phương diện tâm lý, hắn căn bản không muốn người kia thất bại. Dù sao chỉ cần người kia chiến thắng thì cả tỉnh Nam Giang sẽ chấn động lớn, Diêu Trung Tắc sẽ có ngày nổi danh. Có một câu nói thế này, căn bản khắc họa rất đúng, đó là ngồi không hưởng lợi. Phó bí thư tỉnh ủy, đây là một vị trí cực tốt, thế nhưng dù sao cũng chỉ là cấp phó gió mây biến đổi làm cho chính trị của tỉnh Nam Giang có vài phần đè nén, hầu như tất cả ánh mắt đều tập trung ở thành phố Lộc Hồ, chuẩn bị xem phía tỉnh ủy xử lý sự kiện ở Lộc Hồ như thế nào. Tuy sự việc mới chỉ được mở ra một góc, thế nhưng ai nhìn vào cũng hiểu. Lúc này sự việc chĩa vào người phó chủ tịch thường vụ Lý Thuận Khanh của thành phố Lộc Hồ, nếu Lý Thuận Khanh bị xử lý mạnh tay, như vậy sau đó sẽ là bí thư thị ủy hậu đại hảo. Nhưng hai ngày trôi qua, Tỉnh ủy ngoài cho ra chỉ thị yêu cầu khám nghiệm chất lượng hạng mục cầu đường kia, căn bản không cho ra động tác nào khác, điều này làm cho người ta nhìn vào và cảm thấy khó tưởng. Nhưng càng không có hành động nào thì càng làm cho người ta rung động, không biết có bao nhiêu người đang bắt đầu bận rộn chạy qua lại dọn đường cho mình. Vương Tử Quân là nhân vật chính của sự kiện này, hắn căn bản rất nhàn nhã, trên cơ bản không có người nào nói này nọ bên tai của hắn, thế nên thoải mái hơn nhiều những ngày qua thời tiết ở Nam Giang căn bản rất tốt, mặt trời lên cao rực rỡ làm cho người ta cảm thấy không gian tràn đầy sức sống. Hôm nay khi Vương Tử Quân xử lý vài văn kiện trong phòng làm việc của mình, chỉ hoa trục cầm đến một phần báo cáo điều tra đi đến. Trưởng phòng Vương, trải qua kiểm nghiệm của tổ giám sát, cầu đường của thành phố Lộc Hồ không hợp cách, tồn tại vấn đề cắt xén nguyên vật liệu xây dựng. Chỉ hoa trục là một trong những cánh tay chủ lực của Vương Tử Quân, hắn hiểu áp lực của vương tử quân trong sự kiện cải cách nhân sự lần này vì vậy sau khi nhận được báo cáo điều tra hắn nhanh chóng đưa đến phòng làm việc của vương tử quân vương tử quân tiếp nhận báo cáo điều tra nhìn thoáng qua trên mặt lộ ra nụ cười mặc dù nội dung báo cáo điều tra giống như dự đoán của hắn thế nhưng báo cáo này đến sớm một ngày sẽ được công bố sớm hơn một ngày đã đưa bản báo cáo này cho các vị lãnh đạo tỉnh ủy tương quan chưa Vương Tử Quân đặt báo cáo lên bàn rồi khẽ hỏi Trì Hoa Trục. Trì Hoa Trục gật đầu nói, "Trưởng phòng Vương, trước khi đưa đến phòng làm việc của ngài, tôi đã hỏi Tiểu Chu là người có nhiệm vụ đưa văn kiện cho các vị lãnh đạo tỉnh ủy. Cậu ấy nói văn kiện đã được đưa đến cho các vị lãnh đạo theo đúng trình tự, căn bản là các vị lãnh đạo có tương quan đều đã nhận được văn kiện." Vương Tử Quân căn bản rất tán thưởng sự cẩn thận của Trì Hoa Trục. Hắn nhìn Trì Hoa Trục ngồi nghiêm trang trước mặt mình rồi cười nói, "Hoa Trục, cậu cảm thấy nên làm gì với chuyện này?" Trì Hoa Trục không ngờ Vương Tử Quân lại hỏi mình như vậy, hắn cảm thấy kinh ngạc và có chút vui mừng. Lúc này Vương Tử Quân hỏi mình, đây không phải đang ném cho mình cơ hội biểu hiện sao? Hắn nghĩ như vậy, thế là trầm giọng nói, "Trưởng phòng, tôi cảm thấy sự việc liên quan đến cầu đường đã có định luật, chúng ta nên thừa cơ hội để điều tra rõ ràng sự việc." dựng lên bầu không khí tốt đẹp trong hàng ngũ cán bộ tỉnh Nam Giang. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, Trì Hoa Trục cũng còn chưa nói xong nhưng hắn đã hiểu nội dung kế tiếp là gì. Hắn cảm thấy phản ứng của Trì Hoa Trục có chút bảo thủ, thế nhưng cũng xem như dễ hiểu. Dù sao thì xưa nay cấp dưới thông minh thế nào cũng phải thu người dưới lãnh đạo, nếu không dễ dàng làm cho lãnh đạo ghen ghét. Mặc dù Vương Tử Quân không cho rằng mình là người ghen ghét người tài, Thế nhưng sự việc này vẫn phải giả vờ hồ đồ thì tốt hơn. Tốt tốt tút, khi Vương Tử Quân và Trì Hoa Trục đang trao đổi ý kiến về phương diện cải cách nhân sự, lúc này điện thoại của Vương Tử Quân vang lên. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến, thì ra đó là bí thư ủy ban tư pháp Hoắc Quang Lĩnh. Vương Tử Quân khoát tay áo với Trì Hoa Trục, sau khi Trì Hoa Trục rời khỏi phòng thì hắn mới nghe điện thoại, "Bí thư Hoắc, tôi là Vương Tử Quân." Hoác Quang Lĩnh có quan hệ khá tốt với Vương Tử Quân, sau khi nối thông điện thoại thì cười nói, trưởng phòng Vương, anh đã làm cho tôi kiếm được việc làm rồi đấy. Trước mặt người thông minh thì Vương Tử Quân sẽ không trò chuyện theo kiểu che giấu nửa vời, hắn cười nói với Hoác Quang Lĩnh, bí thư Hoác, đây không phải là tôi gây phiền toái cho anh, mà dùng thực tế hành rộng để giúp đỡ công tác của Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy. Anh đến tỉnh Nam Giang và luôn công tác cực kỳ an phận, Lúc này cũng nên thể hiện mũi nhọn một chút. Ha ha ha, Trưởng phòng Tử Quân, anh thật sự chiếm hết tiện nghi của người ta. Tôi đến theo ý của Bí thư Diệp, anh ấy cho rằng sự việc này nên được xử lý thật nghiêm khắc, điều tra nhanh nhất có thể, tôi hy vọng Trưởng phòng Tử Quân có thể giúp đỡ một chút. Chương 1369, một đại cục không thể loạn, chủ lưu không thể ném. Vương Tử Quân cũng không cảm thấy bất ngờ vì lời nói của Hoắc Quang Lĩnh. Dù sao thì người sáng suốt cũng nhìn thấy rõ căn nguyên sự việc nằm ở chỗ mình. Nếu Hoắc Quang Lĩnh muốn sớm làm ra thành tích, như vậy cần phải đi qua cửa ải của mình. Giúp đỡ công tác của bí thư Hoắc chính là nhiệm vụ của tôi, bí thư ngài có gì cần thì cứ nói, tôi tuyệt đối không bao giờ giữ lại. Sau khi Hoắc Quang Lĩnh cúp điện thoại được nửa giờ, Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy đã lập ra tổ chuyên án để xử lý sự kiện cầu đường ở thành phố Lộc Hồ khi một số người ở thành phố Lộc Hồ đang cảm thấy thấp thỏm lo lâu vì tổ chuyên án trên tỉnh ủy, lúc này có một người đi đến cổng ủy ban kỷ luật tỉnh ủy. Người này đi bộ đến, sau khi vào cửa thì bảo vệ đã hỏi ngay, đồng chí, anh tìm ai vậy? Tôi tìm, tìm bí thư hoắc, người kia vốn có tâm sự nặng nề, lúc này thấy bảo vệ hỏi thì ngẩn người, sau đó trầm giọng nói. Tên bảo vệ công tác ở ủy ban kỷ luật lâu năm, hắn tất nhiên sẽ luyện ra cặp mắt tinh anh. Hắn nhìn bộ dạng và cách ăn mặc của đối phương, thấy không giống với một người đến kêu oan bình thường. Nhưng mặc kệ thân phận của người này đặc thù thế nào, hắn cũng không cho đối phương tùy ý đi vào bên trong. Bí thư Hoắc bận rộn nhiều việc, cũng không nhất định ở trong phòng làm việc. Nếu anh muốn gặp mặt Bí thư Hoắc, căn bản là không dễ dàng. Nếu anh có vấn đề gì cần phản ánh, anh có thể đến phòng Văn thư anh đến đó nói rõ tình huống thì căn bản có hiệu quả giống như đến phản ánh vấn đề với bí thư hoắc. Người kia nhìn thoáng qua phòng khách của phòng văn thư, hắn lắc đầu nói anh, làm phiền anh thông báo cho phó bí thư chủ trì công tác một tiếng, nói là chủ tịch Lý Thuận Khanh của thành phố Lộc Hồ có vài vấn đề cần phản ánh. Tên bảo vệ chợt ngây cả người, hắn không ngờ người đến chính là phó chủ tịch thường vụ thành phố Lộc Hồ là Lý Thuận Khanh, đây là một cán bộ cấp bậc phó giáo sư sở. Trước đây những người thế này đến ủy ban kỷ luật tỉnh ủy thì thường cực kỳ uy phong, căn bản có hẹn trước với lãnh đạo, sao bây giờ đối phương lại đi đến với bộ dạng mất hồn mất phía như vậy. Mặc dù cực kỳ nghi hoặc nhưng tên bảo vệ cổng cũng không dám coi thường chuyện này, hắn nhanh chóng gọi điện thoại đi. Vài phút sau có vài nhân viên công tác từ trong văn phòng đi ra, đi đầu chính là một vị chủ nhiệm của phòng giám sát số 2. Người kia thấy Lý Thuận Khanh thì chợt kinh ngạc, sau đó nhanh chóng nở nụ cười sáng lạn chủ tịch lý hoan nghênh hoan nghênh lý vận khanh có quen biết vị chủ nhiệm kia hắn nhìn vài nhân viên công tác đứng bên cạnh sau đó cười khổ một tiếng nói lãnh đạo anh cũng không cần phải nói lời hoan nghênh nếu không phải không còn đường để đi tôi cũng không đến chỗ này của ngài vị chủ nhiệm kia cười cười sau đó trực tiếp đưa lý vận khanh đến phòng làm việc của mình lý vận khanh đi vào ủy ban kỷ luật tỉnh ủy mà cũng không đi ra nhưng tin tức này lại được truyền ra quá nhanh, đó là Lý Vận Khanh chủ động đến ủy ban kỷ luật để khai báo về vấn đề của mình. Tin tức này giống như một đại dịch nhanh chóng lan tràn trong thời gian rất ngắn, hầu như ngay sau đó thì những người có vị trí và thân phận trong tỉnh Nam Giang đều đã biết tin tức này. Đối mặt với tin tức này thì nhiều người chọn phương án bảo trì trầm mặc. những người này đều hiểu đây mới chỉ là bắt đầu, khi mà tấm màn ở thành phố Lộc Hồ bị xé toạc ra, ngay sau đó chính là những câu hỏi về phương diện cải cách nhân sự của thành phố Lộc Hồ. Không ai tin Vương Tử Quân sẽ nương tay ở sự kiện này. Lúc này các thành phố tương quan trong tỉnh cũng đang dùng ánh mắt thỏ khóc cáo để chú tâm quan sát, chờ đợi kết quả của sự việc. Tốt nhất chính là phương án giết gà dọa khỉ, căn bản làm cho biết bao người phải giật mình sợ hãi. Bí thư trịnh trường quảng của thành phố Linh Hà cũng có chút cảm khái, Lúc này hắn cảm thấy may mắn vì thái độ giữ lại của mình ở phương diện khảo hạch cán bộ cuối năm, nếu không thì người không may vào sự kiện này chính là mình. Khi Trịnh Trường Quảng đang chú ý đến những tin tức này, thư ký nhanh chóng đi đến, trong tay cầm một phần tư liệu, lại dùng giọng kinh hoàng báo cáo một tin tức. Sói mòn tài sản công trong công tác cải tạo nhà máy thép Linh Hà. Một bài báo đưa tin về tình huống cải tạo nhà máy thép Linh Hà những gì được viết trong tờ báo căn bản là quá rõ ràng đối với Trịnh Trường Quảng. Trịnh Trường Quảng nhìn những dòng chữ của bài báo mà không khỏi cảm thấy tay chân lạnh buốt, đầu óc choáng váng. Hắn cảm thấy lúc này nhất định có người đối nghịch với mình, nếu không thì sao vào thời điểm mấu chốt thế này sẽ xuất hiện vấn đề. Chẳng lẽ Vương Tử Quân cảm thấy giết thành phố Lộc Hồ là chưa đã tay, thế là phải kéo cả linh hà của mình vào. Rất nhiều ý nghĩ lóe lên trong đầu Trịnh Trường Quảng, Thế là trái tim không khỏi chạy lên cuống họng. Mặc dù Trịnh Trường Quảng cũng không tham dự vào phương diện thay đổi chế độ của công ty Thép Linh Hà, thế nhưng cũng giống như sự kiện ở thành phố Lộc Hồ, nếu bộc phát sẽ nhất định mang theo rất nhiều bùn. Khi đó Trịnh Trường Quảng cũng giống như hậu đại hảo, sẽ phải gánh vác trách nhiệm trên vai. Không chừng vị trí này căn bản không thể nào ngồi được nữa. Tuy bây giờ Vương Tử Quân chưa hẳn là người quyết định đại cục Nam Giang, Thế nhưng cải cách nhân sự là một chính sách cực kỳ quan trọng của tỉnh ủy, chính mình có vấn đề, người bảo vệ mình cũng không còn nhiều. Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, Trịnh Trường Quảng cảm thấy trong lòng đầy oán khí. Khi hắn chuẩn bị ném văn kiện lên bàn, thư ký lại đưa một văn kiện đã được đóng dấu đi đến nói, "Bí thư Trịnh, đây là tình huống về một vài thành phố khác, ngài xem qua một chút." Trịnh Trường Quảng tiện tay nhận lấy xem xét, sau khi nhìn thoáng qua thì ánh mắt dựng ngược lên hắn thấy bên trong có viết tự ý mở rộng diện tích xây dựng của khu dân cư thành phố Lâm Hồ, chuyển đổi sai mục đích sử dụng đất ở thành phố Ô Phổ. Trịnh Trường Quảng nhìn những bài viết này mà đầu óc căng cứng trở nên linh hoạt, hắn xem xét kỹ càng một lượt, sau đó tất cả chợt hiện ra trong lòng. Nếu như nói sự kiện liên quan đến thành phố Lộc Hồ có 8 phần ảnh hưởng của Vương Tử Quân, như vậy chuyện này hắn cảm thấy không liên quan đến Vương Tử Quân. Thực tế thì sự việc này diễn ra, Hắn không tin không có người đang giật dây ở phía sau. Trịnh Trường quảng nghĩ đến những gì đang tồn tại mà không khỏi cảm thấy hai chân lạnh giá. Hắn cảm thấy mình không có tư cách tham gia vào trường đấu tranh này, bây giờ mọi người đều có vấn đề, chủ yếu là phải xem kẻ nào đang giật dây bên trong. Chương 1369 2, đại cục không thể loạn, chủ lưu không thể ném. Thật sự có không ít người có tâm tư giống như Trịnh Trường quảng tâm tính này càng làm cho các thành phố trong tỉnh Nam Giang được bao phủ trong tâm tư táo bạo. Bọn họ đều là người lão luyện trong quan trường, bọn họ đều hiểu lúc này động không bằng tính. Đám lãnh đạo chưa hầu một phương trong tỉnh Nam Giang có thể lấy tính khắc động, thế nhưng một người là bí thư tỉnh ủy như Diệp Thừa Dân thì căn bản không thể nào an tĩnh được. Lúc này lão có thể nói nhìn rõ tất cả, vương tử quân vốn cho ra một hành vi giết gà dọa khỉ, thế nhưng cục diện lúc này là mọi người cùng ra tay xử lý lẫn nhau, căn bản là quá dối. Tuy nhìn qua thì thấy đây là sự kiện mà vương tử quân cung cấp điểm dừng cơ sở, thế nhưng chỉ cần là người không ngốc thì biết cái gì gọi là khó thể nào làm cho nhiều người tức giận. Nếu truy cứu tất cả trách nhiệm của tất cả sự việc đang diễn ra, như vậy kết quả cuối cùng là cực kỳ đáng sợ, dù là Diệp Thừa Dân cũng không thể gánh chịu được. Sau khi suy xét lợi hại thì Diệp Thừa Dân càng phải chú tâm xem xét, sau đó lão gọi Vương Tử Quân vào trong phòng làm việc của mình dù sao thì xử lý chuyện này cũng liên quan trực tiếp đến ý kiến của vương tử quân trưởng phòng tử quân cậu đã xem qua những thông tin trên mặt báo thời gian gần đây chưa diệp thừa dân không thèm khách sáo với vương tử quân khi vương tử quân đi vào trong phòng thì lão trực tiếp nói rõ vấn đề vương tử quân gật đầu nói bí thư diệp tôi đã xem qua diệp thừa dân nhìn gương mặt bình tĩnh của vương tử quân trong lòng càng thêm tán thưởng nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết có bao nhiêu nguy hiểm sau lưng, Vương Tử Quân rốt cuộc ở vào trạng thái như thế nào, nếu anh không có vị trí nhất định thì căn bản không thể nào biết được. Sự kiện lúc này là quá lớn, có thắng lợi nhưng sẽ có rối loạn, nếu thật sự là như vậy thì càng không ra gì. Cậu cảm thấy nên làm gì bây giờ? Diệp Thừa Dân nói ra tám chữ này thì không khỏi nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân, hai mắt giống như nhìn thấu tâm tư của Vương Tử Quân. Bí thư Diệp bây giờ xuất hiện quá nhiều tình huống điều này nói rõ tỉnh nam giang chúng ta phát triển kinh tế và vẫn tồn tại không ít lỗ hồng mặc dù khuyết điểm không che hết ưu điểm thế nhưng nếu không xử lý những vấn đề này sẽ liên quan đến cục diện ổn định phát triển kinh tế của tỉnh thành tích không chạy đi mất nhưng không điều tra vấn đề di thích sẽ không thể nào làm cho đồng chí của mình được trong sạch đồng thời cũng không thể nương tay với những hành vi làm rối loạn trật tự kỷ cương Vương Tử Quân uống một hớp trà rồi dùng ánh mắt nhàn nhạt, nhạt đối diện với Diệp thừa dân. Lúc này Diệp thừa dân cũng không tiếp lời Vương Tử Quân, lão lấy ra hai điếu thuốc, ném cho Vương Tử Quân một điếu, sau đó châm cho mình một điếu. "Trưởng phòng Tử Quân, trước đó rất lâu có một người tặng tôi một câu thế này, chị nước lớn như nấu cá nhỏ." Diệp thừa dân nói rất mơ hồ, thế nhưng ý nghĩa lời nói lại khá rõ ràng. Đó chính là không nên làm loạn đại cục, không nên ném bỏ chủ lưu. Tất nhiên đại cục của sự kiện này chính là kết quả khảo hạch cán bộ giữa năm của tỉnh Nam Giang. Kết quả khảo hạch cán bộ rất tốt, không có vấn đề, nhưng bây giờ mới sau vài ngày thì các thành phố trong tỉnh đều có đủ mọi vấn đề lớn nhỏ. Tuy nó không liên quan trực tiếp đến lãnh đạo đứng đầu thành phố, thế nhưng dù thế nào cũng làm ảnh hưởng thanh danh của các địa phương. Nhưng nếu tỉnh ủy tiến hành xử phạt tất cả các thành phố, như vậy chỉ sợ sẽ xuất hiện tình huống bắn ngược. Diệp thừa dân nói ra điều này cũng chính là hậu quả mà Vương Tử Quân có thể thấy được. Vương Tử Quân hít vào một hơi thuốc, một lúc lâu sau mới nói: "Bí thư Diệp, tôi căn bản không làm tốt công tác khảo hạch cán bộ giữa năm, tôi đã tỏ ra quá lạc quan khi phỏng đoán thế cục của tỉnh nhà." Diệp thừa dân đưa điếu thuốc lên hít vào một hơi. Lần này lão gọi Vương Tử Quân đến phòng của mình, không phải muốn Vương Tử Quân tự phê bình, vì Vương Tử Quân nhận trách nhiệm cũng không giải quyết được gì cũng không phải là thứ mà lão tình nguyện tiếp nhận. Khi Diệp Thừa Dân định mở miệng ngăn can Vương Tử Quân lên tiếng, chợt nghe Vương Tử Quân khẽ nói, vì vậy tôi cảm thấy phải tự phê bình chính mình ở kết quả khảo hạch giữa năm lần này, càng phải rút ra bài học về phương diện tổ chức không chặt chẽ, phải làm ra chuẩn bị để đẩy mạnh công tác cải cách nhân sự. Vương Tử Quân nói đến đây thì dừng lại một chút, bí thư, Tôi cảm thấy sở dĩ xuất hiện tình huống này chính là vì các vị trưởng phòng tổ chức công tác trên địa phương của mình quá lâu. Con người không phải thánh hiền, ai mà không có đủ mọi chuyện tương quan. Vì tiến thêm một bước đẩy mạnh công tác, cũng vì muốn bảo vệ đồng chí của mình, tôi đề nghị tỉnh ủy tiến hành điều động các vị trưởng phòng tổ chức đến nhận nhiệm vụ của nhau, tránh tình huống bọn họ xuất hiện nhiều sai lầm. Điều động nhận nhiệm vụ của nhau những chữ này rơi vào trong tai làm cho Diệp thừa dân thiếu chút nữa thì khạc điếu thuốc ra, thế là một luồng khói cay không khỏi làm cho lão ho khan vài tiếng. Diệp thừa dân là bí thư tỉnh ủy, ánh mắt của lão không phải là người thường có thể so sánh được, có thể nói là cực kỳ cao xa. Vương Tử Quân tuy chỉ cho ra một phương án đơn giản, thế nhưng ý nghĩa của nó là gì thì ai cũng biết. Trong phương diện nhân sự thì người có quyền lực nhất chính là bí thư sau đó mới là phó bí thư và trưởng phòng tổ chức. Lúc này yêu cầu để cho các vị trưởng phòng tổ chức của các thành phố trong tỉnh nhận nhiệm vụ của nhau, như vậy sẽ làm cho đám người kia phải dựa vào phòng tổ chức tỉnh ủy hơn. Tuy chỉ có vài phần nương tựa, thế nhưng vị trí trưởng phòng tổ chức của Vương Tử Quân sẽ được nâng lên cao, do đó tăng cường cải cách nhân sự. Thậm chí khi đó sẽ xuất hiện khả năng mà đám người trưởng phòng tổ chức tuyến dưới tăng cường liên hệ với phòng tổ chức tuyến trên. Mặc dù chỉ có vài chữ thế nhưng muốn phổ biến theo đúng lời nói của Vương tử quân cũng không dễ dàng. Nhưng lúc này lại khác, đám trưởng phòng tổ chức vì kết quả khảo hạch cán bộ ở thành phố của mình mà phải nhận trách nhiệm nặng nề, bây giờ căn bản không dám cho ra ý kiến gì khác. Cũng không ai muốn rời khỏi vị trí hiện tại của mình, nhưng cũng không phải là không thể. Bây giờ sự việc phát triển ra ngoài tầm với, đổi lấy vị trí tương tự ở một thành phố khác như vậy căn bản có thể làm cho đám người kia dễ tiếp nhận hơn. Tất cả đều như vậy sao? Diệp thừa dân nhìn vương tử quân rồi hỏi một câu. Nhưng thành phố Lộc Hồ có hành vi không chịu trách nhiệm ở sự kiện này, tôi cảm thấy có thể tiến hành điều chỉnh ban ngành của thành phố Lộc Hồ. Vương tử quân nhìn Diệp thừa dân rồi dùng giọng cực kỳ kiên định nói. chương 1370, một anh là một liều thuốc độc. Điều chỉnh ban ngành thành phố Lộc Hồ, xem như hạ sát thủ với lộc hồ do đó đạt được hiệu quả phá núi dọa hồ xem ra vương tử quân căn bản không định nương tay với thành phố lộc hồ tử quân cậu có ý kiến gì với phương diện điều chỉnh ban ngành thành phố lâm hồ diệp thừa dân suy tư về vài khả năng sau đó khẽ hỏi vương tử quân vương tử quân cười cười hắn dùng giọng có chút hỗ thẹn nói bí thư diệp nói thật thì những ngày qua trong đầu tôi chỉ là chuyện khảo hạch giữa năm căn bản chưa từng có ý nghĩ về phương diện này. Anh xem, anh có thể vung tay chỉ điểm một chút ở phương diện xử lý vấn đề này không? Diệp thừa dân nghe câu hỏi của Vương Tử Quân mà không khỏi bật cười. Vương Tử Quân rằng co ở trong phòng mình một lúc lâu, thế nhưng ngay cả chuyện này mà cũng không nghĩ ra được. Tất nhiên lão sẽ không tin, nhưng nhìn gương mặt với nụ cười của Vương Tử Quân, lão nào không rõ đây là Vương Tử Quân đang ném một phần lễ lớn cho mình thay đổi ban ngành thành phố Lộc Hồ, nếu không có gì bất ngờ sẽ được chấp hành theo ý mình. Diệp Thừa Dân dù là người trên cơ bản cực kỳ ổn định ở Nam Giang, thế nhưng căn cơ vẫn thiếu hụt. Nếu như lão có thể nắm được thành phố Lộc Hồ trong tay, như vậy sau này dư âm ở tỉnh Nam Giang sẽ càng rộng rãi hơn. Được, tôi sẽ đi bàn với chủ tịch chữ phía bên kia. Diệp Thừa Dân có chút trầm ngâm, sau đó nói ra vài chữ như vậy. Một câu nói hời hợt của Diệp Thừa Dân làm cho Vương Tử Quân cực kỳ vui mừng, vì Diệp Thừa Dân đã đồng ý với chuyện này, thế cho nên cũng đã có phân nửa thành công. Tuy Vương Tử Quân là người nắm thế chủ động, thế nhưng hắn khó thể nào đi thuyết phục được Trử Vận Phong. Bây giờ Diệp Thừa Dân chủ động đi thuyết phục Trử Vận Phong, như vậy đã xem như giải quyết một khó khăn lớn cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân rời khỏi phòng làm việc của Diệp Thừa Dân, hắn cảm thấy rất thoải mái. Tuy sự việc có nhiều phong ba gió lốc, thế nhưng lúc này trên cơ bản được tiến hành theo đúng phương hướng của hắn. Vương tử quân tiến hành cải cách nhân sự, hắn cảm thấy điều quan trọng nhất chính là quá triệt ý chỉ của mình vào trong hàng ngũ cán bộ. Dù thế nào thì vương tử quân đến Nam Giang quá ngắn, tuy đã nắm giữ vị trí trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy trong tay, thế nhưng lại không quá hiểu rõ về đám trưởng phòng tổ chức bên dưới. Nếu như không quán triệt được ý chỉ của mình với đám người này, Vương Tử Quân cảm thấy cực kỳ lo lắng. Vì vậy khi mới bắt đầu công tác cải cách nhân sự, hắn đã nghĩ rất kỹ, sẽ tiến hành điều chỉnh vị trí trưởng phòng tổ chức ở các thành phố trong tỉnh. Nhưng bây giờ chưa là nhiệm kỳ mới, cũng không có chuyện điều động nhân viên số lượng lớn. Cho dù hắn là một tồn tại quyền cao chức trọng ở Nam Giang, thế nhưng cũng không thể cho ra động tác gì quá lớn. Trưởng phòng Tử Quân, bí thư Diệp có ở trong phòng không? Vương Tử Quân rời khỏi khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy, hắn vừa vặn gặp mặt Diêu Trung Tắc. Lúc này Diêu Trung Tắc thấy Vương Tử Quân thì vươn tay, bộ dạng cười tủm tỉm. Vương Tử Quân nhìn rồi nói với Diêu Trung Tắc, bí thư Diệp đang ở trong phòng, tôi vừa từ trong đó đi ra. Nếu ngài có chuyện gì thì bây giờ nên đi đến ngay, có lẽ còn chưa có người nào đi vào. Ha ha, cũng không có chuyện gì, chỉ là có chút tình huống cần liên hệ với anh ấy. Siêu Trung Tắc nói đến đây thì có chút trần chờ công tác luôn xuất hiện nhiều nghi vấn và vấn đề, có vài vấn đề không đáng sợ, thế nhưng chỉ sợ con người quá gian lận, điều này luôn làm cho người ta cảm thấy chán ghét. Vương Tử Quân sóng vài bước với Diêu Trung Tắc, hắn khẽ cười với phòng Quảng Thắng ở một bên, sau đó khẽ nói, bí thư Diêu, chút thủ đoạn nhỏ thì cuối cùng cũng không được cho vào trong bầu, cũng không ra thể thống gì, ngài cũng không nên chấp nhất với những người kia làm gì không chấp nhất đám người bọn họ thì thật sự có vài phần nén giận. Siêu Trung Tắc gật đầu thật mạnh, hắn quét mắt nhìn vẻ mặt của Vương Tử Quân, sau đó chuẩn bị bỏ đi. "Bí thư Diêu, tối nay ngài có thời gian rảnh không?" Vương Tử Quân thấy Diêu Trung Tắc chuẩn bị bỏ đi thì cười nói. Siêu Trung Tắc chưa từng một mình ước hẹn với Vương Tử Quân, bây giờ chợt nghe Vương Tử Quân hỏi tối nay có rảnh không, hắn chợt sững sờ. Hắn nhanh chóng hiểu rõ ý nghĩ của Vương Tử Quân thế nhưng hắn lại cố gắng giả vờ hồ đồ, trưởng phòng tử quân, buổi tối có chuyện gì sao? À, cũng không có gì cả, chỉ là muốn mời bí thư diêu một bữa cơm. Vương tử quân dùng giọng nghiêm trang nói. Siêu trung tắc xoa xoa hai bàn tay rồi trầm giọng nói, trưởng phòng tử quân, nếu như có chuyện gì thì tôi có thể giúp anh được ngay, có gì thì anh cứ nói, để xem tôi có thể cung cấp cho anh được cái gì tham khảo hay không. Cũng không có chuyện gì lớn, chẳng qua bây giờ có chút thoải mái, thế nên muốn mời ngài uống vài ly mà thôi. Vương tử quân nhìn Diêu Trung Tắc rồi dùng giọng thản nhiên nói. Diêu Trung Tắc thấy nụ cười nhàn nhạt trên miệng Vương tử quân có vài phần trào phúng, thế là hắn cười đắc ý nói, tử quân, thật sự xin lỗi, hôm nay trong nhà có đứa cháu đính hôn. Lại tổ chức vào buổi tối, tôi là người phải nể mặt đến tham gia. Tôi đã đồng ý với người ta, không thể chối từ được, nếu không lần sau tôi mời anh nhé vậy thì để lần sau. Vương tử quân mỉm cười dùng giọng tùy ý nói, bí thư siêu, lần này là tôi thật tình muốn mời ngài. Siêu trung tắc muốn nói gì đó nhưng chưa kịp phát ra khỏi miệng thì vương tử quân đã đi xuống bên dưới. Siêu trung tắc nghĩ đến nụ cười trên mặt vương tử quân, lão không khỏi cảm thấy có vài phần nghi hoặc. Một ngọn gió nhẹ thổi qua, trời xanh không mây, không khí nhẹ nhàng khoan khoái. Tuy lúc này trời tối nhưng con đường bên dưới rừng cây xanh ngắt lại có rất nhiều người đang đi tản bộ. Chào Bí thư Diêu, ngài cũng chạy bộ à? Bí thư Diêu, đã vài ngày không được gặp ngài, buổi tối ngài có thời gian không? Con cái bên kia gửi đến cho tôi ít trà, bây giờ có thể thưởng thức xem thế nào? Bí thư Diêu, Diêu Trung Tắc đối mặt với những lời chào hỏi khắp bốn phía mà mỉm cười chối từ, hắn cũng không phải không muốn tăng tiến tình cảm với bọn họ mà hắn thật sự có tâm sự. Siêu trung tắc cố ý bày ra bộ dạng tùy ý chạy bộ, thế nhưng ánh mắt lại luôn dao động, Lờ đáng xẹt qua nhà của trừ vận phong. Nhưng hắn căn bản là thất vọng, vì biệt thự hai tầng kia căn bản không sáng đèn. Tuy trước mặt người khác thì Diêu Trung Tắc không tiếp xúc quá nhiều với Trử Vận Phong, thế nhưng thực tế hắn lại cực kỳ hiểu quy luật hoạt động của Chủ tịch Trử. Hắn biết rõ chỉ cần Chủ tịch Trử có mặt ở nhà thì phòng làm việc phải sáng đèn. Lúc này phòng làm việc không bật đèn, như vậy không có chủ nhân ở nhà. Trử Vận Phong đi làm gì rồi? Vì sao lúc này còn chưa về? Trước khi tan tầm thì hắn cố ý hỏi chương trình của chữ Vận Phong hôm nay, biết rõ hôm nay chủ tịch Trử cũng không có nhiệm vụ tiếp đãi gì cả. Thế cho nên hắn mới cố gắng chối bỏ tất cả công tác xã giao, căn bản chỉ muốn về gặp mặt trừ Vận Phong. Chương 1370 Hai anh là một liều thuốc độc nhưng Diêu Trung Tắc thất vọng vì lúc này Chủ tịch Trử Vận Phong còn chưa về nhà. Diêu Trung Tắc hít vào một hơi thật sâu, hắn đi bộ với tâm sự nặng nề, sau đó quay về phòng làm việc của mình. Lúc này bên bàn làm việc căn bản không lớn lắm trong phòng có vài văn kiện, còn có một vài tờ báo. Những tờ báo này căn bản không nổi danh trong nước nhưng lại có lực ảnh hưởng rong tỉnh Nam Giang. Những bài viết trên báo cũng không quá bắt mắt, thế nhưng nếu chú tâm xem xét, như vậy sẽ liên lụy đến nhiều người. Thành tích xa hoa khi khảo hạch cán bộ của các thành phố trong tỉnh Nam Giang cũng sẽ là một nghi vấn cực kỳ lớn. Những vấn đề tồn tại trong phương diện xây dựng nhà máy xử lý nước ở thành phố Lâm Hồ, Siêu Trung tác cầm báo lên xem, hắn nhìn thông tin được đăng ở trang nhất, thế là không khỏi nở nụ cười. Những thứ này được cho ra ngoài không khác nào kho thuốc nổ, chỉ sợ là trừ Vận Phong bên kia cũng khó thể nào bảo trì bình thản. Siêu trung tác cho rằng Vương Tử Quân thúc đẩy phương án cải cách nhân sự lần này thật sự có chút tác dụng tích cực, đặc biệt là có thể hốt thuốc cho những tệ nạn đang tồn tại trong tỉnh, căn bản là hốt thuốc đúng bệnh. Nếu như có thể xóa bỏ những tệ nạn này, như vậy sẽ dựng lên uy danh tốt của tỉnh Nam Giang, ý nghĩa của nó là cực kỳ quan trọng. Chỉ là Vương Tử Quân muốn phổ biến cải cách nhưng có nhiều thứ khó thể nói trước được. Dù thế nào thì hạng mục công tác nào cũng phải có người thúc đẩy nếu dựa theo ý nghĩ của vương tử quân mà thành lập một cơ chế khả thi, nghiêm túc đối với người đi vào, mở rộng cơ chế cán bộ, như vậy là cả một quá trình. Hơn nữa quá trình này không phải một lần là xong, phải tiến hành từng bước, phải làm từ từ. Siêu trung tắc thầm suy nghĩ, sau đó ý nghĩ kéo đi rất xa, nhiều nhất chính là đối thủ còn trẻ tuổi kia. Hắn luôn cho rằng mình có hai đối thủ ở Nam Giang, một người là Trử Vận Phong, người còn lại là Diệp Thừa Dân. Nhưng đến bây giờ Diêu Trung Tắc cũng không thể không thừa nhận người trẻ tuổi với nụ cười thường trực trên môi kia thực tế là một đối thủ có thực lực tương đối hùng mạnh. Hơn nữa đối thủ kia giống như là một lọ thuốc độc, khi anh đang chú tâm đề phòng thì căn bản bị loại thuốc kia làm cho mục nát dần dần, đến khi anh phát hiện ra thì căn bản là không thể nào chữa trị được, thế cho nên là cực kỳ đáng sợ. Một người như vậy nếu cứ để cho phát triển thì căn bản sẽ gây ra lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn cơ hội lần này là rất tốt, bây giờ tên đã lên dây, trừ vận phong bên kia chắc chắn đâm lao cũng theo lao. Nếu để cho Diêu Trung Tắc lựa chọn thì căn bản sẽ chọn người gửi vàng là trừ vận phong. Dù sao thì trừ vận phong mới là cột trụ ở Nam Giang, kinh tế Nam Giang không thể rời khỏi ban tay của trừ vận phong. Khi Diêu Trung tác đang trầm ngâm thì tiếng xe dừng lại vang vào trong tai, hắn chợt có chút kinh hoàng, không khỏi tiến lên nhìn ra, hắn thấy đó là chiếc xe số 2 tỉnh ủy đang dừng bên cạnh nhà trừ vận phong. Trừ vận phong đã về, Diêu Trung tắc thầm vui vẻ, hắn trầm ngâm dây lát rồi cầm theo một tờ báo đi về phía nhà trừ vận phong. Khi Diêu Trung tắc đi đến bên ngoài nhà trừ vận phong, chiếc xe Audi chuyên phục vụ cho trừ vận phong đã biến mất bên cạnh biệt thự. Hắn nhìn cổng nhà đã đóng lại, thế là tùy ý gõ cửa. Ai vậy? hơn chục giây sau thì bên trong truyền ra giọng nói của chị Lý vợ của Trừ Vận Phong. Siêu Trung Tắc căn bản rất chướng mắt với chị Lý này, hắn cảm thấy mình có nhiều chỗ kém Trừ Vận Phong, nhưng có một phương diện mạnh hơn, đó chính là chọn vợ tốt hơn. Dù thế nào thì vợ của hắn cũng là một người khá giỏi, tiến có thể lên giường, lui có thể ra bếp, nhưng vợ của Trử Vận Phong thì sau khi là một phu nhân danh giá của tỉnh Nam Giang, căn bản không còn là một người vợ đúng nghĩa. Chẳng qua Diêu Trung Tắc nghĩ như vậy nhưng khi đối diện với chị Lý thì nở nụ cười sáng lạn, chị Lý, tôi là Diêu Trung Tắc. Ba chữ Diêu Trung Tắc thật sự giống như một tờ giấy thông hành, chị Lý tươi cười mở cửa ra, sau đó dùng giọng thân mật nói, bí thư Diêu, ngài đã dùng cơm chưa? Diêu Trung Tắc không nhịn được phải cười thầm về lời nói quá tục của chị Lý. Hắn thầm nghĩ chị Lý tốt xấu gì cũng là phu nhân số 2 trong tỉnh Nam Giang, sao không hỏi mình đến làm gì? Bây giờ là mấy giờ rồi, sao còn chưa dùng cơm tối? Tuy hắn thầm khinh bị chị Lý, thế nhưng ngoài miệng lại dùng giọng chân thật nói, tôi đã ăn rồi, nhưng chị Lý nếu có trẻ hạt sen cho chủ tịch chử, tôi cũng muốn uống một chút. siêu Trung Tắc nói lời thân mật như vậy làm cho gương mặt chị Lý có vài phần hớn hở, càng thêm thân cận hơn. Nàng nói chuyện nhà với Diêu Trung Tắc, sau đó mời Diêu Trung Tắc vào phòng. Diêu Trung Tắc vào cửa thì lúc này trong nhà cũng không phải chỉ có mình Trử Vận Phong, còn có một người ngồi vị trí đối diện với Trử Vận Phong trên ghế sa lông. Khi Trử Vận Phong chào hỏi Diêu Trung Tắc, người kia cũng đứng lên nói chào Bí thư Diêu. Tuy ánh đèn mờ ảo nhưng Diêu Trung Tắc chỉ cần nhìn đã biết đây là Bí thư Thị ủy Lâm Hồ Thích Phúc Lai. Hắn cũng có vài phần kết giao với Thích Phúc Lai, hắn biết rõ địa vị của Thích Phúc Lai với Trử Vận Phong lúc này thấy thích phúc lai ở đây thì hắn không khỏi mừng thầm đối với loại người này thì căn bản dễ dàng nhìn thấy gió thổi cỏ lay chỉ cần liếc mắt nhìn qua đã thấy rõ bản chất chủ tịch trử tôi đi trước đây mặc dù có chút không muốn thế nhưng thích phúc lai vẫn thành thật nói lời cáo từ với chử vận phong chử vận phong gật đầu nói có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho tôi trọng điểm là đẩy mạnh phát triển kinh tế thành phố lâm hồ phát triển mới là đạo lý cứng vào lúc hiện tại chị lý bên kia đưa thích phúc lai ra ngoài lúc này trừ vận phong bên này đã mời diêu trung tác đi vào trong phòng hai người tùy ý ngồi xuống diêu trung tác đưa tờ báo trong tay cho trừ vận phong rồi nói tôi đọc những tờ báo hôm nay mà có chút không yên thấy anh quay về thì đến nhờ một chút trừ vận phong nhìn thoáng qua tờ báo sau đó đặt tờ báo xuống bàn dùng giọng không quan tâm nói tôi đã xem qua tờ báo này rồi Siêu Trung Tắc biết rõ hành vi này của Trử Vận Phong cũng không phải là cố ý qua loa mình, tuy hắn và Trử Vận Phong mỗi ngày đều xử lý nhiều việc, thế nhưng gió thổi cỏ lay ở bên ngoài thì bình thường chẳng đáng quan tâm. Bọn họ đều có nguồn phát thông tin của riêng mình, nếu như Trử Vận Phong không biết thì mới là kỳ quái. Chủ tịch Trử, tôi biết bên dưới có chút quá phận, thế nhưng nếu nắm bắt lấy nó mà không tha, như vậy là bất lợi cho quá trình phát triển của tỉnh Nam Giang dù sao ổn định cũng là quan trọng nhất, là yếu tố chủ yếu nhất. Diêu Trung Tắc biết rõ Trử Vận Phong là người đại trí tuệ, vì vậy mà Diêu Trung Tắc lựa chọn đi thẳng vào vấn đề, thế là dứt khoát nói ra ý nghĩ của mình. Trử Vận Phong nghe lời của Diêu Trung Tắc thì cũng không lập tức trò chuyện, lão khẽ dựa lưng lên phía sau, có chút trầm ngâm. Diêu Trung Tắc cũng không ngại biểu hiện của Trử Vận Phong, dù sao thì bọn họ cũng không phải là những người mới. Chử vận phong nếu không suy xét một chút, như vậy mới có chút không nỡ. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 123